Phàm nhân tu tiên tri tiên giới thiên tập 46, chương 901 đến chương 920, một kích mất mạng, về vị tử linh đạo hữu kia, tại huyền thành ta, còn có ba thành trì khác ta cũng đã cẩn thận điều tra qua, nhưng không phát hiện chút manh mối nào. Thần Dương nhìn Hàn Lập một cái, thở dài nói ra, không tìm thấy, Hàn Lập nhíu mày. Nếu tử linh đạo hữu kia ở trong huyền thành ta, coi như không có tin tức xác thật, thì có lẽ nghe phong phanh vẫn phải có, nhưng căn cứ theo điều tra của ta, một chút tin đồn về tử linh cũng không thấy theo ta phỏng đoán người này có khả năng ở khôi thành hoặc là sau khi tiến vào tích lân không cảnh bất hạnh vẫn lạc trong miệng lân thú thần dương vội vàng nói hàn lập nghe vậy sắc mặt trầm xuống không nói gì mặc dù không tìm được tử linh nhưng tình huống vị thạch không kia ta đã dò thăm rồi lúc này hắn ở ngay tại phủ thành chủ huyền thành chẳng qua bị giam trong lao ngục thần dương tiếp tục nói bị giam vào lao ngục có thể dò thăm là vì sao không hàn lập nghe vậy hỏi về tin tức này, người canh giữ phủ thành chủ cực nghiêm, ta nghe ngóng nhiều mặt cũng không dò xét nghe được manh mối nào hữu dụng, chẳng qua lệ đạo hữu ngươi cũng không cần lo lắng, Thạch Không tuy bị giam, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Thần Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Đa tạ thần đạo hữu, tuy không tìm ra tung tích Tử Linh, nhưng có thể thăm dò được tung tích của Thạch Không coi như đã hoàn thành yêu cầu của tại hạ." Hàn Lập cúi đầu im lặng một lát, ngẩng đầu nói: "Thần Dương nghe vậy, thở phào một hơi. Ta đây cáo từ trước, Hàn Lập nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Thần Dương nhìn qua bóng lưng Hàn Lập, trong mắt như có một đạo quang mang kỳ lạ chấp động, quay người về tới nội thất. Lúc này giải đạo nhân đang đứng ở một góc trong phòng, cúi đầu mà đứng, sau khi thấy thần Dương đi vào, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hội võ sắp tới, dường như tâm tình ngươi không được tốt, giải đạo nhân mặt không biểu tình nói. Nếu người thân là thành chủ, bộ hạ giới trướng tự tin mù quáng, chắc hẳn tâm tình của người cũng không tốt được. Thần Dương cười khổ một tiếng, nói giải đạo nhân nghe vậy giữ im lặng tuy dịch lập nhai có thực lực nhưng vô cùng tự phụ so với mấy cao thủ đứng đầu thành khác vẫn có chút chênh lệch chỉ sợ cốt thiên tầm còn có chút hy vọng hơn về phần vị lệ đạo hữu kia của ngươi thật ra khiến ta có phần không nhìn thấu nhưng so với cốt thiên tầm chỉ sợ vẫn có chút không bằng thần dương không để ý đến giải đạo nhân thì thào lẩm bẩm hàn lập rời khỏi chỗ ở của thần dương rất nhanh quay về gian phòng của mình ý niệm trong đầu chuyển động Hiện giờ Thạch Xuyên không bị giam trong lao ngục Huyền Thành, muốn cứu ra cũng không dễ dàng. Vào Huyền Thành thời gian dài như vậy, hắn đã cảm nhận được thực lực Huyền Thành lợi hại hơn rất nhiều so với Thanh Dương Thành, muốn vào lao ngục cứu người cũng không dễ dàng. Còn có Tử Linh, giờ cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Hàn Lập tĩnh tọa thật lâu, chợt lắc đầu, bình phục tâm tình, thần sắc trên mặt khôi phục bình tĩnh. Bây giờ không phải thời điểm lo lắng cho Tử Linh và Thạch Xuyên không, trước đánh tốt hội võ Nam Thành bắt được thiên lân vẫn tinh giải trừ tai họa ngầm hắc kiếp trùng rồi hãy nói tới chuyện khác trong lòng hàn lập nghĩ vậy chậm rãi nhắm mắt lại biệt uyển thành chủ xa thu viện trong một tòa thạch điện một gã trắng hán trung niên trên người bọc áo khoác da thú đang tựa trên một ghế đá rộng rãi dưới ánh lửa chiếu lên mũi ngăm đen lộ vẻ sáng bóng đó không phải ai khác mà chính là thành chủ thông dư thành phù kiên sáu tu sĩ thông dư thành dưới hai tay tách ra hai bên trái phải tự mình ngồi hội võ nam thành lần này ách quái thành chủ rõ ràng rất coi trọng đấy đồ lấy ra ban thưởng lần này cái nào cũng có chút bất phàm các ngươi đều phải hết sức ứng phó cho ta tranh thủ đứng đầu trong danh sách nhất là ngươi đoạn thông phủ kiên mắt lộ tinh quang mở miệng nói tên đại hán khôi ngô kia toàn thân cuốn đầy băng vải an vị chỗ dưới tay y lời phủ kiên nói xong một lúc lâu đã chỉ là nặng nề ừ một tiếng không có phản ứng khác đối với việc này dường như phủ kiên cũng đã sớm tập mãi thành quen rồi cũng không so đo mở miệng tiếp tục nói trước không nói chu tử nguyên huyền thành phương thiền bạch nham thành và phong vô trần huyền chỉ thành người có nắm chắc thắng được không mặc dù phong vô trần có ưu thế tốc độ nhưng chỉ cần tên đó không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta vấn đề sẽ không lớn một khi hắn quân lấy ta cận chiến ngược lại như ta mong muốn đoạn thông trầm mặc một lát rồi nói phương thiền thì sao phù kiên hỏi trước đây chưa từng giao thủ cùng hắn không rõ lắm nhưng người này lần trước có thể đánh bại cốt thiên Tâm đủ thấy kỳ thật thực lực không tầm thường sau nhiều năm như vậy chắc hẳn chiến lực hắn cũng tăng lên đoạn thông tiếp tục trầm mặc một hồi mới lên tiếng ừ người có thể cẩn thận như vậy cũng là chuyện tốt phủ kiên nhẹ gật đầu nói ra một chỗ thạch môn đại điện khác ở biệt uyển liên tiếp có người đi ra khỏi điện rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại một gã trung niên nam tử dáng người cao gầy sắc mặt tái nhợt và một gã thanh niên áo trắng bộ dáng tuấn tú chính là hai người tần nguyên và phong vô trần vô trần những ngày gần đây thấy ngươi liên tục bế quan không ra ngoài, chẳng lẽ lại có đột phá?" Tần Nguyên cười hỏi. Bẩm nghĩa phụ, lúc trước tu luyện tích lũy nhiều năm, vừa hôm qua đã nước chảy thành sông, mở ra thêm một khiếu." Tiếng Phong Vô Trần cung kính đáp. "Không tệ, không tệ, là dấu hiệu tốt, xem ra hội võ năm thành lần này, tiến vào ba hạng đầu hẳn là không lệch được." Tần Nguyên gật đầu cười nói. Phong Vô Trần nghe vậy, lông mày hơi nhăn lên, trầm mặc lại. "Làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?" đuôi lông mày tần nguyên khẽ động hỏi chẳng biết tại sao hài nhi cảm giác cảm thấy lần hội võ này có điều không thích hợp trong lòng có chút bất an phong vô trần trần chờ một lát mới mở miệng nói ra a à, chẳng lẽ vì bái phòng lục hoa phu nhân không có kết quả không lấy được binh khí hoàn toàn mới phải biết là binh khí tốt thế nào cũng chỉ là vật ngoài thân trong tích lân không cảnh chúng ta tự thân thể mình mới là căn bản tần nguyên cao mày nói nghĩa phụ nói thật đúng quả là hài nhi quá lo lắng phong vô trần nói gấp chẳng qua tình huống lần này chính xác là ngoài dự kiến của ta không chỉ có việc ngươi bái phỏng lục hoa phu nhân không có kết quả ngay cả sau đó ta tự mình đến nhà cũng được bảo rằng hắn đang bế quan luyện khí ăn bế môn tạ khách lời nói tần nguyên xoay chuyển nói ra có phải nguyên nhân vì hai người thanh dương thành kia không trước đó bọn họ đột nhiên đưa ra tín vật gì đó cứng rắn chen lấn lách vào cơ hội hải nhi bái kiến lục hoa phu nhân sau đó hải nhi mấy lần còn muốn bái phòng cũng đều không được cho phép phong vô trần ngẩng đầu ánh mắt chớp lên nói hai tiểu quỷ thanh dương thành lấy đâu ra năng lực lớn như vậy hơn phân nửa là chỗ nào đó chúng ta làm không tốt mới khiến lục hoa phu nhân sinh lòng không vui đợi sau hội võ nghĩa phụ lại đi bái phòng một lần thử xem tần nguyên khoát tay chặn lại nói ra bất kể có phải nguyên nhân vì hai người kia không trên hội võ lần này ta mà đụng phải bọn hắn nhất định sẽ không để bọn hắn sống dễ chịu có lẽ cốt thiên tầm ta còn phải tốn chút khí lực về phần nhân tộc kia lời phong vô trần nói phân nửa không tiếp tục nói hết trên mặt là ý cười lành lạnh sát khí tất hiện cùng lúc đó đám người bạch nham thành cũng tụ tập trong một đại điện tôn đồ đang động viên trước khi chiến đấu hội võ nam thành sắp khai mạc không cầu chư vị người người đứng đầu trong danh sách chỉ hy vọng các người hết sức ứng phó ít nhất đều có thể giành thắng lợi trận đầu đợi khi về bạch nham thành ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của chư vị đưa ra phong thưởng khác tôn đồ cao giọng nói ra chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó không phụ sự phó thác của thành chủ, một gã nam tử áo bào xám lập tức hưởng ứng nói. Theo sát phía sau, mọi người cũng theo đó hô to nói, toàn lực ứng phó, không phụ sự phó thác. Trong từng tiếng hoan hô hùng hồn, còn kèm theo một ít tiếng ngáy cách quãng không quá hài hòa. Nơi phát ra tiếng kia, chính là Phương Thiền ngồi ở vị trí bên trái dưới tay Tôn Đồ. Lúc này, gã đang lưng dựa vào ghế đá, bốn vó ngã chỏng nửa nằm trên mặt ghế ngáy o. Cũng không biết có phải gã đang mộng đẹp hay không trên gương mặt heo xấu xí đều là thỏa mãn vui vẻ quái miệng chảy nước miếng thi thoảng lại chép miệng hai cái một hồi lại phát ra tiếng mê sảng không rõ tôn đồ càng nói đến sôi sục tiếng ngáy của gã lại càng vang dội chẳng qua tất cả mọi người đờ đây đối với điều này tựa hồ cũng đều tập mãi thành quen không ai cảm thấy có chỗ nào bất ổn đúng lúc này cổ họng phương thiền bỗng nhiên khẽ động miệng hơi hơi mở ra tiếng ngáy phát ra trong miệng bỗng tử thô chuyển về tinh tế thanh âm nhỏ đi âm điệu lại bắt đầu lên cao. Sau khi một tiếng này vang lên, một cỗ dao động kỳ dị theo miệng mũi truyền ra. Đầu tiên là cái bàn trong thạch điện bắt đầu đung đưa rất nhỏ, tiếp đó tất cả mọi người cảm thấy tay chân chết lặng một hồi, đầu óc đều có chút mê man. Lại tới nữa. Mọi người không ngớt lời ai thán. Một bên tôn đồ thấy thế, khóe môi nhếch lên tia cười, co tay một cái, bán một tiếng ba vào chán phương thiền. Cả người phương thiền mạnh mẽ run lên, hai mắt mở mạnh ra, có chút mờ mịt nhìn về phía mọi người bên cạnh. Tôn đồ nâng tay áo xoa xoa khóe miệng dính nước miếng của gã, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi. Phương Thiền ngu ngơ cười cười, điều chỉnh một tư thế ngồi, ngả đầu về sau, tiếp tục ngủ. Trong đêm, trăng sáng như sương, bên trong phủ thành chủ, trên nóc một đại điện lẻ loi, hai đạo nhân ảnh song song mà nằm, nhìn lên tinh không. Một người trong đó mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, đang mặc cốt giáp màu trắng, hai tay gối sau gáy, thần sắc trên mặt bình tĩnh, chính là thủ lĩnh Chu Tử Nguyên liên tục mấy lần đoạt được hội võ Nam Thành. Người còn lại dung nhan tuyệt mỹ, khí chất quạnh quẽ, trên người cũng mặc cốt giáp thiếp thân, đường cong là lướt. Đại ca, thành chủ cũng thiệt là, bản thân buông tay mặc kệ chuyện trước khi chiến đấu động viên, ngược lại để ngươi tới làm. Nữ tử tuyệt mỹ kia nhẹ giọng phàn nàn nói. Tử thanh, nơi này là phủ thành chủ, tiếng ngươi tuy nhỏ, nhưng thành chủ lão nhân ra người cũng nghe thấy đó chu tử nguyên cười nói thành chủ đại nhân có đại lượng sẽ không so đo những thứ này đâu nữ tử tuyệt mỹ nghe vậy vội thẻ lưỡi mất bỏ mới lo làm chuồng nói hội võ nam thành lần này là lần đầu ngươi tham gia đối với tình hình chiến lược từng thành chỉ nhất định phải nhớ kỹ trong lòng đoạn thông ở thông dư thành thần thông nhất thủ thông huyền tý không thể khinh thường ta thấy hắn lời chu tử nguyên còn chưa nói hết đã bị muội muội chu tử thanh mở miệng cắt đứt được rồi được rồi đại ca cộng thêm lần nói khi động viên lúc trước đây đã là thứ bảy rồi lỗ tai của ta sắp thành kén rồi tử thanh vậy ngươi nói cho ta biết có người nào cần đặc biệt chú ý chu tử nguyên vẫn kiên nhẫn hỏi ai căn cứ đại ca ngươi nói ngoại trừ thanh dương thành người mấy tòa thành trì kia thì không có một người nào là đèn đã cạn dầu gặp đều phải cẩn thận càng thêm chú ý chu tử thanh khẽ thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ nói sai rồi thanh dương thành cốt thiên tầm cũng nhất định phải chú ý, đừng nhìn nàng, chỉ là một nữ nhân, nhưng chiến lược nàng này tuyệt không dưới những người kia. Chu Tử Nguyên nhớ mày, chăm chú nói ra. Đúng đúng đúng, Thanh Dương Thành còn có một cốt thiên tầm, đại ca cũng quá để tâm, làm sao vận khí ta lại không tốt như vậy, gặp phải nhiều cường giả như thế chứ. Chu Tử Thanh gật đầu như gà con mổ thóc nói, cuối cùng lại nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tử Thanh, ngươi cảm thấy đại ca có thể liên tục đoạt được quán quân hội võ là dựa vào cái gì? Chu Tử Nguyên không để ý đến Chu Tử Thanh phàn nàn, chuyển chủ đề hỏi. "Còn phải nói, đương nhiên là thực lực chứ gì?" Chu Tử Thanh không cần nghĩ ngợi nói. "Thực lực tuy quan trọng, nhưng cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là không được có bất kỳ lòng khinh thị, ngoại trừ những đối thủ đã biết chi tiết rõ ràng, lúc gặp những khuôn mặt mới lần đầu tham gia hội võ cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi." Thần tình Chu Tử Nguyên trịnh trọng, dặn dò. "Ừ, đại ca, ta nhớ kỹ." rốt cuộc chu tử thanh chăm chú thêm vài phần gật đầu nhẹ nói ra chu tử nguyên thấy thế không tiếp tục dặn dò dài dòng nữa cùng muội muội yên tĩnh nhìn lên tinh không bất quá hơn mười hơi thở sau chợt nghe chu tử nguyên mở miệng lần nữa nói đúng rồi ngay chỗ huyền chỉ thành phong vô trần đại ca người đủ rồi đó ngay tại huyền thành thời điểm mọi người tự chuẩn bị cho hội võ nam thành trên một mảnh xa mà cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm tiếng gió gào thét các bụi đầy trời dưới ánh trăng dường như toàn bộ thế giới đều thành một mảnh hỗn độn chỉ thấy trong bụi mù mênh mông từng bóng mờ màu đen cực lớn như ẩn như hiện đang xuyên qua các bụi chậm rãi đi về phía trước nhờ ánh trăng bóng mờ màu đen hiện dần ra rõ ràng tất cả đều là lân thú cực lớn trong đó cầm đầu là một đầu ô lân tượng hình thể cao hơn trăm trượng bộ dáng lại không quá giống với ô lân tượng bình thường chỉ thấy đầu ô lân tượng này toàn thân được lân giáp bao trùm phần bụng cùng trên chân có thiết giáp bao bọc trước ngực có bảy tám khối thú hạch lớn chừng quả đấm được đặt vòng tròn khảm vào trong huyết nhục của nó hai cây ngà dài của ô lân tượng đã bị cắt đi thay vào đó là hai cây trường mô sắc bén dưới ánh trăng chiếu rọi xuyên thấu qua bão cắt lóe lên từng điểm hàn quang mà cổ quái nhất là hốc mắt đầu ô lân tượng này hãm sâu bên trong đen ngòm căn bản không có đồng tử nếu cẩn thận nhìn kỹ còn có thể phát hiện hốc mắt kia rõ ràng có dấu vết heo khô đầu ô lân tượng này rõ ràng là một cỗ tử thi khô héo mà đi sau lư nó còn có hơn 10 đầu lân thú khác toàn bộ đều là cỗ thi thể khổng lồ trên lưng những lân thú này đều mang theo một tòa thạch điện màu đen lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ bên trong tòa thạch điện của đầu ô lân tượng dẫn đầu có bảy tám triệu than lóe sáng chiếu rọi bên trong một mảnh không minh ở trung tâm điện có một bệ đá màu đen rộng ba thước phía trên có một nữ tử váy dài màu đen đang khoanh chân ngồi dáng người nhanh nhẹn trên mặt đeo lụa mỏng chỉ nhìn một bên mặt cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh cách nàng này không xa là một ghế đá màu đen ngồi trên đó là một nữ tử có thân hình thướt tha đồng dạng trên mặt phủ lụa đen thân hình nàng khuynh đảo mềm mại vòng eo dán chặt trên mặt ghế thoạt nhìn phỏng phất như một yêu xả không xương mềm mại đáng yêu còn bao lâu nữa thì tới huyền thành tiếng nói nữ tử nhu hòa thanh âm lười biếng như mê hoặc bẩm báo thành chủ hiện giờ vẫn còn trong phạm vi khôi thành chúng ta trên đường nếu không có gì ngoài ý muốn không đến một tháng nữa sẽ đến huyền thành nữ tử váy dài trên bệ đá hơi nghiêng người nhẹ nói tốt chuẩn bị nhiều năm như vậy thời cơ cuối cùng đã tới nữ tử được gọi là thành chủ ngồi dậy đôi mắt sáng ngời như sao thì thảo nói ra một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày kế tiếp lại đến bên ngoài huyền thành khi tia sáng mặt trời đầu tiên lướt qua trọng huyền sơn mạch chiếu sáng phía trên tòa thành nội thành đã là một mảnh nhộn nhịp đường phố trong thành chật ních rậm rạp chẳng chịt dòng người nhao nhao đi đến tụ tập ở một kiến trúc hình tròn chiếm diện tích cực lớn chỗ đó đúng là một tòa huyền đấu trường lớn nhất trong huyền thành có tên rất đặc biệt là tu la trường phía trước tu la trường là quãng trường rộng rãi đã sớm chật kín người đứng lặng trong đó là một bức tượng đá hình người đã bị vây quanh chật như nêm cối xung quanh không ngừng có người đi lên phía sau tiếp trước thỏ tay chạm đến quần áo cùng mũi chân tượng đá nghe nói chạm đến pho tượng này có thể mang đến may mắn có thể giúp cho bọn họ đánh cược trong hội võ đại sát tứ phương lợi nhuận đầy bồn đầy bát bởi vậy nhiều chỗ trên pho tượng kia đã bị mài đến thập phần bóng loáng phía trên khỏa lên một tầng bạo tưng thật dày phản xạ ánh nắng sáng sớm càng có rất nhiều người tụ tập trước bốn đại môn tu la trường cùng đợi mở cửa vào đông nương theo đó là một tiếng chuông trầm trọng cổ xưa vang lên đại môn bốn phía đồng thời chậm rãi mở ra đám người chen trúc đi vào nhao nhao tràn vào trong tu la trường sau đó phân tán ra tám tòa huyền đấu đài cự đại cùng lúc đó trong một tòa đại sảnh hình tròn sâu dưới tu la trường có vài chục người tụ tập trong đó đại khái chia làm năm chi đội tự phân tán ra trò chuyện với nhau những người này đúng là 64 tên huyền đấu sĩ thanh gia hội võ nam thành lần này hàn lập cùng đám người cốt thiên tầm cũng ở trong đó lệ đạo hữu huyết tương tử của ngươi ủ đến đâu rồi cốt thiên tầm thấy một mình hàn lập ngồi ở nơi hẻo lánh đi tới hỏi đám người dịch lập nhai tụ họp thành một đoàn thấy vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ quái chỉ là lướt qua rồi tiếp tục phối hợp rảnh rỗi hàn huyên hiên viên hành cùng độc long có chút khoảng cách với bọn họ hiên viên hành thì vẫn lạnh nhạt thần sắc độc long lại có chút thần trương không sai biệt lóc lúc này ngược lại là phải chúc mừng cốt đạo hữu rồi đã sớm giải quyết họa hắc kiếp trùng hàn lập ngẩng đầu nhìn nàng vừa cười vừa nói lục hoa lão đầu cổ quái kia một lòng muốn người lấy ra thiên lân vẫn tinh thật sự thật là có lỗi việc này ta cũng không giúp ngươi được cốt thiên tầm nửa già nửa thật nói lệ mỗ biết rõ thiên hạ không có bữa cơm miễn phí lục hoa tiền bối yêu cầu vẫn là hợp tình hợp lý hiện tại chỉ hy vọng vị trí được ban thưởng thiên lân vẫn tinh không nên quá gần vị trí đầu thì tốt hơn hàn lập cười cười nói ra báo trước cho lệ đạo hữu một tin tức thiên lân vẫn tinh sẽ được ban thưởng cho một vị trí trong ba người dẫn đầu vì vậy đạo hữu vẫn có cơ hội lấy được đấy cốt thiên tầm liếc nhìn hàn lập như có thâm ý chuyển âm nói ra được cốt đạo hữu cho biết, cũng vì tính mạng của mình, lệ mỗ cũng chỉ có thể cố gắng tranh đoạt một phen. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Trong khi hai người nói chuyện, toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, ngay phía trước mọi người truyền đến một hồi thanh âm ù. Chỉ thấy chính giữa vách tường dày đặc lõm xuống dưới năm lỗ lớn, phía trên mỗi lỗ có một đạo ánh mặt trời chiếu xuống, từ trong hiển lộ ra năm thềm đá thông đạo, đi thông mặt đất. Huyền đấu sĩ Nam Thành nhanh bước lên huyền đấu đài, một thanh âm to lớn từ bên trên truyền đến. Huyền đấu sĩ bản thổ Huyền Thành, dưới sự dẫn đầu của hai huynh muội Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh mặc cốt giáp, dẫn đầu bước lên một tòa thềm đá, đi hướng xuống mặt đất. Còn lại mấy chi đội kia thấy thế, cũng đều trước sau theo người cầm đầu, đi ra đại sảnh dưới mặt đất. Vừa đến mặt đất đấu trường, từng đợt thanh âm bao la hùng vĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập đến giữa huyền đấu đài, chính giữa còn kèm theo một ít cái tên. Chu Tử Nguyên, Chu Tử Nguyên. Phong vô Trần, trên khán đài người ta tấp nập các loại âm thanh xen lẫn cùng một chỗ náo nhiệt vô cùng hàn lập mặc dù đã tham gia huyền đấu ở thanh dương thành nhiều lần nhưng vẫn là lần đầu tiên bị âm thanh người xem trên khán đài ở mỹ rung động đến thế từng âm thanh như sóng nhiệt truyền đến làm nhiệt huyết trong cơ thể hắn cũng theo đó mơ hồ có chút sôi trào lên ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía chỉ thấy cách mỗi hơn trăm triệu bên ngoài liền xây dựng một tòa huyền đấu đài tổng cộng tám tòa trình thể phân bố theo phương vị bát quái mỗi năm tòa trong đó, đang đứng một chi đội huyền đấu sĩ Tòa Thành. Trên huyền đấu đài, ngay vị trí chi đội huyền đấu sĩ bản thổ huyền thành, lại nhiều ra thêm một người. Thân hình gã cao lớn, đầu sinh song giác, như thanh ngưu mặt đen, chính là người chủ trì đại hội. Mà giữa tám tòa huyền đấu đài, đứng lặng một đài cao trăm trượng, phía trên đặt sáu cái ghế đá màu đen. Chỗ này hiển nhiên là vị trí dành cho thành chủ năm tòa thành, nhưng chẳng biết tại sao lại nhiều hơn một cái ghế. Toàn trường yên lặng, cùng nghênh thành chủ lúc này chỉ nghe đại hán ra đen hét to một tiếng, toàn bộ tu la trường lập tức an tĩnh lại, nửa điểm âm thanh cũng không nghe thấy. nhìn thấy vậy hàn lập có chút kinh ngạc. ngay sau đó chỉ nghe một hồi tiếng gió gào thét vang lên, phía trên màn trời bỗng nhiên có năm đạo nhân ảnh nhô cao lên rơi xuống, giống như sao băng đập lên tòa đài cao trăm trượng, ầm một tiếng vang lên, toàn bộ đài cao và cả toàn bộ tu la trường lắc lư một hồi, sáu đạo nhân ảnh hiển lộ ở trước mặt mọi người tất cả mọi người nhìn lên liền thấy ách quái thành chủ ở vị trí giữa năm người còn lại thì chia làm hai bên lão sau so vị trí của lão thì mơ hồ thấp hơn một xíu thoạt nhìn giống như là đi theo phía sau lão lúc này dung mạo ách quái thành chủ nhìn như bình thường nhưng trên người có một loại hào khí quân lâm thiên hạ thoạt nhìn giống như là một đầu sư tử mạnh mẽ áp đảo bốn phương làm cho người không có nổi nửa điểm phản kháng trên khán đài không ít người đều không tự chủ được cúi đầu hàn lập hiếp mắt dò xét trên đài cao trong lòng hiện lên một tên nghi hoặc tại sao là lão chỉ thấy đứng bên trái sau lưng ách quái là một người dáng người thấp bé thể trạng lại có chút tráng kiện đầu hói hơn phân nửa ngược lại hàm dâu phía dưới lại rất rậm rạp vặn thành một cái bánh quai trèo đôi sam đó không phải ai khác mà đúng là lão luyện khí đại sư kia lục hoa phu nhân hàn lập nhìn qua lục hoa phu nhân trên đài cao trong lòng hơi động hắn vốn biết thân phận của lục hoa phu nhân không thấp chẳng qua hắn không nghĩ đến là lão ở trong huyền thành này lại có địa vị cao như thế. Ngày hôm nay, nhờ có chư vị tụ họp ở trong huyền thành, cùng nhau tham gia hội võ năm thành trọng đại lần này, ta mong chư vị cùng với bọn ta, chứng kiến trong tu la trường này sẽ sinh ra một khôi thủ vương giả. Khôi thủ! Khôi thủ! Khôi thủ! Toàn bộ tu la trường cũng theo đó hưởng ứng theo, lập tức bùng nổ lên tiếng gào thét như núi vọng biển gầm, rung động khắp trời xanh. Sau khi ách quái nói qua loa vài câu, lão liền giơ hai tay lên vẫy vẫy ấn xuống mấy cái rồi ngồi xuống ghế dựa lớn sau lưng năm người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao ngồi xuống theo tiếng hoan hô trong tu la trường kéo dài thật lâu mới dần dần giảm xuống bớt kỳ hội võ năm thanh lần này được các thành tuyển lựa từ huyền đấu đài để chọn ra 64 cường giả tinh anh mỗi trận huyền đấu sẽ đấu một trọi một tiến hành tổng cộng 6 vòng tiếp đó lại giao đấu thêm lần nữa quyết định ai là vương giả phàm kẻ nào tiến vào tám hạng đầu đều được ban thưởng một viên địa giai lân thú còn người nào tiến vào tứ cường sẽ được ban thưởng một viên thú hạch thiên giai lân thú lúc này tên đại hán da đen chủ trì hội trường lên tiếng đọc lớn lần nữa âm thanh của gã vang vọng khắp tu la trường không chỉ làm cho người ngồi xem trên khán đài hưng phấn không thôi mà đến ngay cả đám người trên huyền đấu đài cũng theo đó mà kích động trong lòng hai bậc thú hạch thiên địa lân thú đối với bọn hán hay là bất cứ người nào cũng đều là tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá ngoài ra người nào có thể lọt vào ba vị trí đầu sẽ được ban thưởng một khối thiên lân vẫn tinh vật này chính là thiên ngoại vẫn tinh ngàn năm khó gặp là tài liệu đỉnh cấp có công hiệu cho cả việc luyện đan và luyện khí thứ này chân quý không nói chắc ai cũng biết đại hán đen xì sì cao giọng tuyên bố trên khán đài cũng kinh hô một hồi thứ này đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện ở trong huyền thành rồi hàn lập nghe vậy sắc mặt cũng thoáng thả lòng rất nhiều hắn thầm nghĩ trong lòng chỉ cần hắn đạt được hạng ba là có thể được ách quái thành chủ Lần này quả thật ngài bỏ hết tiền vốn mà, phần thưởng này cũng đủ để ban thưởng cho quán quân, ngài làm vậy không thấy đau lòng sao. Trên đài cao, tôn đồ vừa cười vừa nói, đều là người thành trì của mình, cho dù nhà nào chiếm được, cũng không tính là nước phủ xa chảy ra ngoài, không có gì phải đau lòng cả. Ánh quái vừa cười vừa nói, lúc này lại nghe đại hán đen kia tuyên bố, người nào có thể giành được hạng hai sẽ được ban thưởng một bộ lân cốt huyền tinh giáp do đích thân lục hoa phu nhân luyện chế. Những năm gần đây, Bộ áo giáp này được ngài ấy giải công luyện chế, được dùng từ 1236 tinh cốt lớn nhỏ, cùng trộn lẫn vào đó, đủ loại tài liệu chân quý không thua gì thiên lân vẫn tinh, cộng thêm lục hoa phu nhân hao tâm tổn trí, cùng với tinh lực mới luyện ra được nó, cho dù gọi nó là bảo vật vô giá cũng không đủ. Vừa dứt lời, toàn trường náo động. Ngay cả các nhân tài kiệt xuất như phong vô trần, cũng vì đó mà sắc mặt thay đổi, trong mắt đều hiện lên vẻ thèm muốn. Hàn lập nhìn về mặt tươi cười đắc ý của lục hoa phu nhân trên đài cao, Lúc này mới hiểu ra, vì sao mà lão đầu tử thấp lùn này lại có thể biết trong danh sách ban thưởng có thiên lân vận tinh. Trên khán đài mọi người nghị luận âm ý, đã xuất hiện hai món bảo vật, hiện giờ hầu như tất cả mọi người đang suy đoán, ban thưởng hạng nhất không biết là vật gì. Nhưng không ai có thể nghĩ ra được câu trả lời, bởi vì trong tích lân không cảnh này muốn tìm món đồ nào quý hiếm hơn hai thứ đó, thực sự không nhiều lắm. Người nào có thể giành được đầu bằng, sẽ được ban thưởng một đoá lưu diễm huyết vân ngay trong khi mọi người đang suy đoán tranh cãi với nhau thì đại hán da đen dứt khoát tuyên bố ra thứ này không giống như hai món bảo vật trước đó đã chỉ nói ra một cái tên lưu diễm huyết vân này xong cũng không kèm theo bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào cả trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh dường như mọi người đều chưa nghe qua nó cũng không biết rốt cuộc nó là thứ gì nữa nhưng ở trên đài cao ngoại trừ ếch quái cùng lục hoa phu nhân ra thì tất cả các thành chủ còn lại đều biến sắc lưu diễm huyết vân thật là có thứ đó sao thần dương nhịn không được hỏi mấy người còn lại cũng rối rít nhìn về phía ách quái ném cho lão vẻ hỏi thăm chư vị không cần phải kinh ngạc ban thưởng cho quán quân lần này quả thật chính là lưu diễm huyết vân hay được gọi là khiếu mẫu thiên lộ ách quái thành chủ nhẹ gật đầu nói ra trong lời đồn trời sinh trong huyết vân này ẩn chứa lực lượng huyết khí có thể khơi thông bế tắc huyền khiếu chỉ cần nuốt nó vào trong người liền không cần phải dựa vào công pháp tu luyện mà có thể trực tiếp khơi thông huyền khiếu đồng thời nó cũng không lưu lại chút tai họa ngầm nào cả trong mắt thần dương lộ ra vẻ kinh ngạc khó áp chế nhìn không được hỏi chưa chắc là như vậy thứ đó có thể khai khiếu quả thật là không giả thế nhưng không phải là không có hạn chế cơ thể người khi thừa nhận huyết vân trung quy cũng có giới hạn của nó nếu mà không hấp thu nổi sẽ bị chính khí huyết đảo ngược đến lúc đó sẽ có kết cục bạo thể mà chết ách quái vừa cười vừa nói dù vậy thứ đó cũng đủ làm cho người ta kinh sợ đám người rốt rít tán thưởng ách quái cũng không có thấp giọng hơn nữa lỗ tai của đám người trên huyền đấu đài cũng kinh người đều nghe không sót một lời nào mà lão vừa nói vẻ mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc kèm theo vẻ mặt khát vọng chẳng qua hàn lập hơi nhíu mày lấy làm lạ với thứ này nhưng hắn cũng không có hứng thú nhiều với thứ đó dù gì trên phương diện khai khiếu tốc độ của hắn cũng vượt xa những người khác vì vậy mà sự khao khát thứ đó đương nhiên cũng không mạnh mẽ như những người khác ngược lại thiên lân vẫn tinh lại mang cho hắn lực hấp dẫn mạnh hơn một chút trên khán đài cũng không thiếu những người có kiến thức có người nói ra nguồn gốc của lưu diễm huyết vân lập tức như một viên đá giấy lên ngàn sơn sóng dẫn đến mọi người trong khán đài nghị luận kịch liệt không thôi một lúc sau mắt thấy đám người thảo luận tình thế không nghỉ đại hán da đen mới mở miệng ra nói lớn hội võ năm thành huyền đấu vòng thứ nhất tổng cộng có 32 trận bắt đầu mỗi lần 8 trận chia thành 4 đợt trong ngày hôm nay sẽ kết thúc hết tất cả trận chiến này sẽ quyết ra 32 cái tên chiến thắng sau 7 ngày nữa sẽ tiến vào vòng tỷ thí huyền đấu tiếp theo. Hiện giờ, công bố danh sách phân chia huyền đấu vòng thứ nhất. Nương theo tiếng đại hán da đen vừa dứt, một trận âm thanh ma sát rầm rầm vang lên. Trên mặt đất bên trái đài cao, trượt từ từ nâng lên một vách đá màu xám trắng cao mấy chục trượng, phía trên phân ra bốn hàng, khắc dấu phân biệt bốn, vòng tỷ thí huyền đấu hôm nay. Mỗi một vị huyền đấu sĩ đều có danh sách đối chiến với mình. Ánh mắt hàn lập khẽ đảo qua, trong danh sách giao chiến vòng thứ nhất trên vách đá không có tên mình cũng không có cốt thiên tầm ngược lại có hai tên đồ cương cùng tôn băng hà khá có tiếng trong thanh dương thành người cùng giao đấu với tôn băng hà chính là một gã huyền đấu sĩ của chỉ huyền thành hắn không có nghe cốt thiên tầm cùng thần dương nhắc qua chắc là gã cũng không phải là nhân vật lợi hại gì ngược lại đối thủ đối chọi với đổ cương không ngờ là đoàn thông của thông dư thành ánh mắt của hắn lại đào xuống dưới trong vòng thứ hai trên huyền đấu đài chữ tốn lại có tên của mình người mà hắn đối chiến tên là từ thuận là một tên huyền đấu sĩ của Bạch Nam Thành. Lệ Huynh, xem ra vòng thứ hai, chúng ta đều sẽ lên đài tỉ thí. Người là đài chữ tốn, mà ta thì đài chữ ly. Muốn quan sát tình hình giao chiến lẫn nhau cũng không cách nào được rồi. Trong thức hải của Hàn Lập, đột nhiên vang lên tiếng của Cốt Thiên Tầm. Bạn đang xem phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com set giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Hàn Lập nhìn lướt qua vách đá phát hiện tên cốt thiên tầm ngay cách tên mình không xa đối thủ giao chiến với nàng dường như là một tên huyền đấu sĩ của chỉ huyền thành tên là uông trực gã từ thuận này ngươi đã từng gặp qua chưa hàn lập truyền âm hỏi hình như trước đó gã cũng có tham gia một lần hội võ nam thành thứ tự cũng chẳng ra làm sao không có ấn tượng gì cả tuy vậy có thể tham gia hội võ nam thành hơn phần nữa đều có chút tài năng cốt thiên tầm ngẫm nghĩ một chút trả lời hàn lập âm thầm nhẹ gật đầu rồi xem qua một lượt tất cả danh sách của 32 trận huyền đấu này, trầm ngâm nói, danh sách này, ngược lại phân chia có hơi trùng hợp, tu sĩ cùng thành sẽ không được giao chiến với nhau, chủ lực các thành cũng không có đụng mặt nhau. Chuyện này kỳ trước cũng đều như vậy, là cố ý làm ra, cơ bản các tu sĩ cùng thành sẽ không phải giao chiến trong vòng thứ nhất, về sau số lượng huyền đấu sĩ các thành đều tiến vào vòng 2 sẽ có khác biệt, đến lúc đó không có biện pháp nào để đảm bảo cho gà nhà không tự đá nhau, tỉ như một thành nào đó có 12 người đều chiến thắng vòng thứ nhất, đến vòng thứ hai thì khó mà tránh khỏi an bài tu sĩ, cùng thành gặp nhau. Còn về chủ lực các thành, vì để huyền đấu thêm kịch tính, trong ba vòng đầu cơ bản chủ lực các thành sẽ không phải đụng mặt nhau. Bọn hắn muốn quyết đấu, chỉ có thể sau khi tiến vào tám hạng đầu mới xuất hiện mà thôi. Cốt thiên tầm truyền âm giải thích nói. Hiện tại tất cả tám tổ huyền đấu sĩ vòng thứ nhất hãy lên huyền đấu đài, huyền đấu sĩ còn lại thì lui vào trong hậu trường. Các vị khán giả đã có thể bắt đầu đặt cược một khắc sau huyền đấu chính thức bắt đầu lúc này âm thanh đại hán ra đen lại vang lên lần nữa bọn người hàn lập bắt đầu lui ra trên khắp nơi khán đài gào thét ầm mỹ mơ hồ tất cả mọi người đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến đến bình đài đặt cực cách huyền đấu đài gần đó diện tích tu la trường thật sự quá lớn cho dù có ngồi ở vị trí đủ cao trên khán đài cũng không cách nào quan sát được hết tám trận tỷ thí huyền đấu cùng một lúc được cho nên, sau khi những người xem này đặt cược đối tượng nào xong, trên cơ bản liền đến khán đài đó ngồi xuống, rồi chờ trận giao đấu đó bắt đầu. Chỗ mà bọn người Hàn lập đợi là đầu thông đạo có hình vòng tròn nằm dưới khán đài, mơ hồ bao vây cả một vòng tu la trường. Trong thông đạo có mở cửa sổ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể vòng quanh thông đạo, là có thể nhìn thấy tình hình mỗi trận huyền đấu bên ngoài. Ngoại trừ 16 người đang giao chiến bên ngoài, tất cả huyền đấu sĩ của các thành đều ở trong này những tu sĩ giao hảo với đồ cương cùng tôn băng hà kia hầu như tất cả đều đi tới gần nơi chiến đài chữ khôn cùng đài chữ đoái mà bọn họ giao chiến rồi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài đồ cương đạo hữu cũng quá xui xẻo vòng thứ nhất đã đụng mặt tên sát thần đoàn thông rồi xem ra hội võ lần này hắn cũng chỉ có thể dừng chân ở đây một gã huyền đấu sĩ của thanh dương thành thờ dài nói ra chuyện này có biện pháp sao cũng đừng có than thở nữa chúng ta cũng không phải như vậy à đừng nói là gặp đoàn thông cho dù có gặp gã nào kém hơi hắn một bậc, có thể nắm chắc được mấy phần thắng chứ. Một người khác cũng thở dài theo. Bà mẹ, đừng có dầu dĩ nữa, không phải chúng ta còn có dịch đạo hữu sao? Ủa, sao không thấy dịch đạo hữu nữa rồi? Lúc này đám người mới phát hiện, dịch lập nhai vừa mới còn đồng hành với bọn hắn, vậy mà hiện giờ không thấy bóng dáng đâu cả. Trong thông đạo, một nơi trống trải không có người, dịch lập nhai cùng một tên nam tử trung niên cao lớn sánh vai đi, nói chuyện thì thầm. Không nghĩ tới từ biệt lần trước, đã nhiều năm không gặp như vậy tiến cảnh tu vi của dịch đạo hữu quả là không tầm thường để cho vi huynh ta cực kỳ hâm mộ không thôi nam tử trung niên cười nói tử huynh cũng đừng có giễu cợt ta ta cũng không nói lòng vòng nữa lần này đến tìm ngươi là có một chuyện muốn nhờ dịch lập nhai nói ra cứ nói đừng ngại nam tử trung niên dừng bước lại nói ra đối thủ giao chiến với tử huynh hôm nay tên là lệ phi vũ chính là người của thanh dương thành chúng ta lão đệ hy vọng thời điểm ngươi giao chiến với hắn dịch lập nhai thấp giọng lại rồi bày ra động tác cắt ngang cổ hóa ra nam tử trung niên họ từ này không phải ai khác mà chính là huyền đấu sĩ tử thuận của bạch nham thành sắp tỉ thí với hàn lập như thế nào dịch đạo hữu cùng người kia có quan hệ gì ánh mắt tử thuận mang theo một tiếng ngẫm nghĩ phải bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi việc này Từ huynh không cần hỏi nhiều tóm lại sau khi xong chuyện tất có hậu báo dịch lập nhai vừa cười vừa nói việc này ngược lại không hẳn không thể chẳng qua không biết lệ phi vũ này tu vi như thế nào từ thuận khẽ gật đầu hỏi thời điểm hắn tham gia huyền đấu trường tại thanh dương thành đúng lúc ta bế quan cũng chưa tận mắt quan sát qua chỉ là nghe những người khác kể lại số lượng huyền khiếu trên người hắn cũng chỉ hơn 40 chỗ chẳng qua là chiến lực cũng không phải tầm thường dịch lập nhai nói như thế hơn 40 chỗ chỉ là hơn 40 chỗ làm sao có thể có tư cách tham gia hội võ nam thành dịch đạo hữu chớ có lừa gạt ta từ thuận vẻ mặt nghi ngờ nói ra Số huyền khiếu người này có lẽ không chỉ có hơn 40 chỗ, nhưng nghĩ đến cùng cũng chẳng thể quá nhiều. Hắn sở dĩ có thể tham gia hội võ năm thành, ta nghĩ hơn phân nửa là bởi vì hắn có quan hệ cá nhân với Tân thành chủ, tựa hồ người này năm đó chính là được Tân thành chủ mang về từ bên ngoài, Dịch Lập Nhai giải thích nói. Chính là tên thần dương xoán chủ đoạt vị kia, thì ra là thế. Nếu là nói như vậy, việc này ta sẽ giúp, Từ Thuận Nhẹ gật đầu nói ra. Đúng rồi, công pháp người này tu luyện tựa hồ chuyên chú quán thông hai chân có ưu thế về tốc độ người có thể phải chú ý chút ít dịch lập nhai nhắc nhở chớ nói hắn là hơn 40 chỗ huyền khiếu nếu là còn nhiều hơn thêm 10 chỗ huyền khiếu cũng không thể nào là đối thủ của ta dịch đạo hữu cứ yên tâm đi hiện tại chỉ cần thương lượng một chút về thù lao rồi từ thuận cười hắc hắc nói ra một khắc thời gian trôi qua rất nhanh hôm nay bắt đầu lượt đấu đầu tiên hàn lập cùng cốt thiên tầm đều không nhìn nơi khác còn có Độc Long cùng Hiên Viên Hành cũng đều đi tới phụ cận đài chữ Khôn để theo dõi. Chỉ thấy trên đài huyền đấu chữ Khôn, Đồ Cương cùng Đoạn Thông cũng đã lên đài, khoảng cách hai người đứng tương đối xa nhau, đang đánh giá đối phương. Thần tình Đồ Cương có chút căng thẳng, mơ hồ có vài phần sợ hãi, cũng xen lẫn vài phần do dự không cam lòng. Vẻ mặt của Đoạn Thông đứng đối diện thì không có biểu cảm gì, trong mắt cũng không có toát ra vẻ khinh thường, nhưng Đồ Cương chẳng biết tại sao, cảm giác rằng Đoạn Thông cũng không cần nhìn gã trong lòng đồ cương lại sinh ra một tia tức giận một gã lão già áo đen với tư cách là một trọng tài của huyền đấu đài đứng ở giữa hai người hướng với bọn họ nói ra huyền đấu đài đối chiến cũng không có quy tắc gì nhiều nếu không địch lại thì tùy thời có thể nhận thua ngoan cố liều mạng sống chết tự chịu đồ cương cùng đoạn thông đồng thời nhẹ gật đầu với trọng tài lão già kia liền nhảy lên thối lui ra khỏi huyền đấu đài hai người trên đài lẫn nhau liền ôm quyền chính thức bắt đầu huyền đấu trên đài cao giữa tám tòa huyền đấu năm tên thành chủ cùng với lục hoa phu nhân tùy ý mà trò chuyện cùng nhau đối với việc đồng thời bắt đầu các trận huyền đấu phía dưới bộ dạng dường như cũng không quá hứng thú chỉ là thỉnh thoảng lướt xuống giò xét trên đài chữ khôn toàn thân đồ cương phanh vang không ngừng trên hai tay hào quang lưu truyền huyền khiếu sáng rõ chủ động tấn công về phía đoạn thông mỗi một bước dẫm xuống trên đài huyền đấu đều ầm ầm chấn động lực đạo thật lớn May mà mặt đất có trải lớp tinh cốt gia cố mới không bị man lực dẫm đạp liên tục thế này làm nứt vỡ. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp sau hơn 10 bước, trên người đồ cương khí thế tăng vọt gấp mấy lần. Cánh tay phải dưới ánh mặt trời chiếu rọi sáng lên, như kim quang. Một cỗ cương khí vô hình tản ra bốn phía, cả cánh tay như to lớn hơn vài phần, hướng phía đoạn thông nện xuống một quyền. Đoạn thông chỉ lặng lặng nhìn đồ cương từng bước tới gần, một mực không có bất kỳ động tác gì. Một quyền kia của đồ cương đánh tới, gã mới chậm rãi lui về sau một bước chỉ thấy trong mắt đoạn thông hàn quang lóe lên một quyền đám ra nhanh như tia chớp một quyền này của hắn mặc dù đánh nhanh ra trên huyền khiếu cánh tay đồng thời sáng lên hào quang kèm theo tiếng sấm nổ vang động ầm ầm một tiếng vang thật lớn nắm đấm hai người ầm ầm đụng vào nhau bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời một hồi sóng khí cuồng bạo từ chỗ nắm đấm của hai người hướng phía ngược nhau quét sạch mà đi thân hình đoạn thông bất động đứng lặng tại chỗ vững như bàn thạch còn trong miệng đồ cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết mấy chỗ huyền khiếu trên cánh tay đồng thời nổ toạt ra một hồi thanh âm gãy xương ken két bên trong thân hình bay ngược ngã văng ra ngoài đồ cương té xuống dưới đài huyền đấu thân hình lăn lộn liên tiếp vài vòng rồi hai mắt tối sầm hoàn toàn bất tỉnh trên khán đài huyền đấu chữ khôn lập tức vang lên một hồi hoan hô nhiệt liệt mọi người trên đài cao cũng không nhịn được mà ngừng nói chuyện phiếm nhìn sang hướng bên này phù đạo hữu thực lực đoạn thông của thông dư thành các ngươi tựa hồ lại tinh tiến nhiều a à, rõ ràng đã kết thúc trận đấu nhanh như vậy ách quái cười hỏi bất quá là có chút tiến bộ mà thôi nếu so với nguyên đạo hữu dưới chướng người vẫn là tranh lệch khá xa phù kiên nói ra một kích phá địch tuy rằng đối thủ không quá mạnh nhưng là đủ kinh diễm rồi tần nguyên vừa cười vừa nói mọi người ngươi một lời ta một câu mà khen ngợi đoạn thông chỉ có thần dương im lặng không nói sắc mặt tuy rằng dư vững bình tĩnh như trước nhưng nắm đấm trong tay áo nắm chặt bởi vì dùng sức quá mức các đốt ngón tay đã hơi trắng bịch trong thông đạo thần sắc đám người thanh dương thành đều có chút khó coi cho dù người bại không phải mình nhưng là người cùng thành mở màn bị đánh bại hoàn toàn nhanh như thế khó tránh khỏi có chút cảm giác bị hạ nhục sĩ khí từng người lắc đầu thở dài đi ra chỉ có hàn lập cùng cốt thiên tầm vẫn lưu lại nguyên chỗ nhìn đầu cương bị khiêng đi dưới huyền đấu đài hàn lập mở miệng nói cốt đạo hữu ngươi thấy thế nào so với thời điểm năm đó thua ta đoạn thông đã mạnh hơn rất nhiều chống lại đại lực kim cương quyết của đồ cương hắn vậy mà không cần dùng đến cánh tay thông huyền kia chỉ cánh tay trái bình thường mà một quyền đã đả bại đồ cương hiển nhiên trong mắt hắn đồ cương căn bản không xứng làm đối thủ cốt thiên tâm nhíu nhíu mày nói ra cũng không hẳn thời điểm một quyền kia đánh ra cũng có phần mượn trợ lực từ cánh tay phải đấy nếu không đồ cương rõ ràng đã dùng hết toàn lực cũng không hẳn bị bại thảm bại nhanh như như vậy bất quá tổng thể mà nói tranh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Hàn Lập suy nghĩ một chút về sau, nói ra. Đúng vậy a à, nếu là thực lực đầu cương mạnh hơn một chút, có thể ép đoạn thông triển lộ nhiều hơn nữa thủ đoạn, thì tốt rồi. Cốt thiên tầm có chút tiếc nuối nói. Ha ha, chớ để tâm quá nhiều, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, lượt tỉ thí thứ hai cũng đã sắp bắt đầu. Hàn Lập cười nói. Đi thôi, cốt thiên tầm nhẹ gật đầu, nói ra. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Kết thúc lượt đầu trên các đài tỉ thí, tôn băng hà cũng không ngoài dự kiến mà bị thua thối lui ra sau đó nghỉ ngơi giữa trận hai khắc chuông đã tổng hợp xong kết quả lượt đầu lượt tỉ thí thứ hai cũng tiến hành non nửa đấu sĩ thanh dương thành đều đã xuất hiện trong đó bao gồm ba người hàn lập cốt thiên tầm cùng dịch lập nhai còn lại những người không xuất chiến trên cơ bản tất cả đều đi xem hai người cốt thiên tầm cùng dịch lập nhai chiến đấu kể cả độc long cũng đi đến xem cốt thiên tầm hàn lập nhìn trong thông đạo phụ cận đài chữ tốn ngoại trừ mấy tên huyền đấu sĩ bạch nham thành đến xem đúng là không có ai khác thành danh lệ phi vũ cùng từ thuận cũng không có nổi bật cho nên người xem trên khán đài cũng không có bao nhiêu tuy rằng không tẻ nhạt đến mức không người chú ý nhưng so với số lượng người xem của các đài phụ cận là ít hơn rất nhiều bất quá trên khán đài ngược lại là có một gương mặt quen thuộc ngồi nghiêm chỉnh mặt không biểu tình đúng là giải đạo nhân trên đài chữ tốn hàn lập cùng từ thuận hai người đều đã vào chỗ hai người đứng tương đối xa nhau một gã trọng tài áo đen đứng ở giữa hai người, sau khi nói sơ qua quy tắc huyền đấu, liền tuyên bố huyền đấu chính thức bắt đầu. Nhưng tiếng nói chấm dứt, vô luận là Hàn Lập hay Tử Thuận đều không lập tức động thủ, hai người cứ như vậy giữ thế mà đứng, tựa hồ cũng đang quan sát đối phương. Một màn này khiến cho người xem nhao nhao không mấy phấn khích. Ánh mắt Tử Thuận cổ quái, đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, thấy dung mạo Hàn Lập hết sức bình thường, khí thế trên người cũng không có gì quá mạnh mẽ. Nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt, nhưng nghĩ đến dịch lập nhai cho gã thủ lao rất nhiều, liền không tự chủ liếm khóe miệng của mình một cái. Hàn Lập nhìn thấy bộ dạng này của Từ Thuận, không khỏi cười lạnh liên tục trong lòng, người đã động sát tâm thì cũng đừng trách ta. Đúng lúc này, dưới đôi bàn chân Từ Thuận, bỗng nhiên hào quang lóe lên, huyền khiếu trên chân bỗng nhiên sáng ngời, toàn bộ người bay vút lên trên không, giống như bình thường có thể cưỡi gió phi hành, tiếp theo nhanh chóng vọt tới hướng phía Hàn Lập. Từ thuận mượn xu thế, từ trên không lao xuống, tốc độ tấn công nhanh tới cực điểm, rất nhanh đã đến trước người Hàn Lập. Chỉ thấy gã một quyền co lại đến eo tụ lực, bỗng nhiên mạnh mẽ nện ra. Hàn Lập thấy vậy, lại giống như đoạn thông khi nãy, vẫn đứng tại chỗ mà nhìn. Nhưng mà, ngay lúc một quyền của từ thuận sắp đánh trúng Hàn Lập, trong nháy mắt, thân ảnh của Hàn Lập đột nhiên lóe lên, từ tại chỗ chợt biến mất không thấy. Hai mắt từ thuận bỗng nhiên trợn lên, vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt rồi biến mất trong lòng gã biết không ổn, nhưng không có xu thế dừng lại, ngược lại dồn thêm phát lực, thân hình lao nhanh xuống dưới, ý đồ nhanh chóng tiếp đất sau đó mới chuyển thân hình. Nhưng mà, lúc mũi chân của Từ Thuận vẫn chưa kịp tiếp xúc mặt đất, liền muốn như hoa mắt, thân ảnh Hàn Lập đã nhanh lao đến hiện ra, hơn 10 chỗ huyền khiếu trên hai chân đồng thời sáng lên. Đầu gối nâng lên đập vào ngực của Từ Thuận. Thật nhanh. Từ Thuận cả kinh rợn cả da gà, hai tay vội vàng đưa đến trước ngực đón đỡ nhưng vẫn cảm giác một cỗ man lực tràn trề ập đến hai tay không cản nổi co rụt lại đụng lên lồng ngực thân thể co ngoặt như con tôm bay ra ngoài ngay sau đó chỉ thấy huyền khiếu hai chân hà lập sáng ngời mãnh liệt thân hình lao theo còn nhanh hơn so với tốc độ từ thuận bị đánh bay trong nháy mắt bay lên đuổi theo từ trên không nâng lên một quyền đập xuống cột sống của từ thuận phanh một tiếng vang thật lớn thân hình từ thuận trực tiếp rơi xuống đất lăn lộn ngã văng ra ngoài liên tiếp những biến hóa nhìn như dài răng rạc kỳ thực chỉ là trong khoảnh khắc, người xem trên khán đài kinh hô liên tục. Trên đài cao, ngẫu nhiên có người chú ý tới biến hóa bên này, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua, không chú ý gì nhiều. Dù sao hai người này lúc đấu, trên người triển lộ ra số lượng huyền khiếu thật sự quá ít, bọn hắn xem không khác gì những đứa trẻ đánh nhau, chiêu thức hay thủ đoạn gì, cũng không đáng để quá mức chú ý. Chỉ có Thần Dương, ánh mắt quan sát lâu hơn một chút, sắc mặt cũng không có lo lắng nhiều. Lúc này đây, Hàn Lập không có tiếp tục truy kích, mà là đứng xa xa, truyền âm cho Từ Thuận, hỏi, ta và ngươi chưa từng qua lại, vì sao vừa mới giao thủ, liền nổi lên sát tâm với ta. Hư, không nghĩ tới còn có chút thủ đoạn như vậy, ngược lại là coi thường ngươi rồi, Từ Thuận hư một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, không thèm trả lời hàn lập. Đã đứng thẳng người dậy, hai vai vươn thẳng, hai cánh tay chấn động, toàn thân run run lên, xương cốt rung động nổ đôm đốp như pháo. Hàn lập thấy vậy, vẫn đứng tại chỗ, chỉ là đồng tử hơi co rụt lại ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia lãnh mang từ thuận quát lên một tiếng lớn thân thể hơi cong lại bỗng nhiên xông lên thẳng đến hướng hàn lập chỉ thấy song quyền gã nắm chặt 78 chỗ huyền khiếu sáng lên phân tán khắp nơi trên thân gã lại cộng hưởng với nhau khiến cho toàn thân bao phủ một tầng màn sáng chân cực chi mỏng ánh thấy từ thuận sông đến hàn lập vẫn không có né tránh mà ánh mắt ngưng tụ sải bước ra đón đỡ đón tấn công đang tới ầm Hàn Lập bước một bước ra, trên cánh tay sáng lên mấy huyền khiếu, huyền đấu đài dưới chân cũng chấn động kịch liệt. Ầm ầm ầm, Hàn Lập bước từng bước ra, huyền khiếu trên cánh tay liên tiếp sáng lên, huyền đấu đài dưới thân nổ vang không ngừng. 48, 52, 56. Từ Thuận nhìn thấy số lượng huyền khiếu trên thân Hàn Lập không ngừng tăng lên, cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng của gã càng thêm nghi hoặc, căn bản không biết là tình báo dịch lập nhai sai lầm, hay là ý cố ý lừa gạt mình. Tâm thần gã không yên được nữa, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Trong miệng Hàn Lập quát lên một tiếng lớn, 18 chỗ huyền khiếu trên hai tay sáng rỡ hào quang, chính là dùng đại lực kim cương quyết của Đồ Cương. Nếu lúc trước có người chú ý qua cuộc chiến của Đồ Cương kia, sẽ phát hiện Hàn Lập dùng thân thông đại lực kim cương quyết, khí thế phóng ra ngoài không bằng gã kia, nhưng bên trong lại thay đổi lớn, thần diệu tinh túy hơn nhiều. Từ thuận giờ phút này đã leo lên lưng hổ khó có thể xuống, trong miệng liền quát lên một tiếng lớn ra sức đánh một quyền này chỉ thấy huyền khiếu trên hai đầu quyền gã đồng thời sáng lên tầng hoa quang óng ánh kia lập tức trong nháy mắt biến thành như thực chất chết xạ ra hào quang sáng chói như tinh thạch đánh tới nắm tay phải hàn lập lúc hai người sắp va chạm nhau trong mắt tử thuận bỗng nhiên lóe lên dị sắc đột nhiên giữa khe hở ngón giữa cùng ngón trỏ chui ra một đoạn xương nhọn màu trắng phía trên lóe lên một tầng hào quang tinh thần sáng lạn tinh cốt ánh mắt hàn lập lóe lên hư lạnh một tiếng năm đấm đánh tới lại không có chút dấu hiệu thu liễm nào chỉ thấy hai ngón tay biến thành động thiên hoa chi của hắn hơi nhô lên đánh vào đúng vị trí âm hiểm mà tinh cốt lú ra từ giữa hai ngón tay của tử thuận ầm một tiếng vang thật lớn một mảnh hào quang tinh thần nổ ầm ầm kịch liệt chính giữa còn kèm theo từng trận âm thanh giống như băng tinh vỡ vụn hết thảy nói rất dài dòng thật ra chỉ trong nháy mắt mọi người trên khán đài chỉ nhìn thấy phiến hào quang tinh thần kia trói mắt căn bản không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì từ thuận thân ở trong tinh quang lại thấy được rõ ràng, trong hai con ngươi đen nhánh của gã phản chiếu thân ảnh hàn lập sông thẳng đến. Thấy rõ trên người, hắn sáng lên, gần trăm chỗ huyền khiếu, trong lòng gã tràn đầy hối hận cùng oán hận. Lúc này gã chỉ muốn lui lại nhận thua, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thân ảnh hàn lập đã xông đến trước người gã, một quyền đánh tới, trực tiếp quán xuyên đan điền của gã, xoắn vỡ nát nguyên anh của gã giấu trong đó. Dịch lập nhai, người lại dám. Từ thuận chỉ kịp trách mắng một câu, máu tươi đã tràn ngập cổ họng của gã, làm gã không thể nói được nữa. Lúc này, mọi người trên đài cao cũng bị động tĩnh cực lớn bên này thu hút ánh mắt qua, bất quá bọn họ cũng chỉ thấy được bên ngoài hào quang tinh thần tàn ra, thân ảnh hàn lập bay ngược ra ngoài lào đào té, cùng từ trạng thê thảm của từ thuận. Trong mắt không ít người hiện lên một tia kinh ngạc, mà khi nhìn thấy thi thể từ thuận càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bất quá chỉ mới vòng đấu đầu tiên, chỗ huyền đấu đài chữ tốn này cũng đã trở thành trận huyền đấu đầu tiên có kẻ tử trận trong hội võ Nam Thành. Lệ đạo hữu, tiểu tử ngươi hành động cũng không tệ. Thần Dương nhìn toàn thân rách dưới, ngã nhào trên đất của Hàn Lập, cười thầm nói. Trong tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đại khái chỉ có gã và giải đạo nhân, rõ ràng thấy Hàn Lập thoạt nhìn không chịu nổi, nhưng thật ra không có bị thương. Một lát sau, hai gã giáp sĩ huyền thành liền mang cáng ra đưa Hàn Lập vẽ chỗ liệu thương. Trên nửa đường Hàn Lập liền tự ngồi dậy, tỏ vẻ bản thân không đáng lo nói năm ba câu liền đuổi hai gã giáp sĩ này đi hắn tìm một chỗ hẻo lánh yên lặng ngồi xuống trong miệng nhẹ lẩm bẩm dịch lập nhai bên kia theo thời gian trôi qua chiến đấu của bảy tòa huyền đấu đài cũng đều đã hạ màn ngoại trừ hai người cốt thiên tầm cùng dịch lập nhai hai gã đấu sĩ thanh dương thành khác tham gia đều có kết cục thất bại thảm hại may mà kịp thời nhận thua cũng không nguy hiểm tính mạng trong đó đối chiến cùng cốt thiên tầm là một tu sĩ huyền thành bất luận số lượng huyền khiếu hay là tu vi, đều xa xa không bằng nàng. Mở màn liền bị cốt thiên tầm gắt gao áp chế, hai ba hơi thở liền cơ hồ bị dày vò không chịu nổi, thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội đầu hàng nhận thua. Mà thực lực dịch lập nhai cũng hoàn toàn không tầm thường, chỉ vận dụng lực lượng 70 chỗ huyền khiếu, liền bức cho một gã huyền đấu sĩ thông dư thành có 80 huyền khiếu đến tuyệt cảnh, cuối cùng đánh đối phương ngất đi, lấy được thắng lợi. Sau khi chiến thắng, hai người đồng thời phản hồi thông đạo đại sành mấy người thanh dương thành còn lại chưa đánh nhau nhau đến chúc mừng sau khi dịch lập nhai chiến thắng mặt đầy vui sướng ánh mắt quét qua đám người nhưng không thấy thân ảnh hàn lập khóe miệng nhích lên một vòng vui vẻ cố ý hỏi vị lệ đạo hữu kia đâu không phải hắn cũng đấu ở vòng huyền đấu này à tám trận huyền đấu cũng đã đánh xong nhưng một mực không nhìn thấy hắn độc long vừa rồi một mực quan sát cốt thiên tầm chiến đấu đến lúc này mới chú ý tới lệ phi vũ kia vẫn chưa có trở về xem ra hơn phân nửa là thua trận đưa đi chữa thương một gã tu sĩ thanh dương thành nói ra ta xem chưa hẳn mới vừa rồi không phải nghe nói đài chữ tốn có người chết trận à ta nhớ không lầm lệ đạo hữu đánh ở huyền đấu đài đó tên còn lại nói ra dịch lập nhai nghe vậy trên mặt càng vui vẻ cốt thiên tầm một bên thì cau mày và lúc này bỗng hiên viên hành mở miệng kêu một tiếng lệ đạo hữu mọi người nghe vậy nhao nhao quay người nhìn lui sau liền thấy cả người hàn lập quần áo rách nát đang tập tĩnh đi tới bên này làm sao có thể? Trong lòng dịch lập nhai chấn động. Lệ đạo hữu, ngươi chiến thắng rồi hả? Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, nha nhao, nhao nghênh đón. May mắn, may mắn, hàn lập vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói. Cốt thiên tầm thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Hàn lập đi từng bước đến gần dịch lập nhai, hưu ý vô ý nói ra, ta may mắn thắng, vì từ đạo hữu kia lại có chút bất hạnh. Dịch lập nhai nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng sinh ra một cỗ ác hàn. Hàn Lập không để ý tới gã nữa, cùng kể vai sát cánh đi chung với Cốt Thiên Tầm ra xa. Một ngày trôi qua rất nhanh, toàn bộ 32 cuộc tỉ thí đều kết thúc, vòng đấu loại đầu tiên cũng đã hạ màn. Hai vòng tỉ thí sau đó cũng không xuất hiện gợn sóng gì, trên cơ bản không có xuất hiện tình huống ngoài dự đoán của mọi người, không có hắc mã may mắn chiến thắng, cũng không có chuyện chủ lực các thành tỉ thí ngoài ý muốn, bất quá chính giữa còn xuất hiện một ít việc nhỏ. Trong đó chuyện làm cho người bàn tán sai xưa nhất là chuyện một gã huyền đấu sĩ bạch nham thành đấu cùng huyền thành chu tử nguyên vừa lên đài đấu liền trực tiếp tuyên bố nhận thua cũng là trận kết thúc nhanh nhất toàn trường hàn lập và cốt thiên tầm vốn tưởng rằng có thể thông qua hai người đối chiến thoáng nhìn trộm chút phong độ vị đệ nhất nhân thành chủ huyền thành này kết quả lại không thu hoạch được gì sau đó hàn lập liền đi xem độc long cùng huyền thành chu tử thanh đối chiến chu tử thanh tuy là nữ tử cũng là lần đầu tham gia hội võ nam thành nhưng chiến lực lại không tầm thường Tại thời điểm giao chiến tuy rằng xảy ra một lần sơ suất, nhưng tổng thể thực lực vượt xa Độc Long. Hai người giao chiến hơn trăm hiệp, sau đó Độc Long vẫn không địch lại, kết cục thất bại. Mà làm cho Hàn Lập ngạc nhiên chính là, Hiên Viên Hành một mực trong thành không có danh tiếng, ngược lại chiến thắng một gã huyền đấu sĩ Huyền Thành, cùng ba người Hàn Lập, Cốt Thiên Tầm và Dịch Lập Nhai, đồng thời lọt vào danh sách 32 người chiến thắng. Thanh Dương thành chiếm 4 vị trí trong 32 cường giả, là vị trí thấp nhất trong năm thành nhưng may mà không có thành viên tổn thất, coi như là trong bất hạnh có may mắn rồi. Bảy ngày nhóng một cái trôi qua, trải qua thời gian yên lặng ngắn ngủi, cuối cùng đợt huyền đấu thứ hai hội võ Nam Thành bắt đầu. Vô số người Huyền Thành lại một lần nữa tràn vào Tu La Trường, người Nam Thành cũng trước sau tiến vào. Đoàn người Thanh Dương Thành cũng đã sớm tới thi đấu, bởi vì vòng thứ nhất có thành tích không tốt, nên khi đi ra, Thanh Dương Thành mơ hồ biến thành trò cười. Lúc đi vào hội trường, một đường không ngừng có người chỉ trò. Độc Long, Đồ Cương là người thua trận, mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Thần Dương vốn là thành chủ, trên mặt càng là một tầng xương lạnh, trông rất khó coi. Không chỉ bởi vì thành tích vòng một kém, còn bởi vì bọn bốn người Hàn Lập ở vòng thứ hai gặp đối thủ đều không kém. Tiến vào khu vực đợi, gã mang theo mọi người đi tới một chỗ đất trống, ánh mắt nhìn quanh mọi người một vòng, sau đó từ từ mở miệng nói. Các người không cần quá mức để trong lòng kết quả vòng đầu, trong đó xen lẫn không ít vận khí, mà hiểu được thiếu sót của mình cũng không phải là chuyện xấu. Hảo hảo quan sát các trận tỉ thí kế tiếp, đây có thể là cơ hội ngàn năm một thuở. Nói xong, gã rời ánh mắt nhìn qua cốt thiên tầm, tiếp tục nói. Thiên tầm, ngày hôm nay đối thủ của ngươi là Chu Tử Thanh Huyền Thành, nàng này chính là muội muội của Chu Tử Nguyên kia, tuy so ra còn kém Chu Tử Nguyên nhiều, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, không được chủ quan. Đà tạ thành chủ nhắc nhở, thiên tầm sẽ chú ý, cốt thiên tầm gật đầu nói. Lệ Phi Vũ, Hách Phong là cao thủ huyền chỉ thành gần với Phong Vô Trần, nghe nói đã đả thông trên 100 huyền khiếu, lần trước hội võ tiến nhập 8 vị trí đầu, ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận, đạo lý lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, không cần ta nói, chắc ngươi cũng hiểu rõ, thần dương nhìn về phía Hàn Lập, dặn dò. Hàn Lập không nói gì, chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ. Về phần hiên viên hành, hôm nay đối thủ của ngươi là thông dư thành ngô sùng, thực lực người này đồng dạng không thể khinh thường, có thể xếp vào năm vị trí đầu trong thông dư thành ngươi cứ đánh hết sức một trận là được thần dương lại nhìn hiên viên hành lời nói như vậy xem ra trận chiến của hiên viên hành cũng không có bao nhiêu hy vọng xin thành chủ yên tâm thuộc hạ tất nhiên hết sức ứng phó không để thanh dương thành chúng ta mất uy tín hiên viên hành cũng không có vẻ gì bất mãn nghe vậy lập tức chắp tay đáp ứng một tiếng thần dương khẽ gật đầu với hiên viên hành sau đó rời ánh mắt đi nhìn về phía dịch lập nhai lúc này dịch lập nhai cũng nhìn phía gã thần sắc trên mặt chấn định tự nhiên. Dịch lập nhai, lần tỷ thí này, trong bốn người khó khăn nhất là ngươi, đối thủ của ngươi là huyền chỉ thành phong vô trần, người này thân là nghĩa tử tần nguyên, chính là đệ nhất nhân huyền chỉ thành, hội võ lần trước trước càng đạt được hạng bốn, ngươi. Thần dương trần chờ một chút, nói như thế. Thành chủ yên tâm, tuy thực lực phong vô trần cường đại, bất quá ta cũng đã nghĩ ra đối sách, chưa hẳn không có phần thắng, không để thần dương nói xong, dịch lập nhai liền cười ngạo nghễ cướp lời người có đối sách lời nói thần dương bị cắt đứt trong lòng thoáng có chút không vui nhưng trên mặt không biểu lộ ra dịch đạo hữu tu vi phong vô trần này sâu không lường được mặc dù ta gặp cũng chưa chắc có thể ứng phó ngươi trở nên chủ quan cốt thiên tầm mở miệng nhắc nhở Đà tạ cốt đạo hữu nhắc nhở dịch lập nhai nhíu mày rồi lại giãn ra nhàn nhạt, nhạt nói cốt thiên tầm thấy vậy không nói gì thêm nữa hàn lập cũng không có nhìn dịch lập nhai tựa hồ không nghe đoạn đối thoại giữa dịch lập nhai cùng thần dương chẳng qua vẫn cúi đầu đứng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thần Dương lại khuyên bảo bốn người một phen, sau đó quay người đi đến phía đài cao. Thần Dương vừa ly khai, dịch lập nhai liền đi tới trước người Hàn Lập, chậm rãi nói ra, lệ đạo hữu, vòng này ngươi ngàn vạn lần đừng để thua, như vậy vòng tiếp theo chúng ta mới có cơ hội lên sân thi đấu. Đúng vậy, ta cũng hy vọng dịch đạo hữu có thể đánh bại phong vô trần. Hàn Lập ngừng đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Căn cứ bảng thi đấu, vòng này nếu hắn chiến thắng, vòng tiếp theo xác thực sẽ gặp một trong hai giữa cặp đấu dịch lập nhai và phong vô trần dịch lập nhai nghe vậy hư lạnh một tiếng chậm rãi đi tới một bên đám người đồ cương nhất thời nhao nhao cùng đi tới vây quanh gã hàn lập thì dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần thần dương leo lên đài cao ách quái thành chủ còn có ba vị thành chủ khác cũng đã tới đây bất quá lục hoa phu nhân kia hôm nay không biết tại sao lại không đến khục khục ta nói thần thành chủ thật sự là có lỗi a. À? thanh dương thành các người rõ ràng chỉ còn lại bốn người hết vòng này lại có khả năng mất thêm ít nhất hai người nguyên bản nhìn giao tình giữa hai thành chúng ta có lẽ nhường cho các người một ván đấy bất quá phong vô trần cùng hắc phong cũng không muốn ta thân làm thành chủ cũng không thể bức bách bọn hắn kính xin thứ lỗi một chút tần nguyên thấy thần dương đi lên nhẹ ho hai tiếng cười ha ha nói tần thành chủ nói quá lời bởi vì có câu thắng bại có mệnh thế sự khó liệu sự tình trên huyền đấu trường còn chưa biết thế nào đâu thần dương cũng mỉm cười nói như thế khục khục tần mỗ rất bội phục tâm tính thần thành chủ núi thái sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không thay đổi vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt trở đi tần nguyên cười nhạt một tiếng nói ra phù kiên cùng tôn đồ tựa hồ không có hứng thú nghe đoạn đối thoại giữa hai người chỉ lặng lặng ngồi đó nhưng ánh mắt lại nhìn về hai phương hướng đã đến giờ rồi bắt đầu đi ách quái thành chủ ngẩng đầu nhìn xác trời nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lúc này đại hán ra đen đứng ở một bên nghe vậy gật đầu nhẹ thả người nhảy xuống đài cao đi vào trong tu la trường chư vị bảy ngày trước vòng đầu huyền đấu đặc sắc tuyệt luân chắc hẳn mọi người vẫn chưa thỏa mãn a à. hôm nay mọi người chờ mong vòng hai hội võ bắt đầu tiếp tục đặc sắc quy tắc vòng này cũng như vòng trước tổng cộng 16 trận huyền đấu chia thành hai hồi đại hán da đen cao giọng tuyên bố theo thanh âm đại hán trên mặt đất bên trái đài cao thạch bích xám trắng lần nữa chậm rãi bay lên người thi đấu đã thiếu đi một nửa chỉ còn lại có 32 người, chia làm hai hàng, hôm nay chia làm hai hồi tỉ thí, bao gồm danh sách đối chiến mỗi cặp huyền đấu sĩ, còn có huyền đấu đài tỉ thí. Trong bốn người thanh dương thành, trận đấu của Hàn Lập cùng Dịch Lập Nhai đều gần ở phía trước, đều ở hồi đầu tiên. Hàn Lập tại đài chữ ly, Dịch Lập Nhai ở đài chữ đoái, hai người cốt thiên tầm cùng hiên viên hành được xếp ở hồi thứ hai. Dịch Lập Nhai không nói một lời, đi đến hướng đài chữ đoái, đa số đám người đồ cưng tức thì nhao nhao đi theo hướng đó. Hàn Lập cũng sửa sang lại quần áo một chút, nhẹ thở ra một hơi. Bảo trọng, cốt thiên tầm liếc nhìn Hàn Lập, nói ra. Bạn đang xem phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Lệ đạo hữu, hy vọng người võ vận hương thịnh lại tiếp tục thắng. Hiên viên hành cũng thân mật cười với Hàn Lập, nói như thế. Hàn Lập mỉm cười với hai người, đi đến đài chữ ly. Hàng người nhảy lên lúc này trên đài đang đứng một lão giả thon gầy mặc phục sức trọng tài hàn lập gật đầu khẽ với lão giả thon gầy đứng một bên huyền đấu đài ánh mắt tùy ý quét qua khắp nơi một vòng khác với sự vắng vẻ của trận đấu vòng thứ nhất lúc này nơi đây tụ tập không ít người nhưng phần lớn là người huyền chỉ thành từ đàm luận trong miệng những người này xem ra đều đến vì hắc phong vào thời khắc này đối diện hắn lóe lên bóng xám một nam tử áo xám trống rỗng xuất hiện tốc độ nhanh kinh người thân hình người này vừa cao vừa gầy, tựa như một cây gậy trúc, trên người mặc một kiện trường bào màu xám, trong tay nắm một thanh quái kiếm hình rắn, trên lưỡi kiếm chấp động một tầng u lục quang mang sền sệt, rất là cổ quái. Hàn Lập nhíu hai mắt lại, trong đầu hiện lên những tư liệu về hắc phong mà thần dương đưa cho. Người này giống như phong vô trần, đều tu luyện công pháp chuyên chú khiếu huyệt ở hai chân, tốc độ tiến công cực nhanh. Xuất kỳ bất ý đả thương người, chưa bích xà kiếm trong tay lại ẩn chứa kịch độc của lân xà cao giai nào đó có thể trực tiếp xâm nhập huyền khiếu, cực kỳ khó chơi. Hắc Phong cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập, ánh mắt hơi chớp động. Lệ Phi Vũ, trận chiến của ngươi và Từ Thuận, từ đầu đến cuối ta đều xem qua, tuy ngươi giả vờ giả vịt có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được ta." Hắc Phong chậm rãi nói ra, thanh âm thập phần khàn khàn. "Đa tạ quan tâm." Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi nói. "Thực lực của ngươi không tệ, che giấu cũng rất tốt, đáng tiếc ngươi gặp ta, nếu thông minh thì hãy lập tức bỏ quyền nhận thua, đó chính là quyết định sáng suốt nhất của ngươi đấy." Hắc Phong tiếp tục nói. "Thật xin lỗi, lệ mũ bởi vì một chút duyên cớ, không thể bỏ trận, chỉ có thể phụ hảo ý của các hạ." Hàn Lập cười nhạt một tiếng nói ra. "Cho ngươi một con đường sống ngươi lại không đi, vậy chiến thôi." Sắc mặt Hắc Phong trầm xuống, hai con ngươi lạnh như hàn băng. "Đã đến giờ, bắt đầu." Theo thanh âm của lão giả thon gầy, tỷ thí lập tức bắt đầu. Thân hình Hắc Phong lay nhẹ, chỉ nghe ô, ô một tiếng toàn thân sáng lên trên trăm huyền khiếu đều nở rộ bạch sắc quang mang che khuất cả toàn thân vào xa xa nhìn lại giống như một quang nhân màu trắng trên hai chân của gã sáng lên trọn vẹn bốn mươi năm mươi huyền khiếu từng đạo bạch quang trói mắt từ trong những huyền khiếu này tán phát ra ngưng tụ đến một chỗ hình thành hai quang ảnh giống như bạch xà dường như dưới chân gã đạp lên trên hai con bạch xà hàn lập thấy cảnh này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc bên ngoài thân chớp động bạch quang 72 chỗ huyền khiếu đều sáng lên. Không đợi hắn hành động gì, Hắc Phong cười lạnh một tiếng, hai bạch xà trên chân bóp méo một cái, toàn bộ cơ thể gã trượt biến mất, chỉ để lại một ít tàn ảnh bạch quang. Sau một khắc, một đạo lục sắc kiếm ảnh trống rỗng xuất hiện trước người Hàn Lập, trực tiếp đâm xuyên qua ngực phải hắn, Hàn Lập tựa hồ không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn qua một màn này, người xem ở huyền đấu đài phụ cận kinh hô một hồi. Chẳng lẽ vừa đánh đã phân ra thắng bại? kết quả hàn lập bị bích xà kiếm xuyên thủng nhưng không chảy ra một giọt máu nào ngược lại run lên sau đó nhanh chóng phiêu tán dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh hắc phong thấy cảnh này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vào thời khắc này một tiếng gió từ phía sau kéo tới thân ảnh hàn lập không biết từ nơi nào xuất hiện sau lưng gã công pháp vũ hóa phi thăng công được sử dụng huyền khiếu trên hai đùi cũng tỏa ra bạch quang trói mắt bao phủ hai chân ở trong đó mơ hồ khó thấy rõ hơn nữa năm ngón tay biến thành trào chụp xuống đầu ngón tay mang theo năm đạo kình phong như thực chất giống như năm thanh thép chùy đâm vào cổ hắc phong khiến làn da gã đào rát trong lòng hắc phong cả kinh không kịp quay người nhanh như tia chớp vung ngược tay lên bích xả kiếm trong tay chấn động lập tức hóa thành hơn một nghìn đạo kiếm ảnh xanh biếc rậm rạp dường như một mảnh gợn sóng xanh biếc quét đến phía hàn lập mỗi một đạo kiếm ảnh đều nhanh như thiểm điện hơn nữa phát ra tiếng hú xùy xùy khiếp người như độc xà thổ tín làm cho người nghe thấy phải kinh sợ hàn lập lập tức biến móng vuốt thành quyền hơn nữa cả đầu cánh tay hiện ra một tầng kim quang sau đó một quyền đánh ra như điện va chạm với những kiếm ảnh xanh bích kia ầm ầm một tiếng vang thật lớn kim quang trói mắt từ trên cánh tay phải hàn lập bộc phát ra nổ tung xé rách mảnh kiếm ảnh xanh bích kia thân hình hát phong đại trấn bị đẩy lui một bước đồng tử co rụt lại chỉ thấy trên nắm tay hàn lập mơ hồ hiện ra một tầng lông màu vàng trên mũi bích xả kiếm vô cùng sắc bén lưu lại vài đạo trắng bạc Hắc Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân di chuyển, thân hình bỗng nhiên mở đi, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh màu trắng. Chấp động một cái đã đến sau lưng Hàn Lập, bích xả kiếm trong tay đâm xuống nhanh như điện. ầm một tiếng vang thật lớn. Hàn Lập xoay người lại chẳng biết từ lúc nào, lần nữa một quyền nện lên bích xả kiếm, đẩy Hắc Phong lui sau. Hắc Phong liên tục hai kích không trúng, trong lòng hơi nôn nóng, bạch quang dưới chân chớp liên tục, thân pháp thi triển đến cực hạn, huyễn hóa ra tàn ảnh trồng chất, hơn nữa tương liên với nhau hình thành như một bạch xà cực lớn nhanh chóng vô cùng xoay tròn quanh hàn lập từng đợt gió mạnh từ bạch xà quét ra hình thành một trụ vòi rồng lớn vài chục trượng bao phủ hàn lập vào trong đó hàn lập thấy cảnh này ánh mắt lóe lên hắc phong đạo hữu đã sử dụng ra xà ảnh độn pháp lệ phi vũ kia không có khả năng ngăn trở được công kích dưới huyền đấu đài người xem huyền chỉ thành hưng phấn nói suy suy tiếng gầm rú sắc nhọn vang lên mãnh liệt từng đạo kiếm ảnh xanh biết từ chung quanh trụ vòi rồng bán ra đâm tới khắp nơi toàn thân hàn lập hàn lập thấy tình hình này đôi lông mày khẽ động cánh tay nhấc lên một quyền như chậm mà nhanh đánh ra lập tức một cỗ cự lực từ trên nắm tay hắn tuôn ra quét về bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh chung quanh như gặp vách tường vô hình bịt kín đều ngưng trệ bất động sau đó nương theo một tiếng nổ mạnh ầm vang kiếm ảnh đều vỡ vụn từng khúc trụ vòi rồng chung quanh cũng vỡ nát ra ầm ầm nương theo kiếm ảnh bay tán loạn đầy trời xả ảnh màu trắng cũng theo đó mà ẩm ẩm vỡ nát thân ảnh hách phong từ đó lảo đảo bay ra cả khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không đợi gã đứng vững cả người hàn lập như quỷ mị trong nháy mắt đã áp sát tới trước người gã ngón tay phải hắn điểm về phía ngực gã đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng màu trắng rực rỡ chợt một cỗ cự lực sắc bén từ đầu ngón tay của hắn bắn ra những nơi nó đi qua liền làm cho hư không phát ra tiếng thét chói tai trong lòng hách phong run lên nếu mà gã bị một chỉ này của hàn lập điểm chúng cho dù gã có chân cực chi mô hộ thể cũng chỉ sợ người gã lập tức bị xuyên thủng thành một cái động lớn tâm niệm gã mau chóng xoay chuyển liền vội vung thanh bích xà kiếm trong tay một cái từ đó huyễn hóa hơn mười đạo kiếm ảnh cuốn về phía cánh tay hàn lập cánh tay của hàn lập vững như sắt thép hắn không cầu một đòn này có thể làm trọng thương đội thủ hắn chỉ cầu ý đồ tranh thủ một chút thời gian mà thôi nào ai biết ngay đúng thời khắc sống còn đó ngón tay của hàn lập đột nhiên thay đổi phương hướng như lôi điện đâm vào trong kiếm ảnh hai ngón tay tinh chuẩn không gì sách bằng kẹp lấy đũng thanh bích xà kiếm cổ tay hắn trượt vạn một cái một cỗ sức mạnh thật lớn từ đó phát ra khiến cho cả hai tay hách phong như nóng lên lập tức làm cho bích xà kiếm trong tay gã văng ra ngoài nỗi kinh sợ trong lòng gã càng lúc càng nhiều trượt hai chân gã nổi lên ánh sáng màu trắng trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng bắn ngược về phía sau cùng lúc đó tay trái của gã bất ngờ vẫy ra một chùm ánh sáng màu xanh từ trong tay áo gã bắn ra không ngờ là mấy cây châm nhỏ màu xanh âm u bao phủ hàn lập ở phía dưới trên mỗi cây châm nhỏ đều lấp lóe lên ánh sáng màu xanh sền sệt rõ ràng nó đã được bôi đầy kịch độc hàn lập cũng không dám chủ quan chút nào tay trái hắn nhấc nhẹ lên bỗng nhiên vỗ ra một cái từ đó phát ra một cỗ cự lực đáng sợ như là cơn sóng giữ quét sạch tất cả những cây châm nhỏ màu xanh đó bị cỗ cự lực này lao đến dễ dàng liền bị nó thổi bay sạch sẽ không chỉ có như vậy cự lực này nhưng ngọn sao băng lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi, cộng thêm không gian khu huyền đấu đài có hạn, trong nháy mắt liền đã đuổi kịp hách phong, nó tự như thái sơn áp đỉnh đang đẻ nén xuống. Cỗ cự lực còn chưa đánh lên người hách phong cũng đã khiến cho gã hít thở khó khăn, trong lòng gã hoảng hốt, gã biết là không cách nào chạy thoát, chỉ đành hét lớn một tiếng, quyền khiếu cả người tỏa ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, hai tay nắm chặt, song quyền hung hăng đánh ra một cái, oanh! hư không run rẩy dữ dội một hồi rồi phát ra một tiếng vang ầm ầm cả người hách phong chấn động mạnh mẽ khuôn mặt lộ ra vẻ đỏ bừng liền bạch 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 lùi về phía sau mấy bước lúc này mới có thể đứng vững được trượt một cái bóng xanh lóe lên bích xà kiếm bất ngờ từ đâu đã xuất hiện trước cổ của gã lưỡi kiếm màu xanh âm u sắc bén kể sát vào làn da trên cổ của gã làm cho cổ tóc của gã cũng phải dựng gáy lên sắc mặt hách phong cứng đờ lập tức gượng cười nhấc tay nói hách mỗ nhận thua vừa nãy hách phong mấy còn chiếm lấy thượng phong không ngờ tình cảnh lại chuyển biến nhanh như vậy bất ngờ liền đã thua mọi người dưới đài nhất thời không phản ứng kịp sửng sốt một hồi sau đó mới phát ra từng trận âm thanh kinh hô Ván này lệ phi vũ chiến thắng trong mắt lão giả thon gầy cũng lộ ra một tia kinh ngạc cất giọng tuyên bố kết quả đa tạ hàn lập gật đầu với hách phong rồi trả lại thanh bích xà kiếm cho đối phương chắc chắn huyền khiếu ngươi mở ra không chỉ dừng lại ở 72 chỗ rốt cuộc thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào vẻ mặt hách phong lộ ra vẻ phức tạp bỗng nhiên mở miệng hỏi hàn lập mỉm cười cũng không trả lời mà quay người nhảy xuống đài hách phong nhìn bóng lưng của hàn lập khẽ thở dài rồi thu lại bích xà kiếm cũng lặng yên đi xuống huyền đấu đài nơi xa trên đài cao bọn người thần dương tần nguyên sớm đã chú ý đến trận tỉ thí huyền đấu đài chữ ly mắt thấy cảnh này sắc mặt đều thay đổi khác biệt ở chỗ mặt mũi thần dương lúc này Lộ ra vui vẻ vô cùng, còn sắc mặt Tần Nguyên thì lại tái xanh. Tần đạo hữu, huyền đấu sĩ của Thanh Dương thành bọn ta, thực lực cũng không tệ chứ." Thần Dương nhìn về phía Tần Nguyên, cười nhạt một cái nói ra. "Chỉ là thắng một ván nhỏ, đắc ý cái gì?" Khụ khụ khụ. Tần Nguyên hít sâu một hơi, từ đó sắc mặt lão mới miễn cưỡng khôi phục lại, kèm theo đó là tiếng ho khan dữ dội. Thần Dương cũng không để ý tới lời của lão nói, nụ cười trên mặt càng tỏa ra sán lạn. Từ lúc hội võ Nam Thành bắt đầu, gã một mực bị mấy thành chủ khác chế giễu cuối cùng lúc này gã mới có thể nở mày nở mặt được một lần ha ha không nghĩ ra trong tay của thần đạo hữu còn ẩn giấu một vị cao thủ như vậy tôn đồ nhìn về phía thần dương trong mắt lóe lên dị sắc cười hiếp mắt nói ra một bên khác thì sắc mặt của phủ kiên cũng có chút ngưng trọng ánh mắt rời về phía thần dương tôn đồ thành chủ quá khen thực lực của lệ phi vũ cũng chỉ là bình thường vẫn còn kém xa với đám cao thủ dưới chứng ngươi chỉ là may mắn mà thôi." Thần Dương cười ha, ha ha. Tần Nguyên nghe nói vậy, vẻ tức giận trong mắt lão lóe lên liền biến mất. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, người bại dưới tay của Hàn Lập chính là cao thủ đứng thứ hai của Huyền Chỉ Thành. Lời này Thần Dương nói ra, chẳng khác gì đánh một cái bạt tai vào mặt của Huyền Chỉ Thành. Thần đạo hữu khiêm tốn quá rồi, vị lệ phi vũ của quý thành thực lực rất mạnh, cho dù Phương Thiền cũng chưa chán gì đã thắng được à, Ánh mắt Tôn Đồ lóe lên, cười nói, "Thần đạo hữu vị lệ phi vũ này ở dưới trướng ngươi thực lực không tệ hội võ lần trước sao ta chưa từng gặp qua hắn chẳng lẽ là người mới sao ách quái một mực ngồi lặng lặng chợt mở miệng hỏi vâng người này mới gia nhập thanh dương thành ta từ mấy chục năm trước thần dương không dám hoa ngôn xảo ngữ với ách quái mà thành thật trả lời ách quái nghe vậy cũng lặng yện nhẹ gật đầu mấy người khác thấy vậy cũng không nói gì thêm ánh mắt lần nữa nhìn khắp nơi hàn lập nhảy từ huyền đấu đài xuống đám người Vây xung quanh đó nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, nhào nhào tránh đường. Cốt Thiên Tầm, Hiên Viên Hành, Độc Long, Diêu Ly, còn có vài người khác trong Thanh Dương Thành, ngay lúc này đều đứng dưới Huyền Đấu Đài, khi nhìn thấy hắn nhảy xuống, đều vội bước tới nghênh đón. Lệ Đạo Hữu, không nghĩ ra thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế, ngay cả Hách Phong cũng không phải là đối thủ của ngươi." Cốt Thiên Tầm cười nói vui vẻ, đôi mắt phượng lấp lánh của nàng Uyển truyền nhìn hắn. "May mắn đắc thủ mà thôi, Cốt đạo hữu quá khen." Hàn Lập cười nhạt một tiếng. Mấy người hiên viên hành cũng chúc mừng hắn không ngừng, Hàn Lập cũng từng cái đáp lại. Diêu Ly nhìn Hàn Lập, mà sắc mặt phức tạp vô cùng. Nàng một mực xem thường Hàn Lập, không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như thế, nhớ lại trước đó nàng ở trước mặt Hàn Lập làm đủ loại kiêu ngạo, trong lòng nàng lại càng xấu hổ, nàng khẽ cũng thấp giọng chúc mừng hắn một câu. Hàn Lập cũng mỉm cười gật đầu với Diêu Ly, trong lòng hắn cũng không để ý gì tới thái độ của nàng lúc trước. Diêu Ly thấy vậy, trong lòng âm thầm thả lòng đồng thời cũng nổi lên cảm xúc khác thường lệ đạo hữu đã mở đầu trận thắng là dấu hiệu tốt không biết tình hình của dịch đạo hữu hiện giờ như thế nào rồi chúng ta hãy qua bên đó xem thử đi cốt thiên tầm nói một tiếng rồi đi nhanh đến huyền đấu đài chữ đoái cách đó không xa những người khác cũng nhao nhao đuổi theo sắc mặt hàn lập khẽ động cũng đi tới trên huyền đấu đài chữ đoái hai đạo nhân ảnh quấn nhau cùng một chỗ thỉnh thoảng lại phát ra từng trận âm thanh kim thiết giao kích đang giao đấu quyết liệt đó đúng là phong vô trần cùng dịch lập nhai. Đây là lần đầu mà Hàn Lập được kiến thức dịch lập nhai giao thủ với người khác, trên người gã chấp động hơn 100 huyệt huyền khiếu, so với hách phong còn nhiều hơn một chút. Công pháp mà dịch lập nhai tu luyện cũng khuynh hương về phương diện tốc độ, trên hai chân của gã mở ra năm sáu chục cái huyền khiếu, thần pháp cực nhanh, khi thì nhìn như ở phía trước, bỗng bất chợt lại hiện ở phía sau, hoàn toàn giống như quỷ mị. Trong tay gã cầm một thanh trường tiên đen nhánh, Phung từng đạo roi ảnh vươn thẳng tắp hoặc bẻ cong giống như sóng cuốn mây bay đánh về phía phong vô trần quả thật là biến ảo khôn lường lông mày hàn lập nhíu lại từ từ gật đầu phẩm hạnh dịch lập nhai như thế nào không nói đến nhưng ở trên phương diện thực lực gã rất là mạnh không thẹn với danh xưng cao thủ thứ hai của thanh dương thành chỉ là phong vô trần đối diện thực lực lại càng thêm lợi hại nếu như nói thân pháp của dịch lập nhai hoàn toàn giống như quỷ mị thì phong vô trần liền tựa như một cơn gió đến vô ảnh đi vô tung khi thì nhu hòa khi thì dữ dội vô luận dịch lập nhai tấn công mạnh mẽ như thế nào đều cũng bị hắn dễ dàng tránh khỏi hơn nữa thanh kiếm mỏng như lá liễu trong tay phong vô trần càng biến hóa vô cùng lưỡi kiếm chợt co chợt duỗi phảng phất như một con độc xà thổ tín thỉnh thoáng xâm nhập vào chỗ sơ hở thanh trường tiên của dịch lập nhai làm cho gã phải luống cuống tay chân một phen giờ phút này quần áo trên người của dịch lập nhai cũng có vài chỗ bị xé nát ẩn ẩn còn thấy cả máu nếu không nhờ tốc độ của gã cực nhanh, sợ lúc này đã sớm trọng thương rồi. Tuy là người này đang ở thế hạ phong, nhưng hắn vẫn như cũ toàn lực phản công, không có chút lùi bước nào. Xem ra trận này Dịch Lập Nhai hai bại nhiều thắng ít, tuy vậy lúc trước hắn từng nói là có chuẩn bị, không biết hắn chuẩn bị thủ đoạn gì, có hữu hay không nữa vẻ mặt Hàn Lập không thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn liền nhìn ra Dịch Lập Nhai cũng không có ẩn giấu thực lực, mà là toàn lực ứng phó, vậy mà vẫn còn chưa địch lại phong vô trần trong khi phong vô trần thì còn chưa toàn lực ra tay nếu mà gã muốn thay đổi chiến cuộc chỉ có thể dựa vào cách khác sắc mặt đám người cốt thiên tầm cũng có hơi ngưng trọng mặc dù trước đó dịch lập nhai có thái độ với bọn hắn cũng không tính tốt lành gì nhưng dù sao cả hai cũng là người của thanh dương thành so với phong vô trần thì trong lòng vẫn mong dịch lập nhai chiến thắng ngay lúc này đám người đầu cương đứng dưới đài nhìn thấy bọn người cốt thiên tầm đến chỉ vội vàng lướt nhìn qua rồi lập tức khẩn trương nhìn lên trên đài nhưng đúng lúc đó trong mắt dịch lập nhai lóe lên một tia tàn khốc cánh tay trượt vung lên trường tiên màu đen đột nhiên kéo căng thẳng tắp phẳng phất như một thanh lợi kiếm thật dài quét ngang về phía phong vô trần nhanh chóng như chớp bàn chân của phong vô trần điểm xuống mặt đất một cái cả người phảng phất như cành liễu trong gió nhẹ nhàng tránh khỏi sượt qua thanh trường tiên màu đen còn thanh kiếm mỏng như lá liễu của hắn thì kề sát trên thanh trường tiên tức xuống nhanh chóng chém về bàn tay của dịch lập nhai mặc dù dịch lập nhai kinh hãi nhưng gã không loạn cả người lập tức bắn ngược về phía sau đồng thời cổ tay gã vung lên trường tiên thẳng tắp lập tức trở nên quấn lại như con rắn nhanh như lôi điện quấn vào cánh tay cùng thân thể phong vô trần lại chút tải mọn phong vô trần cười lạnh một tiếng thân hình nhoáng một cái cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu cả trường tiên màu đen lập tức cuốn vào hư không ngược lại lại làm cho cả người dịch lập nhai loạn trọn một cái đúng lúc đó từ hư không sau lưng dịch lập nhai chưa xuất hiện ra thân hình phong vô trần thanh kiếm mỏng như lá liễu của hắn mơ hồ nhoáng một cái thừa dịp thân hình dịch lập nhai bất ổn mà dùng tốc độ khó mà tin nổi một hơi chém ra chín kiếm khoảng cách gần như thế chín kiếm đều phá vỡ chân cực chi mô bao phủ quanh người dịch lập nhai mạnh mẽ chém lên người gã nhưng việc mà làm cho đám người trên khán đài phải trợn mắt há miệng là khi dịch lập nhai liên lục nhận chín kiếm xong ngoại trừ cả người đẩy lui về phía sau hai bước thì phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Phong vô trần thấy vậy, sắc mặt cũng theo đó ngẩn người. Vào đúng lúc đó, trong mắt dịch lập nhai tỏa ra vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên, trường tiên màu đen đột nhiên run lên, Nguyễn hóa thành mấy chục đạo roi ảnh, những roi ảnh này lập tức hóa thành mấy chục cái vòng tròn màu đen to nhỏ, nhanh chóng quấn lấy tới phong vô trần. Trong những vòng tròn màu đến này phát ra cỗ khí kỉnh mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt, đã bao phủ cả huyền đấu đài, bất ngờ làm cho cả bầu trời, vì đó mà ảm đạm hư không xung quanh dường như cũng bị roi ảnh màu đen này dẫn động xoáy quanh ngay chính giữ trong nhất thời xung quanh huyền đấu đài trở nên cát bay đá chạy thiên địa biến sắc phảng phất như trong phạm vi trăm triệu bồng chốc đã trở nên thành một vùng sâm la tuyệt vực khiến cho đám người vây quanh đó sắc mặt đại biến vội vàng thối lui ra bên ngoài hàn lập nhìn qua một màn gió cuốn mây vần trên huyền đấu đài trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc tỏa thiên ấn không thể tưởng được nhiều năm không thấy uy lực lại tăng lên nhiều như vậy cốt thiên tầm bên cạnh lầm bầm tự nói một tiếng trong mắt lóe lên hào quang giờ phút này phong vô trần đã hồi phục xong sắc mặt trầm xuống bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên một trăm năm mươi mấy chỗ quang điểm màu trắng trong cơ thể càng vang lên liên tiếp tiếng đôm đốc giòn vang chân gã mạnh mẽ đạp lên mặt đất một cái toàn bộ huyền đấu đài rung lên tựa hồ như bị một cước chấn sập dựa theo lực đạp mạnh mẽ này thân hình phong vô trần bỗng nhiên hóa thành một sợi khói xanh màu trắng từ trong bóng roi vây khốn đầy trời nghiêng người trùng thiên bắn ra lúc này trường tiên màu đen trong tay dịch lập nhai bay múa trên dưới toàn bộ cơ thể y đã hoàn toàn bao phủ bên trong bóng roi đầy trời bóng roi biến thành từng vòng tròn màu đen tựa những như con mắt như bóng với hình đuổi theo thân ảnh phong vô trần bất quá tốc độ phong vô trần lại nhanh hơn vài phần những vòng tròn màu đen kia mỗi lần muốn chụp xuống gã liền bị gã hiểm hiểm tránh thoát đạo thân ảnh màu trắng phiêu hốt trên đài trong bóng roi màu đen đầy trời tránh phải tránh trái liên tục di chuyển làm cho người xem bốn phía không kịp nhìn thấy một chiêu này của dịch lập nhai mặc dù làm người ta khó có thể tránh được một khi bị bóng roi thứ nhất khóa lại bóng roi tiếp theo sẽ kéo dài không dứt muốn thoát thân quả thật không dễ nhưng phong vô trần lại dùng thân pháp cực nhanh tránh thoát phong mang khí thế dịch lập nhai sợ là sắp hết rồi hẳn lập lẩm bẩm tự nói một tiếng ta hiểu rất rõ dịch lập nhai có lẽ hắn còn có hậu thủ bất quá đáng tiếc đối thủ của hắn là phong vô trần cốt thiên tầm từ chối cho ý kiến nói đến rồi thần sắc hàn lập khẽ động chỉ thấy ở trên huyền đấu trường trên thân liễu kiếm trong tay phong vô trần bỗng nhiên hiện ra vô số phủ văn giống như ngôi sao một vòng quang sóng màu trắng trói mắt từ trên trên thân kiếm nhộn nhạo ra trong nháy mắt chiếu qua hơn phân nửa huyền đấu trường chỗ quang sóng màu trắng chiếu qua giữa không trung trượt rủ xuống đạo đạo bạch sắc tinh quang như nước vạn sông đổ về biển nhao nhao chui vào trong thân liễu kiếm thân kiếm lập tức phát ra thanh âm rung động ông ông mãnh liệt phong vô trần quát khẽ một tiếng liễu kiếm thoát tay bay ra hóa thành một đạo quang nhận màu trắng sáng vô cùng chạm tới ngay chỗ giao nhau của hai đạo tiên quyền màu đen xoẹt một tiếng hư không sụp đổ lập tức bị chém ra một lỗ hồng thân hình phong vô trần nhanh như điện phóng ra ngoài hàn lập nhìn về phía liễu kiếm bay trên trời kia không khỏi có chút động dung lúc này thanh kiếm tản mát ra chấn động cực kỳ cường đại dù là hắn đối mặt cũng không dám đón đỡ không biết rốt cuộc là bảo vật gì bất quá vào thời khắc này bóng roi quanh thân dịch lập nhai thu vào, hiện ra thân hình của y. Nhưng thấy khóe miệng y lộ ra một tia cười quỷ quyệt, bỗng nhiên đánh ra một trường, trong tay áo phanh một tiếng, phóng ra một chùm bạch quang, thình lình chính là vô số sợi tơ mỏng trắng như tuyết. Những thứ tơ mỏng này đều trong suốt như ngọc, tản mát ra bạch quang nhẹ nhẹ, mơ hồ có thể thấy từng quang điểm màu trắng nhỏ vô cùng nhảy lên quanh sợi tơ trắng. Tơ mỏng lăng không đan vào, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới lớn màu trắng chụp xuống phong vô trần tốc độ nhanh kinh người phong vô trần hiển nhiên không dự liệu được điểm này thân thể bị lưới lớn màu trắng bao lại lưới lớn màu trắng như có linh tính tự động quấn quanh tầng tầng trong nháy mắt hình thành một kén tầm màu trắng giam cầm phong vô trần vào bên trong bịch một tiếng kén tầm ngã xuống huyền đấu đài liên tiếp biến hóa diễn ra mau lẹ dẫn tới đám người phụ cận huyền đấu trường kinh hô lên dịch lập nhai một chiêu đắc thủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bất quá lập tức vẻ tươi cười trên mặt y trượt biến mất trên mặt y hiện lên một tầng huyết sắc đỏ thẫm những chỗ khác trên thân cũng giống như vậy trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm như máu càng nổi lên nhiều sợi gân xanh nhưng sau một khắc huyết sắc trên mặt dịch lập nhai liền biến mất sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy máu tươi từ trong miệng chen trúc chảy ra bước chân cũng trở nên lảo đảo bất ổn không thể tưởng được dịch lập nhai vậy mà đã luyện thành lung trụ thuật khó trách vừa rồi có thể điềm nhiên tiếp nhận một kích của phong vô trần mà như không có việc gì lại không biết tơ trắng mỏng kia là vật gì có thể giam cầm được phong vô trần ánh mắt hiên viên hành chớp động lẩm bẩm nói ra hàn lập nghe vậy trong mắt hơi híp lại tại huyền đấu trường thanh dương thành hắn cũng đã nghe đến cái tên lung trụ thuật là một loại vận chuyển lực lượng khí huyết trong cơ thể tỏa ra trong huyền khiếu toàn thân trong thời gian ngắn tăng cường bí thuật phòng ngự trên diện rộng uy lực thuật này cường đại hơn nữa còn có một diệu dụng khác chính là huyền khiếu mở ra càng nhiều, uy lực càng mạnh, chỉ là tu luyện cần từng bước từng bước rèn luyện huyền khiếu, quá trình vô cùng thống khổ, không hề dễ dàng. Và lại mỗi lần thi triển thuật này, cần tiêu hao một phần ba lực lượng khí huyết, hơi không cẩn thận sẽ hủy hoại căn cơ thân thể, mạo hiểm rất lớn, do đó cực ít người luyện thành thuật này. Đây là thiên la địa võng. Hơn 10 vạn năm trước lục hoa phu nhân dùng tơ nhện bản mệnh của một đầu thiên cấp lân chu thú luyện chế ra một kiện vũ khí đặc thù, tuy rằng không phải tinh khí, nhưng tranh lệch không xa, năm đó đã từng nổi như cồn. Bất quá bảo vật này về sau gián tiếp mất tích, không ngờ đã rơi vào tay dịch lập nhai, khó trách hắn tự tin như thế. Trong mắt cốt thiên tầm hiện lên một tia hào quang, nói ra. Những người thanh dương thành khác thấy cảnh này, đều phát ra thanh âm hoan hô. Xa xa trên đài cao, thần dương chứng kiến cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng con mắt trượt liếc qua tần nguyên bên cạnh, thấy sắc mặt y vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ tuyệt không lo lắng, trong lòng gã không khỏi trầm xuống trên huyền đấu đài dịch lập nhai hít sâu một hơi lập tức ổn định lại thân thể đang lảo đảo liếc qua liễu kiếm vẫn còn bay trên trời cánh tay khẽ động trường tiên màu đen lập tức mơ hồ một cái bắn ra quân lấy kén tằm màu trắng sau đó mạnh mẽ hất lên ném xuống phía huyền đấu đài nhưng vào thời khắc này dị biến phát sinh kén tằm màu trắng hiện lên bạch quang chỉ nghe xoẹt một tiếng vỡ tan thành hai nửa thân ảnh phong vô trần từ trong bắn ra như điện nhanh chóng vô cùng đánh về phía dịch lập nhai. Sắc mặt dịch lập nhai đại biến, đang muốn vung trường tiên màu đen lên đón đỡ. Bất quá giờ phút này khí huyết trên người y đã giảm, và lại bị thương khá nặng, động tác chậm chạp, cánh tay vừa mới nâng lên một nửa, một đạo bạch quang hiện lên, một cỗ cự lực đánh vào lồng ngực của y. Ngực dịch lập nhai vang lên một hồi đùng đùng giòn vang, lõm xuống phía dưới, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra ngoài, té thẳng xuống huyền đấu đài bỗng một đạo nhân ảnh quỷ mỹ xuất hiện ở không trung tiếp được thân thể dịch lập nhai chậm rãi rơi trên mặt đất chính là thần dương đám người thanh dương thành thấy cảnh này lập tức nhao nhao chạy lại hàn lập cũng đi tới nhìn thấy thân hình thần dương đồng tử hơi co lại một chút thần dương vừa rồi còn ở trên đài cao phía xa vậy mà trong nháy mắt liền đến nơi này hắn lại không phát giác được chút nào tuy vì huyền đấu đài xảy ra đột biến làm hắn không chú ý nhưng thần dương vậy mà giấu được ngũ quan của hắn chỉ sợ thực lực người này không chỉ như lúc trước biểu hiện ra. Giờ phút này, trong miệng dịch lập nhai tuôn ra máu tươi, sắc mặt trắng thảm như tờ giấy, đã hôn mê bất tỉnh rồi. Thần Dương không nói một lời lấy ra một bình ngọc màu đỏ như máu, cậy miệng dịch lập nhai ra, rót vào trong miệng y một bình đan dược màu đỏ như máu. Đan dược vào miệng liền tan ra, trên mặt dịch lập nhai lập tức nổi lên một tiêu huyết sắc, dễ nhìn hơn một chút, xương ngực lõm xuống cũng chậm rãi nâng lên, khôi phục nguyên dạng sắc mặt thần dương buông lòng ngẩng đầu nhìn về phía trên đài chỉ thấy trong tay phong vô trần thình lình nắm một chuôi liễu kiếm khác giống như đúc chuôi đang bay múa trên không trung thì ra là thế thần dương nhàn nhạt, nhạt, nói một câu đồng thời giơ tay khẽ vẫy lòng bàn tay phát ra một cỗ hấp lực hai nửa kén tàm màu trắng trên đài bay vụt tới rơi vào trong tay gã hai nửa kén tàm màu trắng giống như vật còn sống lập tức nhúc nhích dung hợp lại một chỗ hóa thành một viên cầu màu trắng lớn chừng quả đấm phong vô trần nhìn thần dương không nói gì một tay cũng lăng không ra một chiêu mặt ngoài chơi liễu kiếm đang bay trên không trung lóe lên tinh quang lập tức ngừng lại sau đó bay vụt về nhanh như điện rơi vào trong tay gã hai thanh liễu kiếm cộng hưởng với nhau phát ra trận trận thanh âm như chim kêu ở dưới huyền đấu trường hàn lập nhìn về phía hai thanh liễu kiếm con mắt hiếp lại phong vô trần hình như nhận ra ánh mắt chuyển một cái nhìn lại ánh mắt hai người chạm nhau trong hư không mơ hồ hiện lên một tia lửa lệ phi vũ trận tiếp theo chính là ngươi rửa sạch cổ chờ ta liễu kiếm trong tay phong vô trần chỉ về phía này khoái miệng cười to nói lời vừa nói ra toàn trường xôn xao ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hàn lập sắc mặt đều khác nhau ngoại trừ vòng loại thứ nhất kể từ hôm nay mấy vòng tỉ thí phía sau lịch đối chiến cơ bản đã cố định mà phong vô trần chiến thắng dịch lập nhai vòng tiếp theo hoàn toàn chính xác sẽ quyết đấu với hàn lập chọn ra tám vị trí đầu trước đây lực chú ý của mọi người không đặt nặng ở vòng huyền đấu này ngoại trừ cá biệt có người đề tâm phần lớn không phải nghĩ quá nhiều nhưng hôm nay hàn lập cùng phong vô trần song song cùng thắng trực tiếp gặp nhau ở vòng huyền đấu tiếp theo tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý không nhỏ phong vô trần với tư cách là nghĩa tử huyền chỉ thành chủ tần nguyên là đệ nhất nhân huyền đấu huyền chỉ thành thanh danh hiền hách hiển nhiên không nói chơi còn hàn lập là một nhân vật không có danh tiếng gì thậm chí tuyệt đại đa số người ở đây cũng không nhận ra càng không có xem qua hai lượt đấu trước của hắn hôm nay phong vô trần ở trước mặt mọi người mở miệng khiêu chiến hàn lập với tư cách đệ nhất nhân huyền đấu huyền chỉ thành gã tự nhiên sẽ không bắn tên không đích chẳng lẽ hàn lập cũng có thực lực có thể so với một trong đệ nhất huyền đấu sĩ tứ đại thành phụng bồi tối cùng sắc mặt hàn lập bình tĩnh thản nhiên nói đồng tử phong vô trần co rụt lại trong mắt hiện lên một tia dữ tợn tựa hồ bộ dạng lười biếng của hàn lập làm gã có vẻ bất mãn lần này tỉ thí phong vô trần thắng theo trọng tài huyền đấu đài tuyên bố kết quả bốn phía khán đài cũng vang lên một hồi tiếng hoan hô rung trời cuối cùng phong vô trần cũng thu ánh mắt trên thân hàn lập trở về chắp tay về phía chỗ tần nguyên ở giữa đài cao sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người thân hình tiêu sái từ trên huyền đấu đài bồng bềnh đi xuống thần dương không để ý đến tình huống chung quanh nhét viên cầu màu trắng vào trong ngực dịch lập nhai ôm thân thể y đi vào bên trong trong miệng thản nhiên nói lệ phi vũ người đi theo ta những người khác lưu lại ở chỗ này trợ uy cho cốt thiên tầm cùng hiên viên hành sắc mặt hàn lập khẽ động lập tức cáo lỗi một tiếng với cốt thiên tầm cùng hiên viên hành cất bước đi theo cốt thiên tầm nhìn thân ảnh thần dương cùng hàn lập trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện hào quang không biết đang suy nghĩ gì thần dương ôm dịch lập nhai trực tiếp rời khỏi tu la trường cùng hàn lập một trước một sau đi tới chỗ biệt uyển gã dìu dịch lập nhai vào trong phòng sau đó dẫn hàn lập đi ra đại sảnh bên ngoài thần đạo hữu thương thế dịch đạo hữu có đáng ngại không Hàn Lập hỏi. Thương thế tuy nặng, nhưng không tổn thương đến tính mạng, chẳng qua là thi triển lung trụ thuật dẫn đến khí huyết bị tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không thể nào tỉnh lại mà thôi. Thần Dương khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hàn Lập nghe vậy, chỉ gật đầu nhẹ, không tiếp tục chủ động mở miệng nữa. Người có biết vì sao ta bảo ngươi tới đây không? Thần Dương suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, thần tình ngưng trọng hỏi. Có phải là vì vòng tỷ thí tiếp theo không? Hàn Lập không nhanh không chậm đáp. Đúng vậy, đối với phong vô trần người đã có cách đối phó chưa thần dương gật gật đầu lại hỏi chưa có nhưng đến lúc đó ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực chiến một trận xin thần đạo hữu yên tâm hàn lập lắc đầu nói ra bạn đang xem phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé tuy rằng ta không biết trước mắt rốt cuộc người đã mở bao nhiêu huyền khiếu nhưng xem trận người cùng hách phong có lẽ không ít so với gã thần dương nhìn hàn lập chậm rãi nói ra hàn lập nghe vậy cười nhạt một tiếng không nói gì thêm ta vốn cho là với thực lực của ngươi cộng thêm chân linh huyết mạch trong cơ thể hẳn là đủ để chiến một trận với phong vô trần chẳng qua là không nghĩ tới trong tay phong vô trần có một đôi tinh khí tình hình đối với ngươi không ổn chút nào sắc mặt thần dương trầm xuống xin hỏi thần đạo hữu rốt cuộc tinh khí là cái gì đôi lông mày hàn lập khẽ động hỏi người không biết người chưa bao giờ tới huyền thành cũng khó trách cái gọi là tinh khí là do lục hoa phu nhân dùng lực lượng tinh thần nơi đây luyện chế ra một loại vũ khí cấp bậc cao nhất uy lực cực kỳ cường đại còn có hiệu quả tăng trưởng theo thực lực chủ nhân chẳng qua là lưu truyền ra ngoài vô cùng ít không biết từ chỗ nào tần nguyên lại lấy được song kiếm kia thần dương tức giận nói hàn lập nghe vậy trong lòng khẽ động trong đầu không khỏi hiện ra đôi binh khí của phong vô trần nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng thần dương nhoẻn miệng cười lấy ra một vật từ trong lòng, đưa tới, đó là một cái thuẫn nhỏ màu trắng, phía trên khắc đầy phù văn tinh thần. Ở giữa thuẫn nhỏ còn khắc 18 cái đồ án tinh thần, hình thành một đồ án hình rồng, từng đồ án tinh thần đều tàn mát ra bạch quang nhẹ nhẹ, hơn nữa chấp sáng phập phồng, phảng phất như thở ra hít vào. Đây là, Hàn Lập tiếp nhận thuẫn nhỏ màu trắng liền cảm thấy huyền khiếu trong cơ thể mơ hồ cộng hưởng cùng thuẫn nhỏ màu trắng. Vật ấy tên là tinh đấu thuẫn, cũng là một kiện tinh khí vốn tinh khí cần thời gian dài dùng tinh huyết ân cần săn sóc mới có thể từng bước nắm giữ nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách ngươi lập tức dùng tinh huyết tế luyện mấy ngày này ân cần chăm sóc cho thật tốt đến vòng thứ ba có lẽ có thể phát huy một phần uy năng của nó đủ để thay ngươi ngăn lại một kích trí mạng đủ để đối phó xong kiếm kia rồi thần dương nói như thế hàn lập nhìn thuẫn nhỏ màu trắng trong mắt hiện lên một tia dị sắc mở miệng nói đa tạ thần đạo hữu vòng tỉ thí thứ ba ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng thần dương cười cười lại chỉ điểm hàn lập mấy phương pháp tế luyện tinh khí sau đó đuổi hắn đi hàn lập cầm lấy tinh đấu thuẫn trở về gian phòng của mình tiến vào trong phòng hai mắt hắn nhìn tinh đấu thuẫn cắn đầu lưỡi phun ra một giọt tinh huyết rơi lên phía trên thuẫn nhỏ tinh huyết lập tức dung nhập vào trong đó tinh đấu thuẫn ngay lúc này nổi lên một tầng bạch quang phát ra thành âm ông ông rung động mãnh liệt trong mắt hàn lập hiện lên vẻ vui mừng hắn có thể cảm giác giữa mình và thuẫn này sinh ra một chút liên hệ rõ rệt chẳng qua là sự liên hệ này trước mắt còn rất yếu ớt khoảng thời gian tiếp theo hắn dựa theo phương pháp thần dương truyền thụ chỗ mi tâm chớp động tinh quang phân ra một đám tinh thần lực thăm dò vào bên trong tinh đấu thuẫn chậm rãi thúc giục giọt tinh huyết kia thẩm thấu vào phía bên trong thuẫn loại cảm giác này cùng với tế luyện tiên khí không khác biệt lắm chỉ là không có tiên linh lực tương trợ nên chậm chạp hơn nhiều thời gian trôi qua trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ một hồi thanh âm náo nhiệt từ bên ngoài truyền tới trong lòng hàn lập khẽ động cất tinh đấu thuẫn vào trong ngực đứng dậy đi ra ngoài bên trong biệt u huyền bóng người lai động đó là đám người thanh dương thành trở về từ tu la trường cốt thiên tầm bị che khuất ở bên trong trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng hiên viên hành đâu cốt đạo hữu xem ra đã đắc thắng trở về chúc mừng hàn lập nghênh đón may mắn đắc thủ mà thôi cốt thiên tầm mỉm cười nói nàng nói thế tuy rằng khiêm tốn nhưng trên thân cũng không có một vết thương nào hiển nhiên là chiến thắng nhẹ nhàng đối với chuyện này hàn lập cũng không có gì bất ngờ những người khác thấy hai người nói chuyện đều tự động tránh ra như thế nào lại không thấy hiên viên đạo hữu tình hình trận đấu của hắn như thế nào hàn lập lại hỏi hiên viên đạo hữu cũng giành thắng lợi rồi mặc dù thực lực đối thủ cường đại hơn so với hắn nhưng mà trận chiến này hắn vận dụng chiến thuật thành công lấy thương hoán thương khó khăn mới thắng được bây giờ đã được người đưa về chỗ thành chủ an dưỡng rồi cốt thiên tầm cười nói thật sao trong mắt hàn lập hiện lên vẻ kinh ngạc lệ đạo hữu hiện tại đối thủ vòng tỷ thí thứ ba của ngươi là phong vô trần hai thanh tinh khí trong tay hắn không phải chuyện đùa ngươi đã có biện pháp ứng phó chưa cốt thiên tầm trần chờ một chút hỏi đa tạ cốt đạo hữu quan tâm thành chủ đã thương lượng đối sách cùng ta rồi hàn lập gật đầu nói nhưng không có nói rõ ràng vậy là tốt rồi cốt thiên tầm cũng không có hỏi tới chẳng qua chỉ tùy ý gật đầu nhẹ hai người rảnh rỗi nói chuyện hai câu liền cáo từ chia tay hàn lập trở về chỗ ở của mình tiếp tục tế luyện tinh đấu thuẫn theo thời gian trôi qua trên tinh đấu thuẫn phát ra tinh quang màu trắng càng ngày càng nhiều mà rất nhiều huyền khiếu trên người hắn tựa hồ giống như bị thu hút dục dịch giữa hắn và thuẫn mơ hồ có cảm giác tương dung cùng một thể tinh đấu thuẫn này tựa hồ giống như biến thành thân thể tứ chi của chính mình có một loại cảm giác huyết mạch tương dung hàn lập mở to mắt nhìn về phía thuẫn nhỏ trong tay trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tinh khí quả nhiên không giống bình thường huyền diệu như thế hắn thở nhẹ một hơi lần nữa đắm chìm bên trong tế luyện thời gian nhoáng một cái lại qua bảy ngày mới sáng sớm bên trong tu la trường cũng đã tấp nập biển người cảnh tượng phi thường náo nhiệt trải qua hai vòng đấu trước huyền đấu sĩ tham gia hội võ năm thành chỉ còn lại có mười sáu người trên hai tòa huyền đấu đài càn khôn mỗi bên đứng tám người hàn lập cùng cốt thiên tầm đều ở trong đó phòng tỷ thí này hội võ sẽ chọn ra tám người chiến thắng trong bọn hắn gọi là bát cường mặt trời lên cao sau đó thành chủ nam thành cùng lục hoa phu nhân lên đài ngồi xuống trên khán đài tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc kéo dài không thôi đại hán da đen chủ trì đã leo lên đài chữ càn từ lâu nhưng từ đầu đến cuối không áp chế được làn sóng âm thanh người xem chỉ có thể chờ cỗ thanh thế kia dần suy giảm sau đó mới mở miệng quát. Cuộc thi đấu đến lúc này đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, ngay lúc này chúng ta sẽ tiến hành hội võ năm thành chọn ra tuyển thủ bắt cường. Hôm nay người chiến thắng sẽ được ban thưởng một quả thú hạch địa giai lân thú. Ngày hôm nay, tất cả các trận đánh cược, giải thưởng cũng tăng lên, cầu chúc chư vị cùng toàn bộ huyền đấu sĩ tham gia thư lực toàn thắng. Bát cường, bát cường, bát cường. Trên khán đài tiếng hô đại chấn, tất cả người xem hầu như trong nháy mắt cuồng nhiệt hẳn lên. Các vòng thi đấu đã sắp được hơn phân nửa, hôm nay hai tòa huyền đấu đài càn khôn mở đầu, tám trận huyền đấu mỗi lần cũng chỉ tiến hành hai trận, tổng cộng bốn lượt là xong. Lượt thứ nhất hai trận huyền đấu hôm nay theo thứ tự là Huyền Thành Chu Tử Nguyên đối chiến Huyền Thành Cận Công, Huyền Chỉ Thành Phong Vô Trần giao đấu Thanh Dương Thành Lệ Phi Vũ. Thật lâu sau, đại hán Gia Đen cao giọng tuyên bố. Trên đài cao, sắc mặt Thần Dương có chút phức tạp khó nói nên lời. Sau vòng thi đấu thứ nhất, trong 32 cái tên huyền đấu sĩ chiến thắng phe mình vẹn vẹn chỉ còn bốn người có thể nói là mất sạch mặt mũi sau đó đến vòng thứ hai phe mình có được ba người giành chiến thắng mặc dù trong năm thành không tính là quá yếu kém nhưng cũng tính là trung bình rồi thế nhưng gã vẫn không có hứng nổi dựa theo sắp xếp hôm nay tiến hành thi đấu không chỉ có hàn lập phải đấu với phong vô trần mà tiếp theo đó cốt thiên tầm cũng phải đấu với bạch nam thành phương thiền đối với hai trận thi đấu này trong lòng gã cũng không có chút tự tin nào phong vô trần cường đại là rõ ràng tuy rằng gã bỏ ra số tiền lớn chuẩn bị cho hàn lập một món tinh khí nhưng hàn lập dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với vật ấy nhất định sử dụng không thuận buồm xuôi gió bằng phong vô trần cộng thêm tồn tại chênh lệch giữa hai người phần thắng cũng nhỏ hơn rất nhiều về phần cốt thiên tầm thực lực tuy mạnh mẽ nhưng đối thủ là phương thiền đã từng đánh bại nàng phần thắng cũng đồng dạng không lớn mặc dù nhân viên hành đấu ở lửa thứ tư nhưng cũng phải đấu với huyền thành la trùng vi xem tình hình đối thủ này thì so với hai người bọn họ đỡ hơn một chút nhưng cuối cùng phần thắng được bao nhiêu cũng chưa biết được vốn nghĩ ít nhất có thể có người sẽ vào được bán kết xem ra bây giờ muốn tranh đoạt một vị trí bát cường cũng khó khăn nếu thanh dương thành dừng bước tại bát cường thành tích này còn không bằng lúc đỗ thanh dương là thành chủ thứ nhất không giành được giải thưởng huyền thành thứ hai gã thân là thành chủ uy nghiêm bắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng gã cũng không phải là người duy nhất không hài lòng với kết quả lịch thi đấu vòng này ở đây Dựa theo lệ cũ, huyền đấu sĩ đứng đầu của các thành, không phải sau cuộc chiến bắt cường mới có thể gặp nhau, tại sao vòng này thanh dương, thành cốt thiên tầm đã phải đối chiến với bạch nham thành phương thiền. Lúc này, lục hoa phu nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khục khục, trước bắt cường, các huyền đấu sĩ đứng đầu các thành sẽ không được sắp xếp đối chiến, vốn chỉ là lệ cũ mà thôi, cũng không căn cứ quy định gì. Hai người này là huyền đấu sĩ đứng đầu của hai thành lúc này gặp nhau, cũng là do người tổ chức thi đấu sắp xếp an bài. Khục khục bất quá cũng vừa vặn trong nửa đầu lịch thi đấu có trận chiến này đã gia tăng không ít người xem a à. tần nguyên ho khan hai tiếng mở miệng nói ra ta xem hai trận huyền đấu trước thế công cốt thiên tầm cũng rất sắc bén nha lần này nàng đấu với phương thiền có thể nói là một cuộc chiến báo thù nói không chừng chính tôn đạo hữu có khi lại mất đi một viên đại tướng a à. phủ kiên liếc nhìn tôn đồ thâm ý nói thần dương nghe vậy sắc mặt không thay đổi trong lòng cười lạnh không thôi hội võ năm thành lần trước cốt thiên tầm đã bại dưới tay phương thiền trận chiến này phần thắng người nào lớn hơn đã rõ ràng phù kiên đạo hữu nói không tệ phương thiền tiểu tử kia chỉ ngay ngốc ăn rồi ngủ say cả ngày những năm này cũng không có tiến bộ chỉ sợ lúc này trở thành đá kê chân cho cốt thiên tầm quý thành rồi tôn đồ than thở nói khoái miệng lại mang theo một tia vui vẻ khục khục không chỉ trận này đáng chú ý lúc trước lệ phi vụ đứng xem cuộc chiến vô trần với dịch lập nhai lúc vô trần đánh trọng thương dịch lập nhai tựa hồ hắn rất bất mãn thế cho nên hai người đã bộc phát mâu thuẫn ngay tại chỗ điều này tất cả khán giả đều thấy khục khục vì vậy trận chiến của bọn hắn cũng rất được người xem chờ mong đấy ta tin tưởng trận đấu này sẽ thu hút không ít sự chú ý a à. tần nguyên chuyển chủ đề ho nhẹ nói phải nói vị đạo hữu lệ phi vũ kia thật có đảm lược mới lần đầu tham gia hội võ nam thành vậy mà thản nhiên tiếp nhận khiêu chiến của đệ nhất huyền đấu sĩ huyền chỉ thành hắn là người không tồi đáng để thần thành chủ chú ý tài bồi ách quái nhìn lướt qua huyền đấu đài bên dưới bất động thanh sắc nói tần nguyên nghe xong khuôn mặt vui vẻ không thay đổi nhìn về phía thần dương với ánh mắt khó giỏ ách thành chủ nói đúng thành dương thành không thể so với ba thành khác căn cơ còn chưa vững cần phải tài bồi nhiều thêm cho những thành viên chủ chốt thần dương bên ngoài thì cười nói nhưng lòng lại lo lắng không thôi tuy gã nói thế nhưng trong nội tâm biết rõ phong vô trần chắc chắn sẽ không cho gã có cơ hội để bồi tài lệ phi vũ nên tất cả đều phải dựa vào chính bản thân của hắn với tình huống trên đài cao đám người hàn lập cũng không chú ý tới mọi người đều chú ý đến việc đặt cược đài chữ càn và đài chữ khôn cũng đã được kéo màn che lên ở đài chữ càn với thực lực của chu tử nguyên thì đánh trận này cũng không có gì phải lo lắng tỷ lệ đặt cược cực thấp vì vậy rất ít người tham gia đặt cược hầu hết mọi người tiến tới đặt cược ở trận của hàn lập và phong vô trần hàn lập và phong vô trần một người là người mới vô danh ở huyền đấu trường nhiều nhất cũng chỉ được xem như là ngựa ô tiến vào mười sáu người mạnh nhất còn một người thì danh tiếng đang thịnh, có chiến lược cao nhất ở một thành, tranh lệch giữa hai người rất rõ ràng, vì vậy tỷ lệ đặt hàn lập ăn cao hơn nhiều so với phong vô trần. Tỷ lệ đặt cược ăn càng cao, phần thắng dĩ nhiên càng nhỏ, bởi vậy hầu như mọi người đều đặt cược cho phong vô trần chiến thắng, lên đến 9 phần. Những người còn lại chưa đến một phần đặt cược cho hàn lập, đại đa số lúc trước đã xem qua hai cuộc thi đấu của hắn, bọn họ đăng ký hắn, cũng không phải vì nhận ra hay tin tưởng thực lực hàn lập, mà chỉ mang ý nghĩ cầu may, đánh cược để kiếm một khoản thắng lớn. Trong tiếng gieo hò của người xem, cốt thiên tầm và các huyền đấu sĩ không tham gia huyền đấu đều rút lui khỏi đài chữ càn và khôn, đi tới hai đài chữ tốn và đài chữ cấn. Trước khi rời đi, cốt thiên tầm bỗng truyền âm cho Hàn Lập, nói, lệ đạo hữu, nếu như đủ khả năng, kính xin gây trọng thương cho phong vô trần, nếu được thì đánh chết hắn càng tốt, sau đó tại hạ tất có trọng báo. Hạc hạc, cốt đạo hữu đúng là để cao lệ mỗ rồi xem điệu bộ phong vô trần hắn cũng không có ý định nâng tay với ta đã như vậy tự nhiên phải hết sức đánh rồi hàn lập cười trả lời về ân oán của cốt thiên tầm cùng huyền chỉ thành hàn lập cũng biết đôi chút vì vậy cũng không cảm thấy kỳ quái vậy đợi tin vui từ lệ đạo hữu cốt thiên tầm dứt lời liền nhảy ra xa rơi vào đài chữ cấn trong đám người xem trên khán đài đám người độc long tùy thương thế còn chưa khỏi hẳn nhưng cơ bản đã tự hành động được vì vậy hôm nay tất cả đều tụ tập đến đây Xem trận chiến của Hàn Lập và Phong Vô Trần. Trong mấy người, thương thế nặng nhất chính là Đồ Cương đã giao thủ với Đoạn Thông cùng Dịch Lập Nhai giao thủ với Phong Vô Trần. Hai người này đều phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể leo lên khán đài ngồi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diêu Ly nhìn về phía đài chịu khôn, nơi giao đấu của Hàn Lập, ánh mắt lơ lửng bất định. Ban đầu ở Thanh Dương Thành, bên trong huyền đấu trường, khi gặp Hàn Lập lần đầu tiên, vậy mà nàng nhìn không ra người này có gì đáng khen nhưng một gã nhân tộc có tướng mạo bình thường lại được cốt thiên tầm coi trọng. Hiện tại xem ra, đích xác là bản thân không có mắt nhìn người, vị lệ đạo hữu này mạnh hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều, không lạ khi cốt thiên tầm sớm nhắc nhở nàng dù không thích cũng không được kết thù, chọc tức hắn. Độc long đạo hữu, người cảm thấy lệ đạo hữu có mấy phần thắng, siêu ly hỏi độc long ở bên cạnh. Độc long ở bên cạnh nghe hỏi có chút lúng túng, lướt qua dịch lập nhai rồi nói, cái này, thật đúng là khó nói, Lúc trước tại Thanh Dương thành vị lệ đạo hữu này cũng đã che giấu thực lực, vì vậy ta cũng không nhìn ra. Hừ, ẩn giấu thực lực thì như thế nào? Chính cốt thiên tầm cũng chưa hẳn là đối thủ của Phong Vô Trần, bằng hắn mà muốn thắng sao? Si tâm vọng tưởng, tâm tình dịch lập nhai cực tệ, Hừ lạnh nói. Ha ha, bản thân đánh không lại liền nói người khác cũng đánh không lại, lệ đạo hữu có thắng hay không ta không biết, nhưng cốt đạo hữu nhất định có thể thắng được gã Phong Vô Trần này, Diệu Ly sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng không để nang chút nào diễu cợt nói cốt đạo hữu trước phải thắng phương thiền rồi hãy nói chuyện khác dịch lập nhai khinh thường nói diệu ly nghe vậy lập tức cứng họng cảm thấy tức giận nhưng không cách nào phát tiết được năm đó cốt thiên tầm chính xác là bại bởi phương thiền hôm nay muốn thắng chỉ sợ rất khó hai vị không nên tranh chấp nữa hai trận huyền đấu đã bắt đầu rồi độc long ho nhẹ một tiếng nhắc nhở diệu ly hử lạnh một tiếng im lặng lần này ta cũng muốn xem ngươi còn may mắn nữa hay không dịch lập nhai thấp giọng lầm bầm giải đạo nhân cũng ngồi trong đám người đi xem cách xa đám người độc long một chút gã nghe được dịch lập nhai nói lông mày cau lại quay đầu khẽ liếc qua lắc đầu cười khẽ hai tòa huyền đấu càn khôn tương đối xa bốn gã huyền đấu sĩ tham chiến đều đã đứng lên theo hiệu lệnh của hai gã trọng tài tiếng hoan hô dần nhỏ lại đài chữ càn chu tử nguyên mọc một bộ cốt giáp trắng như tuyết tay nắm một cây cốt trường thương phía trên lập lòe hào quang hiển nhiên ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng lớn, chính là một kiện tinh khí cực kỳ cường đại. Cách xa gã trên đài là một người có thân hình to lớn, cao khoảng hai trượng, cơ bắp nhô cao, toàn thân mọc một tầng lông tơ màu xanh, thoạt nhìn người này giống như một đầu thanh viên, cũng là xuất thân từ huyền thành. Cánh tay phải y được bao bởi một cái bao tay bằng xương, tựa hồ làm từ loại da thú nào đó, khảm nạm từng khối tinh cốt lớn nhỏ, tuy rằng không đạt tới cấp bậc tinh khí, nhưng có vẻ uy lực cũng không tầm thường. Trọng tài bắt đầu đọc quy tắc, rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu, sau đó thối lui ra khỏi huyền đấu đài. Giống. Chỉ nghe cận công phát ra một tiếng gầm như dã thú, song quyền nắm chặt, dậm mạnh chân. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa hơi chấn động, toàn thân cận công lập tức sáng lên, hơn 80 huyền khiếu, một cỗ cường khí mạnh mẽ xông thẳng ra, càn quét về bốn phương tám hướng. Bao tay ở tay phải y cũng sáng lên một mảnh hào quang, lưu quang hội tụ ở đầu quyền, chiếu sáng rực rỡ đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, khí thế tiết ra ngoài nhiều chỉ làm tổn thất uy lực của bao tay, ngoại trừ có chút đẹp đẽ, chẳng có tác dụng gì." Chu Tử Nguyên Lạnh lùng, đứng xem một màn này, mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở. Cận Công nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hít sâu một hơi, cương khí bên ngoài thân lập tức thu liễm rất nhiều, thoạt nhìn giống như hậu kinh không đủ, đột nhiên như không còn khí lực. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt, có thể nhìn ra phiến tinh quang trên bao tay của y trở nên ngưng thực nội liễm hơn rất nhiều như vậy mới được đáng tiếc vẫn còn chưa đủ chu tử nguyên thấy thế gật đầu nhẹ nhưng lại lắc đầu nói cận công nghe xong trên mặt hiện lên vẻ đắng chát hai người bọn họ giống như đang luận bàn đọ sức thường ngày chứ không phải giao đấu trên huyền đấu trường chu tử nguyên thì chỉ điểm cận công tu luyện thoạt nhìn hết sức tự nhiên không có chút nào khác thường cả tốt rồi như vậy ổn rồi tới đây đi sau một lúc lâu chu tử nguyên mới nói ra gã nói xong cận công mới gật đầu nhẹ chân đạp từng bước xông thẳng tới. Trên khán đài, người xem thấy thế lập tức hơi im lặng, nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Bên kia, Hàn lập cùng Phong vô Trần vẫn còn đang giằng co. Phong vô Trần mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong tay vẫn là chuôi liễu diệp tế kiếm, gã nghiêng người đứng, có vài phần xuất trần, khiến cho người xem trên khán đài trầm trồ khen ngợi. Hàn lập thì mặc một bộ hắc y ngắn gọn, hai tay hơi lồng vào trong tay áo, nửa khép nửa mở đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn rất bình thản không hề hồi hộp trước khi động thủ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng quỳ xuống xin tha thứ bằng không đợi lát nữa muốn mở miệng xin cũng không được phong vô trần nhàn nhạt mở miệng sắc mặt lạnh lùng muốn đánh cứ đánh không cần nói nhảm quá nhiều hàn lập vừa cười vừa nói tốt chính là ngươi muốn chết không được trách người khác a à, thần sắc phong vô trần lạnh lão nói vừa dứt lời dưới chân gã sáng lên hơn mười huyền khiếu hai chân đồng thời nhảy lên trong nháy mắt thân hình tựa hồ biến mất ngay tại chỗ mọi người ở khán đài xung quanh xem không kịp đều hoa mắt phát ra một tiếng hô kinh hãi hào quang trong mắt hàn lập trở nên rạng rỡ hắn thấy rõ ràng vô cùng trong nháy mắt hắn cũng chuyển động chỉ thấy trên hai chân hắn các huyền khiếu cũng sáng lên phụ hóa phi thăng công được vận chuyển chân hắn trở nên mơ hồ thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ ngay khi thân hình hàn lập vừa biến mất chỗ hàn đứng trước kia truyền đến một hồi tiếng nổ đùng đùng mấy trăm đạo kiếm quang liễu diệp dài nhỏ trắng như tuyết ngay tại chỗ quấy nổ bề ra phong vô trần vừa mới hiện thân cũng không dừng lại cấp tốc đuổi theo hướng hàn lập vừa chạy lại một kiếm nữa vừa nhanh vừa tàn khốc đâm ra vô số lực lượng tinh thần ngưng tụ thành kiếm quang tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt trong nhất thời trên huyền đấu đài hai bóng người mơ hồ người đuổi ta né chớp lên liên tục kiếm quang nổ đùng như pháo vang lên không ngớt mới đầu thì rất náo nhiệt nhưng quá nhiều lần lại trở nên không thú vị mọi người trên khán đài nhao nhao quát lên phản đối phong vô trần dừng bộ pháp ngừng lại hai mắt như muốn phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa nơi đó hàn lập cũng ngừng lại lúc đầu gã tự tin lấy tốc độ bản thân cũng đủ để đánh giết hàn lập kết quả không ngờ tốc độ của hàn lập cũng không chậm gã dù miễn cưỡng tăng tốc cũng không có ý nghĩa một mực tránh né có gì là bản lĩnh phong vô trần cười khẩy nói một mực đuổi không kịp cũng được coi là bản lĩnh sao mặt hàn lập không biểu tình vừa cười vừa nói người thối lắm phong vô trần giận tím mặt hai tay cùng lúc bắt lấy chuôi kiếm phần hai bên trái phải chia ra thành hai thanh trường kiếm lá liễu hai tay y lắc nhẹ hai cánh tay cộng thêm hai thanh trường kiếm đều lay động như liễu yếu trước gió hai thanh trường kiếm trong tay y liên tục lay động lại giống như cành liễu chập trờn từ đó chia ra từng trạc cây mọc đầy lá liễu tươi tốt vô số kiếm quang màu trắng tô điểm trên đó khiến lá liễu càng thêm tươi tốt hàn lập thấy vậy đồng tử hơi co rụt lại nhưng thân hình không dám tùy tiện động trước và lúc này hai tay phong vô trần đột nhiên quất xuống mấy trăm đầu lực lượng tinh thần ngưng tụ thành cành liễu quất xuống vô số kiếm quang dày đặc lập tức như lá liễu theo gió mà lên phô thiên cái địa nổ bắn về phía hàn lập lông mày hàn lập không khỏi nhảy lên mũi chân điểm xuống mặt đất muốn lướt ngược về sau nhưng thân hình của hắn vừa mới khẽ động kéo theo khí lưu quanh người thay đổi vô số kiếm quang lá liễu giống như được gió dẫn tới tốc độ tăng vọt gấp mấy lần lao thẳng tới mắt thấy lá liễu đầy trời sắp phủ xuống tựa như một trận kiếm quang loạn vũ rơi xuống không cẩn thận một chút sẽ rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Ngoài dự kiến của phong vô trần là, trên mặt hàn lập cũng không lo lắng chút nào. Chỉ thấy một thứ lồng trong tay áo phải của hắn chậm rãi đẩy ra, tiểu thuẫn màu trắng bay vút ra từ tay áo, dựa vào một cỗ lực lượng tinh thần và khí tức huyết mạch dẫn dắt giúp nó lơ lửng cách người hắn ba thước. Tiểu thuẫn màu trắng rung động mạnh không thôi, bên ngoài được khắc 18, miếng đồ án tinh thần hào quang rạng rỡ, lập lòe không thôi, phía trên giống như có một cỗ lực lượng bị áp chế từ lâu không thể thoát ra được ngao trong nháy mắt kiếm quang lá liễu vung đầy trời dường như có một tiếng long ngâm như ẩn như hiện vang lên quang mang tinh thần màu trắng trên tiểu thuẫn tăng vọt một tầng huyễn quang màu trắng đột nhiên phát ra từ đó hóa thành một tầng màn sáng tinh thần tựa như ảo mộng bao phủ bên ngoài thân hàn lập phanh 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 một trận tiếng nổ giống như bão tố vang lên vô số kiếm quang lá liễu từ bốn phương tám hướng phủ xuống đập trên màn sáng tinh thần kia, gây nên từng trận dao động không gian kịch liệt. Lập tức màn sáng tinh thần không ngừng rung mạnh, quang mang tinh thần bên ngoài nhanh chóng tiêu tán như khói. Theo đó toàn bộ màn sáng cũng có rút về trước người Hàn Lập, vốn cách cơ thể một trượng giờ chỉ còn lại hơn ba thước. Phong vô trần thấy thế, khoái miệng cong lên một vòng cười lạnh. Thần sắc Hàn Lập vẫn tự nhiên như cũ, căn bản không có nửa điểm lo lắng. Chỉ thấy tay trái hắn chắp sau lưng, tay phải bỗng đưa ra phía trước, năm ngón tay mở mạnh ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng ngay sau đó chỉ thấy quang điểm trên người hắn không ngừng lóe sáng huyền khiếu trước đó chưa từng lộ ra trước người khác giờ không ngừng sáng lên từng cái một năm mươi bốn bảy mươi hai tám mươi lăm chín mươi chín thẳng đến khi huyền khiếu thứ một trăm ba mươi tám trên người hàn lập sáng lên trong nháy mắt mặt trên tinh đấu thuẫn nhìn như từng bước bị áp chế lui về phía sau giống như vật đổi sao rời mười tám chỗ đồ án tinh thần chớp liên tục một đạo long ảnh từ đó đột nhiên hiển hiện giữa hư không ngao một tiếng long ngâm vang lên long ảnh dường như được tinh quang ngưng tụ thành xông ra từ trên tinh đấu thuẫn nó đột nhiên biến lớn gấp trăm lần xoắn quanh thân thể hàn lập một bước lên trời long ảnh cuốn lên khiến không gian chấn động kịch liệt hóa thành một vòng xoáy cường đại cuốn về bốn phương tám hướng toàn bộ những kiếm quang lá liễu rơi xuống đầy trời lập tức bị bắn ra liên tiếp nứt vỡ giữa không trung hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán mất toàn trường một mảnh xôn xao điệu cười nơi khoái miệng của phong vô trần cũng cứng đờ 138 huyền khiếu. Một tay Diêu Ly khẽ che miệng, kinh ngạc kêu lên. Làm sao có thể? Hai mắt độc long trợn lên, cũng theo đó lộ ra thần sắc kinh hãi. Dịch lập nhai thấy thế, tay giấu trong tay áo đột nhiên nắm nhanh lại, sắc mặt trở nên phức tạp dị thường. Trên đài chữ cấn, tú quyền cốt thiên tầm nắm chặt, khóe miệng không khỏi hiện lên chút ý cười. Trên đài cao, thần kinh luôn căng thẳng của thần dương thoáng buông lỏng vài phần, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí thân thể nhích lại chỗ tựa lưng trên ghế đá phía sau y luôn biết hàn lập ẩn tàng không ít thực lực nhưng rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu thần dương cũng không rõ thậm chí hàn lập biểu hiện lần lượt khiến thần dương cũng sinh ra một loại ảo giác giống như chỉ cần hàn lập nguyện ý huyền khiếu liền có thể liên tục tăng lên vị lệ đạo hữu này rất am hiểu ẩn giấu thực lực nha thẳng đến lúc này mới triển lộ ra thực lực ngược lại khiến người ta kinh ngạc ách quái thay thế lông mày khẽ nhướng lên cười nói ách thành chủ chê cười rồi vị lệ đạo hữu này giống cốt thiên tầm đạo hữu đều là lực lượng trung kiên của thanh dương thành ta thần dương không giải thích nhiều nói khụ dấu đầu lòi đuôi như vậy sẽ không phải là gian tế khôi thành phái tới chứ thần thành chủ cũng đừng vì nhỏ mất lớn khiến người khác lọt vào âm mưu à tần nguyên ho nhẹ một tiếng quái gở nói tần thành chủ không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung nếu không đừng trách thần mỗ sao không khách khí sắc mặt thần dương phát lạnh âm thanh lạnh lùng nói khụ khụ ta cũng muốn nhìn một chút xem thần thành chủ không khách khí thì thế nào chẳng lẽ muốn động thủ ở đây sao tần mỗ đương nhiên phụng bồi ngư khí tần nguyên bất thiện nói hai người phù kiên và tôn đồ thấy thế không nói lời nào một bộ dạng tọa sơn quan hồ đấu mà lục hoa phu nhân từ đầu đến cuối cũng không nhìn thần dương và tần nguyên chẳng qua ánh mắt không chớp nhìn về phía thân ảnh trên đài chữ khôn kia hồ đồ thanh âm ách quái chuyển lạnh đột nhiên lên tiếng cùng lúc đó huyền khiếu trên thân gã cũng không sáng lên nhưng lại có một cỗ uy áp cường đại vô hình phóng ra dường như trong nháy mắt từ một hán tử thôn giã dung mạo tầm thường biến thành một đế vương khiến trăm vạn người quỳ dạp thần dương và tần nguyên cũng không tính động thủ gần như đồng thời thu khí tức vào nói ách thành chủ bớt giận ách quái nghe vậy duy trì một lát thần sắc bỗng thả lòng xuống nói tần nguyên đạo hữu chỉ trêu đùa thần dương đạo hữu chớ để trong lòng trong thành ngươi có lương tướng như vậy cũng là phúc của huyền thành chúng ta lời ách thành chủ nói rất đúng đám người tôn đồ nghe xong, nhao nhao lấy lòng nói. Lục hoa phu nhân không thèm để ý chút nào với náo nhiệt bên người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh trên đài chữ khôn. Trên thực tế, giờ phút này đại đa số ánh mắt mọi người đều tập trung về bên này, dù sao so với đài chữ càn thi đấu cùng thành bên kia, chém giết nơi đây rõ ràng mang theo mùi thuốc súng, thoạt nhìn càng thêm kịch liệt đã hiền. 138 huyền khiếu, vậy thì sao? Phong vô trần cười mỉa mai một tiếng, thân hình lóe lên, không đứng nguyên tại chỗ công kích mà di chuyển nhanh quanh người Hàn Lập, tùy thời tìm sơ hở trong phòng ngự của hắn. Trường kiếm hai tay y vũ động không ngừng, kiếm thế càng thêm hung hiểm hơn trước, kiếm quang lá liễu càng thêm dày đặc đầy trời, quy lực cũng tăng mạnh không ít, nhưng phòng ngự của Hàn Lập vẫn cẩn thận chặt chẽ, căn bản không có hiệu quả. Sắc mặt phong vô Trần càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, thân hình của y vội dừng lại, hơn 150 chỗ huyền khiếu trên người liên tục sáng lên trên tế kiếm như lá liễu trong tay sáng lên tinh quang rạng rỡ từ đó hiện ra vô số phủ văn giống như tinh thần ngay sau đó chỉ thấy một vòng sóng ánh sáng chói mắt màu trắng dập dờn hiện ra trên tế kiếm từng đạo tinh quang màu trắng buông xuống giữa không trung giống như vạn sông quy hải tụ về phía tế kiếm lá liễu phát ra tiếng run rẩy ông ông hàn lập liếc một cái đã nhận ra chiêu này chính là chiêu lung trụ thuật trọng thương dịch lập nhai trước đó thần sắc có chút nghiêm túc lại đi chỉ nghe phong vô trần khẽ quát một tiếng tay trái vung lên chuôi tế kiếm lá liễu lập tức rời tay bay ra hóa thành một đạo quang nhận vô cùng sáng chói nổ bắn về phía hàn lập quang nhận lướt qua hư không vang lên không ngừng đúng là tiếng sụp đổ không ngừng so với trước kia không biết uy lực mạnh hơn bao nhiêu lần hàn lập thấy thế quang mang trên 18 chỗ huyền khiếu do luyện đại lực kim cương quyết trên hai tay phát ra mạnh mẽ hai tay giơ trưởng đầy mạnh ra hào quang trên tinh đấu thuẫn phát ra mãnh liệt sáng như tuyết lại như phòng to thêm vài phần, nghênh đón quang nhận màu trắng. ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vài kẽ nứt màu đen giống như mạng nhện hiện ra từ hư không, nơi quang nhận màu trắng va chạm với tinh đấu thuẫn tinh quang nóng rực, còn mạnh hơn liệt hỏa, nổ tung về bốn phía. Âm thanh xì xì không ngừng truyền tới, theo đó một tiếng rắc vỡ vụn rất nhỏ truyền ra. Hai mắt hàn lập sáng, như đuốc, liếc mắt thấy giữa 18 chỗ đồ án tinh thần trên tấm thuẫn hiện lên một vết nứt nhạt, mảnh như sợi tóc. Theo vết nứt này, cả mặt tinh đấu thuẫn lập tức phóng xuất ra màn sáng tinh thần rung động mạnh không thể bảo vệ cả người hắn bên trong giống như trước bốn phía bắt đầu xuất hiện từng lỗ thủng hoặc lớn hoặc nhỏ trong mắt phong vô trần hiện lên vẻ vui mừng trường kiếm tay phải tiếp tục lay động như cành liễu lập tức vô số kiếm quang lá liễu bắn ra từ trên đó hóa thành một trận kiếm vũ cuồng bạo dày đặc ngang tàng đập xuống phía hàn lập màn sáng tinh thần cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ hơn trăm đạo kiếm quang từ trên rơi thẳng xuống Tức thì quần áo hàn lập bị đâm rách thành từng lỗ nhưng mà xuyên qua quần áo rách nát bên ngoài cơ thể hàn lập sáng lên một tầng chân cực chi mô lóng lánh dưới sự cắt chém của kiếm quang lá liễu vẫn hoàn hảo bảo vệ cơ thể hắn không bị xé nứt phong vô trần khinh thường cười nhạo một tiếng vốn hai tay cầm kiếm đổi thành một tay 160 huyền khiếu toàn thân sáng lên trên trường kiếm trong tay cũng rung động len keng từ trong hiện ra từng quan điểm sáng ngời tinh khiếu hàn lập thấy thế trong lòng khẽ động nhờ thần dương giải thích sau đó lúc tế luyện tinh đấu thuẫn hắn mới biết trên tinh khí còn có tinh khiếu tồn tại bạn đang xem phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé giống như người có huyền khiếu số lượng tinh khiếu nhiều hay ít đại biểu cho cấp bậc cao thấp của tinh khí tinh khiếu càng nhiều lực lượng, lượng tinh thần ẩn chưa trong tinh khí càng cường đại nhưng cũng càng khó tế luyện hơn mà khi tu sĩ tế luyện tinh khiếu vượt mức phù hợp sử dụng tinh khí cũng đạt đến tình trạng tự nhiên như điều khiển cánh tay đến lúc đó tinh khiếu trên tinh khí giống như huyền khiếu của tu sĩ trở thành lực lượng tăng lên trụ cột tinh khí tổng cộng 18 tinh khiếu trên tinh đấu thuẫn vì thời gian hàn lập tế luyện ngắn ngủi trước mắt cũng chỉ có thể thúc giục 8 tinh khiếu trên đó hiển lộ uy năng đương nhiên còn xa mới bằng phong vô trần đã hoàn toàn luyện hóa tế kiếm lá liễu chỉ thấy trên trường kiếm trong tay y có 21 chỗ tinh khiếu phóng quang minh, nhờ đó khí tức trên người cũng tăng mạnh, dường như trong mắt cũng thêm vài phần cuồng nhiệt. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình y chấp động một cái, trong nháy mắt đã tới trước người Hàn Lập. Trường kiếm trong tay y từ một góc độ quỷ dị phía dưới bên phải nghiêng về phía trước, chật đâm về phía phần bụng yếu hại của Hàn Lập. Lúc trước trên tinh đấu thuẫn đã xuất hiện nhiều điểm sơ hở, đây là một điểm trong đó. Một chiêu này của phong vô trần vừa nhanh lại tàn nhẫn, làm Hàn Lập có loại cảm giác muốn tránh cũng không thể tránh được. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, bàn tay chợt co gấp lại dùng tấm thuẫn trước mặt đón đỡ mũi kiếm âm hiểm kia mắt thấy cả hai sắp chạm vào nhau cổ tay phong vô trần bỗng nhiên run lên liễu diệp tế kiếm trong tay sáng lên mảng lớn đồ án tinh thần mũi kiếm trong nháy mắt tựa như to lên gấp đôi quanh thân bao phủ ánh sáng hình răng cưa chạm kích lên viền dưới tấm thuẫn két một tiếng giòn vang vết dạn trên tiểu thuẫn màu trắng lập tức mở rộng ra muốn nứt toác ra mi tâm hàn lập nhăn lại quyết định thật nhanh vỗ vào tinh đấu thuẫn toàn bộ cơ thể dựa thế lui về phía sau tiếp đó lướt lên cao ngay sau đó phanh một tiếng vang lên tinh quang trên tiểu thuẫn màu trắng tối sầm lại bỗng nhiên nổ tung một đạo kiếm quang phóng lên trời hầu như dán vào chóp mũi hàn lập đang nhảy lên trên không lần này xem người tránh chỗ nào thấy hàn lập lướt lên cao trong mắt phong vô trần hiện lên một nụ cười âm mưu đã thực hiện được dưới chân đạp mạnh một cái trên mặt đất thân hình như mũi tên bắn thẳng lên cách hàn lập gần trăm trượng chỉ thấy huyền khiếu quanh thân gã cùng tinh khiếu trên thân kiếm đồng thời sáng lên toàn thân giống như được một tầng ánh sáng bao bọc một kiếm chém ra quanh thân bao phủ hết thảy lực lượng tinh thần trong nháy mắt tụ đến trên thân trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang cực kỳ trói mắt nổ bắn ra khoảng cách giữa hai người đã rất gần kiếm quang này lại mau lẹ tới cực điểm hàn lập liền sử dụng một chiêu thiên cân trụy làm cho thân hình hạ nhanh xuống nhưng căn bản cũng không kịp né tránh mắt thấy sẽ bị một kiếm xuyên thủng người xem trên khán đài thét lên một tiếng kinh hãi. Nguy rồi! Thần Dương một mực quan sát tình huống bên này, kinh hãi không thôi, đám người tần nguyên thì thần sắc nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào. Chiều này chỉ sợ là tránh không khỏi rồi. Cốt thiên tầm không khỏi thở dài một tiếng. Tâm tình dịch lập nhai phức tạp, sau này y đã biết rõ thực lực hàn lập mạnh hơn mình, nên y cũng chẳng muốn hàn lập thất bại. Ngược lại có chút hy vọng hắn có thể chiến thắng phong vô trần, đáng tiếc thế, sự lại luôn không như ước nguyện lông mày giải đạo nhân nhíu chặt im lặng không nói gì trong thế nghìn cân treo sợi tóc nghĩ là làm ngay huyền khiếu trên hai chân hàn lập đều sáng lên hắn thúc giục vũ hóa phi thăng công đến cực hạn mở ra 18 chỗ huyền khiếu lập tức lực lượng tinh thần dâng lên tỏa ra thậm chí có cảm giác như thực chất chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục hai chân hàn lập bỗng nhiên dẫm mạnh trong hư không vốn tựa như không thể nào mượn lực từ hư không vậy mà cứng rắn bị hắn đột nhiên phóng xuất ra lực lượng tinh thần áp xúc chấn động Hắn lại mượn cỗ lực phản chấn này, thân hình đột nhiên nghiêng đi, cưỡng ép cải biến phương hướng. Trong thế suýt xảy ra tai nạn, trong nháy mắt cuối cùng hắn lại hiểm hiểm tránh khỏi một kiếm của Phong Vô Trần vốn nhất định phải trúng. Làm sao có thể? Phong Vô Trần thấy thế, kinh hô một tiếng. Trên khán đài vang lên thanh âm ủng hộ như núi thở biển gầm, tiếng kinh nghi cũng nổi lên bốn phía trên đài cao. Thần Dương thở dài một hơi, còn thần sắc Tần Nguyên lại trở nên khẩn trương lên. Tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng có chút ý tứ a à. lục hoa phu nhân gật đầu nhẹ âm thầm trầm ngâm nói thần sắc trên mặt ách quái không có chút biến hóa nào chỉ bình tĩnh nhìn một màn trên đài chữ khôn còn đài chữ càn bên kia vốn là trận huyền đấu nhạt nhẽo như nước hầu như không ai chú ý tới nguy cơ hàn lập được giải trừ hắn cũng không trốn chạy nữa ngược lại thân hình chuyển một cái trực tiếp đạp không bổ nhào thẳng đến hướng phong vô trần lần này đổi cho ngươi tiếp ta một chiêu hàn lập quát lớn một tiếng tiếng nói hạ xuống trên người hắn lại lần nữa rung động phanh phanh huyền khiếu trên người liên tục sáng lên số lượng vậy mà xông thẳng đến 180 chỗ lần này đừng nói là khán giả bình thường trên khán đài chính là đám người trên đài cao cũng đã có vẻ ngồi không yên thần sắc từng người đột biến nhìn lại hướng hàn lập bên này hàn lập mạnh mẽ đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ ngay cả quái một mực thần sắc lạnh nhạt lúc này lông mày cũng hơi gầy nhẹ một chút không ai biết ánh mắt liếc nhìn thần dương một cái tựa hồ muốn từ trên mặt gã nhìn ra một chút gì đó thần dương tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt ách quái ánh mắt đón nhận đối phương cũng mỉm cười thật ra gã đồng dạng cảm thấy tâm thần rung động mạnh nhưng vẫn dựa vào tố chất tâm lý cường đại áp chế hết thảy khiếp sợ trong lòng làm ra bộ dạng đã sớm biết rõ thực lực của hàn lập trên đài chữ khôn phong vô trần nhìn rậm rạp chẳng chịt huyền khiếu trên thân hàn lập trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi nhưng nước đã đến chân gã đã không cách nào tránh nữa, cũng quyết không thể tránh. Chỉ có được ăn cả ngã về không, dù hy sinh một chút cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến đây, phong vô Trần cuồng loạn gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên ra một chiêu, một chuôi Liễu Diệp Tế kiếm khác cũng bay vụt quay về, hợp nhất với thanh trường kiếm kia, mặt ngoài sáng lên hơn 40 tinh khiếu, từ trong tuôn ra một cỗ lực lượng tràn đầy tinh thần. Cùng lúc đó, 168 chỗ huyền khiếu trên người gã cũng tỏa sáng hào quang, hầu như tất cả lực lượng đều vận chuyển tuôn ra thuận theo thân trưởng kiếm điên cuồng phóng ra hóa thành một thanh tinh quang cự kiếm ngưng tụ lực lượng tinh thần nghênh đón hàn lập lúc này hàn lập lại rất bình tĩnh hắn yên lặng vận chuyển thiên sát chấn ngục công bạch quang lưu chuyển quanh thân thân thể ở giữa không trung bày ra một tư thế vô cùng cổ quái thân hình đảo ngược xuống phía dưới huyền khiếu trên tay phải sáng lên giày đặc hào quang dạng rỡ dựng thẳng lên một trường đẩy mạnh xuống phía dưới chỉ thấy tốc độ bàn tay đẩy xuống không nhanh không chậm lòng bàn tay đè xuống dưới một tấc hư không bốn phía liền bị lõm xuống mảng lớn phiến không gian xung quanh bị ép ngược ra chính giữa dần dần có âm thanh như sấm là thanh âm do hư không bị nghiền nát trong nháy mắt cả hai sắp va chạm bàn tay của gã vừa vặn đưa ra vu trần không thể sắc mặt tần nguyên đại biến thân hình mạo khởi vội vàng quát lớn nhưng giờ khắc này đã trễ bàn tay hàn lập đã đụng vào mũi kiếm phong vô trần tạch 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 một hồi thanh âm liên tục vang lên không ngừng chuôi tinh quang cự kiếm đứt gãy từng khúc nổ tung vỡ nát ra hóa thành vô số tinh phấn trắng muốt tiêu tán ra tiếp đó hai thanh liễu diệp trường kiếm trong tay phong vô trần cũng dạn nứt ra từng khúc biến thành mảnh vỡ một trường hàn lập xuyên qua thân kiếm đánh lên vai phong vô trần trang phục bên ngoài phong vô trần trong nháy mắt bạo liệt ra trên thân vẫn còn mặc một bộ áo giáp màu trắng tạo hình cổ xưa phía trên có vô số tinh quang nhẹ nhẹ phun ra hóa thành một màn sáng hộ thể ngăn chặn bàn tay hàn lập chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tầng màn sáng kia ầm ầm nổ tung áo giáp trên người phong vô trần cũng theo đó nứt toác ra đầu vai cùng cánh tay bên phải đồng thời nổ tung thành một đoàn máu tươi đỏ thẫm trói mắt bắn ra tung tóe triệt để nát bấy phía sau lưng gã cũng chấn động ầm ầm tóc dài rối tung khóe miệng phun máu tươi cuối cùng triệt để ngất đi toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó chấn động ầm ầm phía ngoài bởi vì có đại lượng tinh cốt phòng hộ gia trì bao phủ lên một mảnh hào quang mông lung đài thi đấu dù chưa trực tiếp nổ bề ra nhưng cũng đã trực tiếp lóm xuống ba thước phía trên sinh ra vô số vết dạn như mạng nhện hàn lập vẫn còn nhớ kỹ lúc trước cốt thiên tầm nhờ và hắn tay phải chợt nắm chặt quyền phóng một bước về phía phong vô trần tên nhãi xanh ngươi dám một tiếng hét to vang lên từ trên cao một đạo nhân ảnh rơi thẳng xuống nguyên bản huyền đấu đài lung lay sắp đổ liền vang lên tiếng ầm ầm hóa thành vô số đá vụn rơi là tả hàn lập chăm chú nhìn lại đã thấy Tần Nguyên đang mặt tràn đầy tức giận nhìn về phía hắn, sát ý trong mắt nồng đậm, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, lại có mấy đạo lưu quang từ trên cao rơi xuống, đúng là đám người ác quái, tất cả đều bay xuống. Vừa tiếp đất, Thần Dương lập tức đứng ở bên cạnh Hàn Lập. Ách thành chủ, đối thủ còn chưa nhận thua, trận huyền đấu này vẫn không thể coi là xong a, à. không biết Tần Nguyên thành chủ làm vậy là có ý gì. Hàn Lập chắp tay thi lễ, biết mà còn hỏi. Lệ đạo hữu cao hơn một bậc, dĩ nhiên là đã thắng không bằng khoan dung độ lượng tha cho hắn một lần được chứ ách quái ôn hòa cười cười mở miệng nói ra thành chủ đại nhân đã mở miệng vãn bối không dám chối từ hàn lập thu liễm chiến ý cả người thối lui ra sau lưng thần dương một chút tần nguyên cúi người ôm phong vô trần vào trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu đen đổ từ trong ra mấy viên đan dược màu đỏ đút vào trong miệng gã sau đó bế gã lên ách thành chủ xin phép ta đi trước một bước lúc này tần nguyên chẳng ho khan một tiếng nào mở miệng nói ra đi đi ách quái gật đầu nhẹ nói ra mọi người trên khán đài bị một màn bớt thình lình này khiến cho không biết phải làm sao lúc này mới kịp phản ứng có người dẫn đầu hư thanh liền nổi lên bốn phía nhao nhao biểu đạt thái độ bất mãn đối với việc tần nguyên cắt ngang trận đấu lo lắng sẽ bị loạn việc này tần đạo hữu làm sai chỉ có điều cũng hợp tình lý sau đó ta sẽ nói hắn đền bù tổn thất cho thanh dương thành các người ách quái không để ý đến phản ứng trên khán đài nói với thần dương cùng hàn lập đa tạ ách thành chủ thần dương vội ôm quyền nói ra hàn lập cũng cùng theo đó chắp tay tốt rồi trận tỉ thí kế tiếp còn phải tiếp tục đừng để ảnh hưởng đến đằng sau ách quái dứt lời quay người nhảy lên một lần nữa về lại trên đài cao tôn đồ cùng phù kiên liếc nhau trong mắt hai người cùng hiện lên một tia ý vị không hiểu cũng theo đó quay trở về đài cao lệ đạo hữu khổ cực rồi một trận chiến này của ngươi thành danh rồi trước thành chủ của thần mũ coi như an tâm ngồi thêm phân nửa rồi sau tất có hậu báo thần dương âm thầm truyền âm nói ra không sao là hắn khiêu khích ta trước ta mới ra tay tàn nhẫn với hắn một chút không gây phiền toái cho thần dương đạo hữu là tốt rồi hàn lập cười trả lời lệ phi vũ lệ phi vũ từng tiếng giao hỏi nhiệt liệt vang vọng toàn bộ tu la trường bên kia đài chữ càn bởi vì bị giữa đài cao ngăn cản không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể bên này mà chu tử nguyên cùng cận công đánh nhau nửa thật nửa giả nhưng đối với động tĩnh của trận đấu bên này của hàn lập gã vẫn cẩn thận lắng nghe giờ phút này thấy bên kia đã kết thúc gã nơi đây cũng không muốn kéo dài nữa chỉ đưa tay đánh ra một quyền liền đánh tu sĩ huyền thành cận công rớt xuống huyền đấu đài trong cả quá trình căn bản không sử dụng cốt thương trắng như tuyết trên tay hai cuộc chiến đấu một trận bình thản một trận sục sôi vô cùng thê thảm cuối cùng cũng hạ màn qua ước chừng hai canh giờ sau hai trận huyền đấu khác lại tiếp tục tiến hành trên đài đấu chữ càn không bị ảnh hưởng gì vẫn có thể tiến hành như thường nhưng cốt thiên tầm cùng phương thiền giao chiến ở đài chữ khôn lại bởi vì một hồi huyền đấu vừa rồi gây tổn hại nghiêm trọng tạm thời không thể sử dụng trận huyền đấu của hai người bọn họ đành phải đổi qua đài chữ cấn trên đài chữ cấn cốt thiên tầm cùng phương thiền đứng đối đầu nhau tại vòng thứ ba huyền đấu sĩ đứng đầu hai thành đã gặp nhau quyết đấu tự nhiên làm mọi người hết sức chú ý bốn phía khán đài cơ hồ không còn chỗ ngồi tất cả mọi người đều trông ngóng trở thấy phong độ của hai người. Ở dưới đài, Hàn Lập đã tìm một chỗ tương đối ít người, lặng lặng nhìn lên trên đài. Phương Đạo Hữu, qua trận chiến năm đó tiểu nữ, đã thu hoạch được rất nhiều ích lợi, vốn tưởng rằng phải tiến vào vòng bốn mới có thể gặp được ngươi. Không ngờ bây giờ đã có thể cùng ngươi phân cao thấp rồi. Cốt thiên tầm nhìn Phương Thiền, trên mặt không vui không buồn, nói từng chữ từng câu. Ừ, có thể tranh cao thấp cùng cốt đạo hữu, Phương Mỗ cũng thật cao hứng. Phương Thiền giờ phút này đã hoàn toàn không còn bộ dạng ngu ngơ ngây ngốc nữa. Hai mắt đại thịnh tinh quang, toàn bộ người ngẩng cao tản mát ra chiến ý. Bắt đầu, trọng tài một bên liếc nhìn hai người, cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, cốt thiên tầm đạp mãnh liệt một cái lên mặt đất dưới chân, ầm ầm một tiếng trầm đục, mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Thân hình của nàng giống như tên bắn ra từ nỏ, trong nháy mắt liền bay qua khoảng cách vài chục trượng, đến trước người phương thiền, nắm đấm nhỏ nhán xinh xắn trắng. Nhiều tuyết hạ xuống hung hãn tấn công trước phía trên cánh tay của nàng sáng lên chi chít hai ba mươi huyền khiếu một cỗ lực lượng cường đại vô hình bỗng nhiên bộc phát ra không khí trong phạm vi mấy trượng trong nháy mắt bùng nổ bắn ra như tiếng ngựa hí đáng sợ uy thế so với cái ngày đối mặt đỗ thanh dương còn muốn lớn hơn nhiều xa xa trên đài cao thần dương thấy cảnh này lông mày cũng nhíu một cái phương thiền có thiên phú đặc biệt không những có loại sóng âm công kích mà lực lượng thân thể cũng cực kỳ cường đại trong số người ở hội võ nam thành gã chỉ kém huyền thành chu tử nguyên có điều tốc độ hơi chậm chạp một chút cốt thiên tầm tấn công chính diện như thế không khác gì lấy ngắn kích dài nên triển khai thân pháp tìm chỗ sơ hở công kích mới đúng trong mắt tôn đồ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc lập tức hai hàng lông mày cao lại trong mắt chấp động dị sắc trên mặt phương thiền cũng hiện lên một tia kỳ quái nhưng phản ứng cũng không chậm cánh tay phải khẽ động bỗng nhiên trở nên mơ hồ lập tức một nắm đấm đen nhánh nhanh như điện oanh kích ra. Trong chốc lát, hai nắm đấm một đen một trắng đụng vào nhau, một tiếng nổ đùng vang dội, lực lượng trùng kích cường đại từ giữa hai người bộc phát ra, Phương Thiền biến sắc, thân thể liên tục lui về phía sau, đạp 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước dâm in trên mặt mặt đất một dấu chân thật sâu, mặt đất xung quanh lại thêm dạn nứt. Đám người thần dương, tôn đồ chứng kiến cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ, người xem xung quanh lại càng ồn ào hơn. Nhưng thấy ống tay áo cốt thiên tầm điên cuồng run rẩy, xoẹt một tiếng trực tiếp bị xé rách, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Phía trên cánh tay của nàng đeo một cái vòng tay bảy màu. Phía trên vòng tay có 21 quang điểm màu trắng chớp động, rõ ràng giống huyền khiếu như đúc, vòng tay bảy màu hãm sâu trên cánh tay cốt thiên tầm, thoạt nhìn thật giống như sinh ra đã có sẵn rồi. Lúc này quang điểm màu trắng trên vòng tay bảy màu chớp động hào quang, nối thành một mảnh cùng hào quang huyền khiếu trên cánh tay cốt thiên tầm. Liên thể tinh khí lục hoa đạo hữu người đã nghiên cứu thành công rồi ách quái nhìn thấy vòng tay bảy màu trên mặt bình tĩnh lộ ra một tia biến hóa nhìn về phía lục hoa phu nhân bên cạnh bỏ ra gần 10 vạn năm tìm tòi cuối cùng cũng có thành quả lục hoa phu nhân cười tùm tìm nói trên đài cao mấy người khác nghe vậy thân thể đều chấn động trong mắt hàn lập hiện lên một tia dị sắc sau đó nhìn mấy người trên đài cao một cái mấy người vừa mới nói chuyện cũng không sử dụng truyền âm hắn cũng đã nghe được đối với cái gọi là liên thể tinh khí kia cũng là mới nghe lần đầu lệ đạo hữu liên thể tinh khí là đem tinh khí tương dung một chỗ cùng với thân thể gia tăng thêm lực lượng tinh khí lên trên thân thể khác với tinh đấu thuẫn của ngươi sử dụng liên thể tinh khí chẳng những không có tiêu hao gì ngược lại còn có thể gia tăng lực lượng thân thể ví dụ như cái vòng tay kia của cốt thiên tầm chẳng khác nào là tự dưng gia tăng thêm hai mươi mấy huyền khiếu lên trên người kỳ thật loại phương thức này trước kia cũng chỉ là lời đồn đãi chẳng qua chỉ là trên lý thuyết mà thôi thanh âm thần dương vang lên trong tay hàn lập giải thích hàn lập nghe vậy giật mình lích nhìn không phục lục hoa phu nhân đồ vật thần kỳ như thế cũng có thể luyện chế ra không hổ là đệ nhất luyện khí đại sư ở tích lân không cảnh có điều khi hắn nhìn kỹ loại liên thể tinh khí này chỉ sợ không thể luyện chế dễ dàng như vậy tài liệu sử dụng cho cái vòng tài cốt thiên tầm kia có lẽ có quan hệ cùng huyết mạch huyễn lân thải xà của mẹ nàng nếu không vật ấy có lẽ không cách nào tương dung được với cốt thiên tầm thuật luyện khí của lục hoa đạo hữu thật đúng là vô cùng kỳ diệu tôn mộ bội phục có điều không biết đạo hữu và vị cốt thiên tầm này có quan hệ như thế nào vậy mà vì nàng luyện chế ra một món liên thể tinh khí như vậy tôn đồ nhìn về phía lục hoa phu nhân trong mắt hơi hiếp lại hỏi ta muốn luyện chế vũ khí cho người khác chẳng lẽ còn phải được tôn thành chủ cho phép sao ánh mắt lục hoa phu nhân quái dị không chút khách khí cười lạnh nói tôn mỗ không dám Lục hoa đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tôn đồ liếc nhìn ách quái một cái, vội vàng cười làm lành nói. Lục hoa phu nhân hừ một tiếng, không để ý tới tôn đồ nữa, tiếp tục quan sát trận đấu. Không đề cập tới mấy người đàm luận trên đài cao, trên huyền đấu đài. Sau một kích, cốt thiên tầm không ngừng chút nào, thân hình lần nữa nhào tới như điện. Cánh tay nàng run lên, một dãy kim quang từ giữa hông bán ra, đó là một đoạn dây xích bằng xương màu vàng. Những dây xích xương này kết nối với nhau trong nháy mắt hóa thành một chuôi trường mâu màu vàng mũi thương màu vàng phát ra tiếng rít chói tai xuất ra từng đạo tàn ảnh đâm về mặt phương thiền phương thiền tuy rằng bị cốt thiên tầm lấy lực lượng áp chế thần tình lúc này lại không có vẻ sợ hãi nhụt trí chút nào ngược lại chiến ý càng tăng trong mắt lóe lên tinh quang gã mãnh liệt đạp lên mặt đất dưới chân thân thể bắn ngược về phía sau đồng thời hai tay ở sau lưng vốt xuống bóng đen lóe lên trong tay phương thiền cầm ra hai thanh búa lớn màu đen hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen đập lên trên mũi thương màu vàng kia kem một tiếng vang thật lớn trường mâu màu vàng bị đẩy ra một cái lực lượng chấn động mãnh liệt trùng kích ra bốn phương tám hướng mọi người xung quanh huyền đấu đài đứng không vững cùng nhau lui về phía sau mấy bước phòng eo thân thể cốt thiên tầm xoay tròn phát lực trường mâu màu vàng trong tay biến đổi phương hướng từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang quét về phía eo bụng phương thiền biến hóa cực kỳ tinh diệu phương thiền hét lớn một tiếng thân thể quay tít một vòng hai lưỡi búa trong tay một thanh nghênh đón trưởng mâu màu vàng một thanh bên kia trực tiếp bổ về phía cốt thiên tầm vậy mà cưỡng ép phản công thân thể cốt thiên tầm nhoáng một cái mãnh liệt lướt ngang về phía bên cạnh đồng thời trưởng mâu màu vàng trong tay chuyển một cái lập tức hóa thành một cái lồng có vô số hình ảnh mâu màu vàng lao về phía phương thiền phương thiền thấy thế không sợ chít nào trực tiếp lao vào bên trong lồng ảnh mâu màu vàng kia hai thanh búa lớn trong tay hóa thành hai đạo gió lốc màu đen bay lượn quanh thân gã ngăn trở trường mâu màu vàng công kích đồng thời cũng liên tục phản công đấu pháp cuồng bạo cực kỳ hung ác so với con người bình thường lúc trước dường như đã thay đổi lúc này chỗ hai người chiến đấu tiếng kim loại va chạm nổ mạnh vang vọng dày đặc như mưa trong chớp mắt đã qua mấy trăm hiệp hai người toàn lực tấn công mạnh mẽ như vậy một bước cũng không nhường nhau kết quả rất nhanh cả hai đều đã bị thương miệng vết thương trên bụng cốt thiên tầm bị kéo lên một đường dài nửa xích trên người phương thiền cũng bị đâm hai vết thương lớn chẳng qua hai người điều không để ý tới chút nào chỉ lo toàn lực công kích hình ảnh ánh sáng mâu vào búa hiện lên liên tục mặt đất thỉnh thoảng nổ tung lên từng cái hố lớn toàn bộ huyền đấu đài lắc lưu ù không thôi tựa hồ không cách nào thừa nhận lực lượng của hai người hội võ nam thành bắt đầu đến lúc này chưa có trận chiến nào kịch liệt như thế mọi người xung quanh thấy được có chút sững sờ tuy rằng phương thiền tận lực muốn lấy lại thế thượng phong nhưng giờ phút này lực lượng thân thể cốt thiên tầm lại hơn gã một pháp càng tinh diệu làm cho gã dốc hết toàn lực nhưng vẫn mơ hồ ở thế hạ phong không ngừng bị áp chế rất nhanh bị ép lui đến tận mép đài huyền đấu trong mắt gã hiện lên một tia lo lắng hai búa mãnh liệt quét ngang một cái miễn cưỡng đánh văng trưởng mâu màu vàng ra sau đó gã há miệng bỗng nhiên toàn bộ trên mặt hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng xung quanh mũi hiện ra từng quang điểm huyền khiếu trong mũi phát ra một tiếng hử nặng ô ô một tiếng một cỗ sóng âm màu trắng từ trong mũi gã xông ra hiện ra hình quạt lao về phía cốt thiên tầm chụp xuống hiển nhiên cốt thiên tầm đã sớm dự liệu được chiêu này và lúc sóng âm màu trắng xuất hiện trong nháy mắt thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ lướt ngang qua phía bên cạnh sóng âm màu trắng trong nháy mắt khoách tán mở rộng ra tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng mọi người phía dưới đài cũng bị sóng âm màu trắng ảnh hưởng đến tuy rằng truyền ra xa như vậy làm sóng âm đã trở nên mỏng manh hơn rất nhiều nhưng những người bị nó che phủ toàn thân lập tức run lên một hồi tay chân cứng ngắc, hô hấp cũng theo đó dừng lại. Chỗ đứng của Hàn Lập cũng vừa đúng ở trong phạm vi bao phủ của sóng âm, hắn cũng bị sóng âm kia che phủ, toàn thân đờ đẫn, hoạt động ngón tay cũng vô cùng khó khăn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cốt Thiên Tầm tuy rằng tránh nhanh, nhưng vẫn không thể tránh đi hoàn toàn sóng âm màu trắng, bị quét qua một cái liền bị ảnh hưởng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân hình cứng đờ ngay sau đó. Bất quá sau một khắc, mặt của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng trên thân thể cũng giống như vậy đàn da rung rung không thôi dường như có cái gì tán loạn ở phía bên trong cơ thể thân hình cứng ngắc lập tức hồi phục lại trưởng mâu màu vàng trong tay như độc xà thổ tín bán ra trong nháy mắt đâm vào bên hông phương thiền lung trụ thuật không đúng là cốt thiên tầm vận chuyển khí huyết đến cực hạn cưỡng ép tách ảnh hưởng của sóng âm ra khỏi thân thể dưới đài huyền đấu ánh mắt hàn lập lóe lên thì thảo tự nói một tiếng chẳng qua hắn nhìn ra loại phương pháp này gây ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể không biết thân thể cốt thiên tầm có thể trèo chống được bao lâu hiển nhiên phương thiền không có dự liệu được cốt thiên tầm bị dính sóng âm của gã còn có thể lập tức phản kích vội vàng tránh sang bên cạnh có điều phản ứng của gã chỉ hoãn phút chốc xoẹt một tiếng không thể hoàn toàn tránh thoát một kích này bên hông bị kéo lê một vết thương sâu tới xương máu tươi chen trúc tuôn ra hai mắt phương thiền đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng trong cơ thể bỗng nhiên vang lên tiếng đùng đùng trầm đục thân thể bành trướng kịch liệt trong nháy mắt lớn lên gấp đôi làn da trở nên một mảnh đỏ thẫm hiện ra từng sợi gân xanh vừa thô vừa to cùng với từng khối cơ bắp run run rung động lắc lư không thôi toàn bộ cơ thể trong nháy mắt biến thành một con hung thú hình người bỗng nhiên tản mát ra khí tức mạnh mẽ gấp bội khí thế bừng bừng khoách tán ra bốn phương tám hướng mấy chỗ miệng vết thương bên ngoài thân ngay lập tức nhanh chóng khôi phục đặc biệt kinh người là những huyền khiếu trên người gã nở rộ ra bạch quang bỗng nhiên biến đổi hóa thành màu huyết hồng lập tức những huyết quang này hóa thành một đạo huyết sắc khí lưu quỷ dị bay múa bao quanh thân thể gã không gian xung quanh run rẩy ông ông phát ra tiếng rít xé gió dữ dội toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó lắc lư xuất hiện từng đạo vết rách tựa hồ giờ phút này không cách nào thừa nhận lực lượng của phương thiền một màn này làm cho tất cả mọi người xung quanh trên khán đài rối rít lùi lại hít một hơi khí lạnh trên đài cao sắc mặt thần dương cùng tôn đồ đều có chút ngưng trọng ngay cả trong ánh mắt ách quái yên tĩnh như giếng nước cũng xuất hiện một vòng hứng thú cái này vốn ta định dùng để đối phó chu tử nguyên đấy cốt thiên tầm là do ngươi tự tìm đường chết vậy để cho ngươi nếm thử trước hai con ngươi huyết hồng của phương thiền hiện ra thú tính âm thanh hung dữ cuồng tiếu sắc mặt cốt thiên tầm hờ hững giống như không thấy đối phương biến hóa như ve sổ thoát xác thừa dịp gã đang biến thân trong nháy mắt thân hình nàng nhoáng một cái xuất hiện sau lưng gã trường mâu màu vàng trong tay hóa thành một đạo kim ảnh đâm vào hậu tâm gã nhưng trường mâu màu vàng vừa đụng một cái đến huyết sắc khí lưu bên ngoài thân phương thiền lập tức bị ngăn cản lại hơn nữa không khống chế được trượt qua một bên cánh tay phương thiền thô nhám như thùng nước nhanh như tia trước vung ngược lên đại phủ màu đen hóa thành một đạo bóng đen chém vào phía trên trường mâu màu vàng Leng keng một tiếng vang thật lớn hai cánh tay cốt thiên tầm run lên lòng bàn tay tê dại trường mâu màu vàng cơ hồ muốn đánh bay rời khỏi tay thân thể lảo đảo lui về phía sau phương thiền trong nháy mắt quay người bay nhào tới hướng cốt thiên tầm tốc độ thình lình tăng nhanh hơn rất nhiều hầu như trong nháy mắt đã đến hai lưỡi búa trong tay hung hăng chạm xuống huyết sắc khí lưu trên người gã vọt lên hai lưỡi búa lập tức hóa thành hai tấm lụa huyết sắc phá không chạm xuống hướng cốt thiên tầm những nơi đi qua không gian điên cuồng run rẩy cốt thiên tầm dưới tình thế cấp bách chật vật lách mình tránh né ầm ầm một tiếng vang thật lớn hai tấm lụa huyết sắc hầu như chạm sượt qua thân thể cốt thiên tầm chạm xuống huyền đấu đài toàn bộ huyền đấu đài tựa như đậu hũ bị chém thành hai nửa sụp đổ xuống ầm ầm tất cả mọi người lui về phía sau không được để ảnh hưởng đến trận đấu ách quái đứng lên cất giọng nói đám người phụ cận huyền đấu đài nghe nói thế lập tức thối lui sau hàn lập cũng theo đám người thối lui ra xa một chút huyền đấu đài tuy rằng sụp xuống chiến đấu giữa cốt thiên tầm cùng phương thiền cũng không dừng lại phương thiền giờ phút này giống như một chiến ma điên cuồng hai lưỡi búa điên cuồng loạn chàm thế công phát ra như mưa to gió lớn. Cốt thiên tầm không dám đón đỡ, kiệt lực tránh né. May mắn giờ phút này huyền đấu đài đã bị hủy, phạm vi chiến đấu được mở rộng ra, cũng đủ cho nàng di chuyển tránh né. ầm ầm ầm, mặt đất bị chém ra từng khe hở lớn, đá vụn nổ văng tứ tán. Người xem trên khán đài cũng nhao nhao kinh hô né ra xa hơn, e sợ bị trận chiến ảnh hưởng đến. Xa xa trên đài cao, trong mắt thần dương tràn đầy vẻ khẩn trương, hai tay nhịn không được siết chặt. Thần tình tôn đồ cũng ngưng trọng như nước, trên mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn xuống Phương Thiền. Hặc hặc, thống khoái, thống khoái. Thần tình Phương Thiền càng thêm điên cuồng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, công kích càng thêm điên cuồng, huyết quang phủ ảnh đầy trời, sơ tay nhấc chân như tạo ra từng trận sóng dữ. Mà cốt thiên tầm phảng phất như thuyền lá nhỏ trong sóng dữ, tùy thời đều có thể bị lật đổ, nhưng mỗi lần đang trong lúc nguy cấp lại hiểm hiểm tránh thoát, một đôi mắt lành lạnh cắt cao nhìn chằm chằm vào Phương Thiền. Chết, chết, chết. Phương Thiền trải qua công kích liên tiếp như mưa to gió lớn, huyết sắc khí lưu trên người đã mỏng manh hơn không ít, tựa hồ nóng lòng chém trúng cốt thiên tầm. Trong tiếng giống giận dữ, hai lưỡi búa một trái một phải chém ngang cốt thiên tầm, huyết sắc khí mang nổ bán ra. Ánh mắt cốt thiên tầm bỗng nhiên sáng người, thân thể đột nhiên uốn éo, lấy một tư thế cực kỳ quái dị hiểm hiểm tránh thoát hai bố phách chàm, lập tức lao thẳng tới phía trước, trường mâu màu vàng trong tay như độc long xuất động, bạo đâm ra trường mâu hóa thành một đạo kim ảnh lách qua khe hở giữa hai thanh cự phủ đâm tới hơn nữa cấp tốc xoay tròn thình lình xuyên thủng những huyết sắc khí lưu kia điểm đến cổ họng phương thiền hạc hạc người bị lừa rồi phương thiền bỗng nhiên điên cuồng cười một tiếng cánh tay mơ hồ một cái hai lưỡi búa trống rỗng xuất hiện trước người lang keng một tiếng đỡ trúng trường mâu màu vàng lập tức trong mũi gã hử lạnh một tiếng một cỗ sóng âm màu trắng nồng đậm hơn so với vừa rồi phun ra bao phủ đến hướng cốt thiên tầm Cùng lúc đó, huyết sắc khí lưu trên người phương thiền cũng đột nhiên biến đổi, hóa thành từng mũi tên huyết sắc, nổ bắn đến phía cốt thiên tầm, hầu như bao phủ hết thải phạm vi mấy trượng phía trước vào trong phạm vi công kích. Mỗi một mũi tên huyết hồng phá không, phát ra thành âm gào thét đáng sợ, những nơi đi qua hư không điên cuồng run rẩy, mơ hồ kéo lê từng đạo vết tích màu đen. Trên đài cao, thần dương thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, mà tôn đồ lại lộ vẻ vui mừng. Nhưng vào thời khắc này, thân thể cốt thiên tầm trượt uốn éo phảng phất có ngoại lực lôi kéo nhanh chóng vô cùng lướt ngang qua bên cạnh tiến nhanh theo một vòng cung bất khả tương nghị vậy mà đều tránh thoát khỏi sóng âm lẫn huyết sắc khí lưu trong nháy mắt xông qua bên hông phương thiền một màn xuất kỳ bất ý này làm cho phương thiền kinh hãi vội vàng quay người lại trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ huyết khiếu bên ngoài thân tản mát ra huyết quang mạnh mẽ run lên thân thể hơi cứng đờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét cốt thiên tầm thấy cảnh này trong mắt lập lòe lãnh mang trong cơ thể bỗng nhiên vang lên phanh phanh mấy tiếng trầm đục hai cánh tay đột nhiên thô to ra gấp bội trường mâu màu vàng bắn ra như điện hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng lóe lên rồi biến mất đâm về phía huyệt thái dương phương thiền tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi sau khi phương thiền phát ra công kích vừa rồi huyết sắc khí lưu quanh người tiêu hao hơn nửa chỉ còn lại một tầng hơi mỏng phủ một tiếng liền bị trường mâu màu vàng xuyên thủng tốc độ trường mâu màu vàng không giảm chút nào thân thể phương thiền giờ phút này cứng ngắc lập tức sẽ bị xuyên thủng đầu vào thời khắc này suy một tiếng vang nhỏ một đạo bạch quang hết sức nhỏ hiện lên dường như một đám tơ màu trắng dính lên trường mâu màu vàng trường mâu màu vàng như gặp phải trọng kích chấn động kịch liệt bị đẩy ra bên cạnh bạn đang xem Phạm nhân tu tiên chi tiên giới thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé sắc mặt cốt thiên tầm biến đổi hai tay vội vàng nắm chặt trường mâu quay đầu nhìn lại đài cao phía xa xa không có ra tay tiếp nữa tỉ thí đến đây là kết thúc vừa đến thì dừng trận chiến này thanh dương thành cốt thiên tầm chiến thắng trên đài cao ách quái buông cánh tay xuống đầu ngón tay chậm rãi tản đi bạch quang trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra ánh mắt cốt thiên tầm lóe lên vẫy tay thu hồi trường mâu màu vàng trường mâu xùy một tiếng một lần nữa hóa thành một sợi cốt xích màu vàng đất sau đó quấn quanh bên hông nàng. Giờ phút này thân thể Phương Thiền cũng đã khôi phục lại, hai tay điểm liên tục lên người mấy cái. Chỉ nghe trong cơ thể gã vang lên một hồi ken két, thân hình cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, sau mấy hơi thở đã khôi phục nguyên trạng, chỉ là sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Trận chiến này là ta khinh địch rồi, chỉ có điều trận tái chiến lần sau, tuyệt sẽ không có kết quả này. Phương Thiền nhìn thật sâu cốt thiên tầm một cái, quay người đi về phía xa. Tình huống chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển, người xem vây quanh ngây ngốc một lát, tiếp đó mới bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời cũng không ít người hô to tên cốt thiên tầm đám người thanh dương thành thấy cảnh này đều đại hỉ lập tức một loạt đi lên vây cốt thiên tầm vào giữa nhao nhao mở miệng chúc mừng hàn lập nhìn cốt thiên tâm đang được mọi người vây quanh trong đầu hồi tưởng lại lúc cuối nàng tránh né một cách quỷ dị như có điều suy nghĩ trên đài cao trên mặt thần dương lộ ra nét hương phấn không kìm nén được ngày hôm nay hai trận chiến vậy mà đều thắng lợi thực sự vượt quá dự liệu của gã lục hoa phu nhân thì tay về mũi trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ phương thiền bị thua ngoài ý muốn trên mặt tôn đồ tuy rằng khó coi nhưng cũng không có quá phận thất thố đa tạ thành chủ xuất thủ cứu giúp tiểu đồ tôn đồ lập tức đứng lên chắp tay cảm ơn ách quái thực lực lệnh đồ không kém càng có thiên phú bẩm sinh khác chính là nhân tài hiếm có của huyền thành ta tự nhiên phải cứu giúp rồi ách quái khoát tay áo nhàn nhạt nói ra tôn đồ nói lời cảm tạ một tiếng rồi quay đầu nhìn thần dương một cái, nói một câu. Thần thành chủ, chúc mừng, sau đó liền ngồi xuống. Vào thời khắc này, một nam tử áo đen mũi ưng âm kiêu từ đằng xa bước nhanh tới, sắc mặt ẩn hiện vẻ lo lắng, thân hình nhoáng một cái bay vụt lên trên đài cao, tới bên ách quái nói nhỏ một câu. Sắc mặt ách quái biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, dương mắt nhìn ra xa xa ngoài thành, thần tình cực kỳ lạnh lùng. Thành chủ, đã phát sinh chuyện gì quan trọng sao? đám người thần dương chứng kiến thần tình biến hóa của ách quái trong lòng cả kinh vội vàng hỏi vừa rồi nam tử mũi ưng dùng truyền âm chi thuật bọn họ cũng không nghe được chỉ là nhìn thấy ách quái biến sắc như vậy nhất định là đã xảy ra đại sự hội võ nam thành tạm dừng tất cả mọi người đều trở về chỗ ở của mình không được tùy ý ra ngoài thanh âm ách quái hùng vĩ bỗng nhiên cuồn cuộn khuếch tán trong tu la trường mọi người trong tu la trường nghe nói thế tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối ngây ngốc đứng ở đó hai người đang chiến đấu kịch liệt trên đài chữ càn nghe vậy vẻ mặt cũng mở mịt sừng tay lại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bên trong tu la trường lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy nét mặt hàn lập kinh ngạc lóe lên rồi thu vào lập tức nhướng mày nhìn về phía trên đài cao các người từng người mang theo người của mình trở về biệt uyển không được tự tiện đi lại trong thành ách quái không để ý đến mọi người trong chàng nói một tiếng với đám người thần dương sau đó thân hình sao nhó một cái cứ như vậy tiêu thất trong hư không, ai cũng không thấy rõ gã rời đi như thế nào. Nam tử mũi ưng thấy vậy, dưới chân bay vút lên, giống như một cự ưng, ở phía xa trồi lên trụt xuống hai lần, liền biến mất không thấy gì nữa. Đám người thần dương thấy cảnh này, trên mặt lần nữa biến sắc. Không chỉ bởi vì mệnh lệnh vừa rồi quá ách quái, mà thân pháp tốc độ của nam tử mũi ưng, mặc dù bọn họ là thành chủ, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Mọi người trong tu la trường hai mặt nhìn nhau, chậm rãi huyên náo đứng lên, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì khán giả trên khán đài vẫn rất nhanh dựa theo lời của ách quái dũng mãnh lao ra bên ngoài đám người thần dương trên đài cao cũng triệu tập thuộc hạ của mình rời tu la trường vội vàng đi về phía biệt uyển của mình đi cùng nhau nhưng đều tách ra khoảng cách nhất định kết quả bọn họ vừa rời tu la trường không bao lâu đông đông tiếng trống từ chỗ sâu trong huyền thành vang lên thanh âm này to lớn cổ xưa và lại chấn nhiếp nhân tâm làm lòng người cũng nhảy lên theo tiếng trống vang dội các nơi trong nội thành nghe được tiếng trống lập tức một mảnh rối ren cửa hàng vội vàng đóng cửa người đi trên đường phố cũng vội vàng đi đến chỗ của mình đây là thanh âm thiên uy chiến cổ đã xảy ra chuyện gì vậy thần dương nghe tiếng trống dừng bước lại trầm giọng nói ra thiên uy chiến cổ không đến thời kỳ phi thường sẽ không đánh vang chẳng lẽ là có người công kích huyền thành vẻ mà tôn đồ cũng trầm ngâm nói khục chẳng lẽ là khôi thành đột nhiên công kích tần nguyên nhìn ba người khác một cái nói như thế không loại trừ khả năng này tới thật là đúng lúc phù kiên đứng chắp tay cười lạnh nói hàn lập tựa hồ không nghe thấy bốn gã thành chủ nói chuyện ánh mắt nhìn lại bên ngoài huyền thành sắc mặt thoạt nhìn không thay đổi gì không biết đang suy nghĩ gì bất kể thế nào chúng ta vẫn nên theo lời ách quái thành chủ nói trước tiên quay lại biệt uyển đã đúng lúc này cốt thiên tầm mở miệng nói ra về biệt uyển trước đã sau lại bàn bạc kỹ hơn thần dương nhìn ba thành chủ khác một cái sau đó mang theo đám người bước nhanh về hướng biệt uyển của mình các ngươi liền quay về phòng mình đi đừng có đi loạn khắp nơi cũng không được nghị luận lung tung cái gì mọi chuyện chờ ta trở về rồi định đoạt tiếp vừa về tới biệt uyển thần dương lập tức nhìn về đám người thanh dương thành rồi phân phó nói ra gã vừa nói xong cũng không chờ đám người đáp lại mà liền quay người lại bước nhanh ra đi ra bên ngoài những người còn lại thấy vậy nhìn nhau vài cái rồi cũng không nói gì tự mình quay trở về gian phòng tạm thời mà mình đang ở Hàn lập trở lại gian phòng của mình trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm cũng không biết đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lão ách quái lại trực tiếp hạ lệnh tạm dừng hội võ nam thành nữa chẳng lẽ là khôi thành nổi loạn đúng lúc này hay sao vốn hắn định hỏi cốt thiên tầm để biết thêm một chút tin tức nhưng hắn nghĩ lại chỉ sợ đến nàng cũng không biết gì thế là hắn liền thôi kỳ thật đối với tranh chấp của huyền thành cùng khôi thành đến một chút hứng thú hắn cũng không có chỉ là vì chuyện này mà đã làm cho kế hoạch của hắn đảo loạn hoàn toàn nếu như hội võ, không cách nào tiến hành thuận lợi, thì hắn có muốn lấy được thiên lân, vẫn tinh chỉ sợ cũng khó mà đạt được, mà khi không giải trừ hắc kiếp trùng cái tai họa ngầm này, cho dù hắn có cách thoát khỏi bí cảnh này, thì sau này ra khỏi đây muốn giải trừ nó cũng là một việc phiền toái. Hắn Lập trầm ngâm một lát, lập tức rất nhanh lắc đầu, không còn suy đoán gì vô nghĩa nữa, nếu đã đến bước này rồi, trước tiên hãy yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Vừa nghĩ đến đây, hắn thở nhẹ ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại khắp nơi trong thành được giới nghiêm từng đội từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen chấn giữ các con đường quan trọng trên mặt đất gần cửa thành của huyền thành trượt phát lên tiếng ùm ùm trầm đục từng cái cửa thông đạo từ dưới lòng đất hiện ra từ trong đó tuôn ra từng đội từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen leo lên tường thành rất nhanh đã đứng đầy cả tường thành trên tường thành cũng phát ra một trận rung động két két những khối đá trên tường thành phảng phất như vật còn sống trượt tách ra hai bên cứ cách mỗi trăm tượng liền dâng lên một tòa tháp đá đen thui trên tháp đá đặt từng bộ cự nỏ với thể tích kinh người phía trên còn được cài từng cây tên nỏ thật lớn trên thân những tên nỏ này phần lớn tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc lấp lóe từng tia từng tia ánh sáng lạnh lẽo nhìn sắc bén vô cùng còn có một số nhỏ tên nỏ khác thì lại hiện ra màu sắc lửa đỏ phía trên còn khắc từng đạo đường vân màu trắng tỏa ra từng trận khí tức bùng nổ hiển nhiên đây là một loại tên nỏ đặc biệt ngoại trừ mấy tháp tiễn này trên tường thành còn rất nhiều máy ném đá thật lớn có cả cơ quan binh khí thậm chí có rất nhiều khôi lỗi các loại. Mà phía trên trọng huyền sơn mạch dựa sát huyền thành lúc này, cũng mơ hồ xuất hiện một vài bóng người, cũng có một vài cơ quan binh khí thật lớn. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, như lâm vào đại địch. Hàn lập ở trong phòng tĩnh tọa ước chừng hơn nửa ngày, chợt có một người hầu đột nhiên bước đến, mời hắn tập hợp ở chỗ thần dương. Hắn cũng không trần chờ mà lập tức lên đường đi tới phòng tiếp khách, lúc này trong sảnh đã có bảy tám người, không ngờ là đám người cốt thiên tầm, dịch lập nhai cùng hiên viên hành cũng có ở đây cốt thiên tầm nhìn thấy hàn lập tới liền nhẹ gật đầu với hắn xem như chào hỏi với hắn hàn lập bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng khắp nơi trong thành đã giới nghiêm xem ra tình hình không tốt cho lắm cốt thiên tầm từ từ nói ra hàn lập nghe vậy nhướng mày không nói gì ta biết lệ đạo hữu lo lắng về việc gì nếu như hội võ năm thành thật sự bị hủy bỏ thì ta sẽ nghĩ cách giúp người lấy được thiên lân vẫn tinh cốt thiên tầm truyền âm nói ra vô công bất thụ lộc tại sao cốt đạo hữu lại muốn giúp ta chứ ánh mắt hàn lập chớp lên hỏi ngược lại tự nhiên ta có lý do để giúp người nói đơn giản một chút là ta có chuyện cần người giúp cốt thiên tầm từ tốn nói vậy thì ta an tâm hàn lập cười một cái nói trong khi hai người nói chuyện thì đám người thanh dương thành đều đã đến đông đủ thân ảnh thần dương cũng theo đó mà từ trong phòng ra bước ra gọi mọi người tới đây không vì cái gì khác chính là liên quan đến bạo động ở bên ngoài ta cũng đã lên tiếng hỏi qua cách huyền thành trong vòng vạn dặm về phía bắc đã phát hiện ra số lượng lớn nhân mã của khôi thành sắc mặt thần dương ngưng trọng nói ra mặc dù đám người bọn hắn mơ hồ đoán được một chút nhưng nghe lời này xong thần tình trên mặt bọn hắn cũng thay đổi khác nhau có người lộ ra vẻ sợ hãi cũng có người trong mắt hiện lên vẻ cừu hận hàn lập nghe lời này xong ánh mắt lại hơi hơi sáng lên bởi vì trong khắp huyền thành này hắn vẫn không tìm ra chút tung tích nào liên quan đến tử linh hắn sớm có ý định một khi mà có cơ hội, hắn liền sẽ tiến vào khôi thành, không nghĩ ra đối phương lại tìm tới cửa trước. Thành chủ, khôi thành hiện đang ở chỗ nào? Có bao nhiêu người tới đây? Hay là chỉ có vài tên khôi thành mà nhầm lẫn hay không? Có người nói. Cụ thể bao nhiêu người cũng không rõ cho lắm. Thế nhưng ách quái thành chủ đã điều tra rõ, khôi thành thành chủ xa tâm cũng ở trong đó. Huyền thành cũng đã phát ra cảnh cáo, nhưng đối phương không chút nào để ý đến, mà vẫn như cũ tiến tới huyền thành chán hẳn bọn hắn đến đây cũng không có tốt lành gì thần dương lắc đầu nói ra huyền thành chúng ta cùng với khôi thành chẳng lẽ lại sắp đại chiến nữa sao mi tâm thanh tú của cốt thiên tầm nhíu chặt hỏi khôi thành thành chủ xa tâm đích thân xuất mã trước đó cũng không có điểm báo nào đây không phải là dấu hiệu tốt thần dương chậm rãi nói ra trong phòng thoáng một cái trở nên yên tĩnh hoàn toàn tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vào người của thần dương nhưng không ai mở lời cả yên tĩnh có thể nói là kim rơi cũng nghe được chư vị cũng không cần lo lắng hiện giờ có thể nói là tinh anh của bốn tòa thành cùng huyền thành của chúng ta đều tập trung ở đây cả hơn nữa chúng ta chiếm địa lợi cho dù đám người khôi thành kia có đến đây cũng không chiếm được lợi lộc gì cả dường như thần dương cảm thấy bầu không khí nặng nề vội đổi câu chuyện nói ra nghe lời này xong tinh thần mọi người hơi chấn động trong lúc này các người hãy cố hết sức chuẩn bị sẵn sàng nếu như đại chiến thật sự bắt đầu chúng ta bắt buộc cũng phải ra tay ánh mắt thần dương đào qua mọi người chậm rãi nói ra. Mặc dù mọi người lo lắng, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi gì, mà cùng kêu lên một tiếng đáp ứng. Thần Dương nhìn thấy phản ứng của mọi người, hài lòng nhẹ gật đầu, rồi tiếp đó lại tuyên bố một chút quy định trong thành. Cốt đạo hữu, người cảm thấy đột nhiên lần này khôi thành thành chủ xuất hiện, thật sự là muốn cường công huyền thành, hay là có mục đích nào khác hay không? Hàn lập truyền âm với cốt thiên tầm hỏi. Ta cũng không rõ cho lắm, tranh chấp giữa huyền thành với khôi thành lúc phân lúc hòa, nhưng đa số đều đối địch lẫn nhau quy mô nhỏ phân tranh không ngừng chém giết lẫn nhau nhiều năm như vậy cả hai đều sớm đã kết xuống thâm cừu đại hận rồi cho nên mỗi lần liên quan đến hai cỗ thế lực giao phong tranh chấp quy mô lớn như thế này đều vô cùng kịch liệt cốt thiên tầm truyền âm trả lời nói vậy lúc cả hai hòa hoãn là bởi vì lý do bên ngoài hay sao hàn lập hỏi cũng chính là lúc thiên tai hoặc là lúc lần thú tập kích bất ngờ quy mô lớn mới có thể tạm thời liên thủ với nhau nếu ta nhớ không lầm Ba vạn năm trước đó cả hai từng có một giao chiến quy mô lớn. Ngay lúc đó chiến trường chính là tại Bạch Nham Thành, cả hai ác chiến gần trăm năm, cả tòa Bạch Nham Thành bị phá hủy hơn phân nửa, cả hai tử thương vô số. Khi đó Bạch Nham Thành chủ cũng không phải là tôn đồ, mà là một người khác, người này bất hạnh chết trên trận đại chiến kia. Lúc đó, tôn đồ mới nhân cơ hội thượng vị, trở thành Bạch Nham Thành chủ. Cốt Thiên Tầm nói, không nghĩ ra, những người sống sót trong mảnh bí cảnh hoang vu bị ngoại giới ngăn cách hầu như bị lãng quên này lại tranh chấp mâu thuẫn vẫn kịch liệt như thế hàn lập lắc đầu vốn tất cả tranh đấu cùng là vì tranh đoạt tài nguyên khan hiếm kỳ thật vô luận là huyền thành hay là khôi thành mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn thoát khỏi cái bí cảnh tối tăm không ánh mắt trời này mà thôi cốt thiên tầm nhìn hàn lập một chút dường như có thầm ý nói ra ta sớm nên nghĩ ra thế nhưng người có ý tưởng này có lẽ trong này phải cần thêm nhiều nhân sĩ dẫn đầu à hàn lập gật gật đầu nói ra biết sao được nếu thật sự khai chiến liền ngàn vạn lần không được khinh thường thực lực cá nhân trong giao tranh quy mô lớn thực sự không có ý nghĩa gì cốt thiên tầm khuyên bảo nói thành chủ mặc dù người khôi thành xuất hiện ở ngoài thành nhưng khó mà đảm bảo mục tiêu bọn hắn không phải là thanh dương thành hiện giờ chúng ta đều ở trong huyền thành nếu như bọn hắn điều động chủ lực tập kích thanh dương thành bằng vào lực lượng trong thành rất khó mà phòng ngự được đợi thần dương tuyên bố xong dịch lập nhai liền mở miệng nói ra việc này sao mà ta không biết chứ Thế nhưng, cho dù bây giờ chúng ta có toàn lực trở về thủ thanh Dương Thành, chỉ sợ cũng không kịp rồi, chỉ có thể cầu nguyện mục tiêu của Khôi Thành không phải là ở đó mà thôi. Thần Dương thở dài, nói ra. Giờ phút này Thần Dương lại khuyên bảo mọi người để ý việc cần làm, rồi mới đuổi bọn hắn rời đi. Biệt huyền của ba thành khác, lúc này cũng nhận được tin tức về Khôi Thành sắp tới gần, vội vàng riêng phần mình tập kết chiến lược dưới trường của mình lại, rồi bay sẵn trận điện đón quân địch đến. Không biết qua bao lâu, khắp nơi trong thành lại vang lên liên tiếp từng trận âm thanh kèn hiệu lệnh cùng hô ứng với âm thanh của thiên uy chiến cổ vốn đường hối hả thường ngày vậy mà hôm nay đã sớm trở nên vắng vẻ cho dù có vài người vội vã bước đi trên đường nhưng mặt mũi cũng lộ ra vẻ kinh hoàng hai bên cửa hàng lúc này cũng đều đóng cửa trên con đường lớn trong thành thỉnh thoảng có từng đội từng đội binh sĩ mặc áo giáp hoặc là mấy chiếc xe thú lao vùn vụt chạy qua chạy về khắp nơi huyền thành trong bầu không khí tràn ngập vẻ khẩn trương tường thành trên cánh cửa chính của huyền thành lúc này có vô số binh sĩ mặc áo giáp đen đều bận rộn chỉnh tề đâu vào đấy vào đúng lúc đó có đám người bước lên tường thành các binh sĩ trước mặt thấy vậy vội vàng tránh đường ra người cầm đầu chính là ách quái bên cạnh lão còn có đi theo bảy tám người trong đó có cả đồng tùng người mà đã dẫn bọn người hàn lập vào thành còn có nam tử mũi ưng kia cũng có mặt ánh mắt ách quái nhìn về phía xa chân trời lặng lẽ im lặng đám người bên cạnh lão cũng không dám lên tiếng quấy dày. Một lát sau, sau mi ếch quái trầm xuống, chỉ thấy cuối đường chân trời hiện ra một đường kẽ xám, nương theo đó là tiếng âm thanh sấm rền ầm ầm vang thật lớn, cuồn cuộn truyền đến. Rất nhanh binh sĩ mặc giáp đen trên tường thành cũng nhìn thấy được tình cảnh phía xa, lập tức dấy lên từng đợt bạo động, mỗi người đều nắm chặt binh khí trong tay. Vẻ mặt ếch quái cũng không biểu tình gì, lão khẽ giơ cánh tay lên, vung về phía trước một cái cánh cổng lớn của huyền thành trượt ầm ầm mở ra từ đó tuôn ra vô số binh sĩ mặc giáp đen đại đa số binh sĩ đi bộ ra ngoài trong đó cũng có khoảng ba thành binh sĩ cưỡi đủ loại lân thú ở trên mảnh đất trống trãi bên ngoài huyền thành tạo thành mấy cái phương trận trên trọng huyền sơn mạch dựa sát huyền thành cũng chuyển ra tiếng kêu chói tai lập tức từng con lân thú phi thành từ trên núi bay vụt xuống dưới phần lớn là loại lân thú kền kền trên lưng còn trở thêm một binh sĩ mặc giáp đen lít nha lít nhít mơ hồ chiếm hết gần nửa bầu trời ẩn ẩn hợp thành một cái trận thế cũng bày ra thế trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch lúc này đường kẽ xám ở phía xa cũng đã biến lớn rất nhiều nhìn như đám mây xám đúng hơn là cơn bão cát trong đám mây xám mơ hồ có thể thấy vô số khôi lỗi tạo thành một đại quân dường như đại quân khôi lỗi cảm nhận được trận thế bên ngoài huyền thành mà cũng đã dừng chân lại cách huyền thành ước chừng ngoài ngàn dặm không có tiến về trước nữa binh sĩ trên dưới của huyền thành nhìn thấy đại quân khôi thành trong lòng chiến ý quay cuồng nhao nhao nhìn về phía ách quái chỉ chờ lão phát ra mệnh lệnh xuất chiến là lập tức lao ra đánh giết liền nhưng tình cảnh kế tiếp lại có chút vượt qua dự liệu của tất cả mọi người đại quân khôi thành cứ như vậy lẳng lặng dừng lại ở phía xa cũng không tiếp tục xâm chiếm việc này để lông mày ác quái không nhịn được mà nhíu lại tuy vậy lão cũng không có phát ra mệnh lệnh xuất chiến song phương cứ như vậy mà rằng co ngay tại chỗ thời gian dần dần trôi qua trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày sắc trời dần dần tối đại quân khôi thành không hề đi tiếp cũng không lui lại, cứ như vậy dừng ở phía xa, đông nghịt một mảnh. Đám người khôi thành kia làm cái quỷ gì vậy, đánh thì không đánh, lui cũng không lui, chẳng lẽ muốn thi triển quỷ kế gì, trên tường thành huyền thành, nam tử mũi ưng nói. Bộ giáo mấy tên thống lĩnh xung quanh ách quái trâu đầu ghé tai một hồi, hiển nhiên trong lòng cũng nghi hoặc, sôi nổi mở miệng suy đoán mưu đồ của khôi thành. Ách quái vẫn đứng nơi đó, không nói một lời, đôi mắt hơi chấp động, không biết suy nghĩ cái gì. Thành chủ, phải chăng chúng ta? mọi người suy đoán thật lâu cũng không có đầu mối gì ách quái lại không nói một lời nam tử mũi ưng không nhịn được hỏi Đi không động ta cũng không động không cần nóng vội các ngươi tăng thêm nhân thủ tuần tra tại mấy nơi khác phòng ngừa bị tập kích bất ngờ đồng thời phái trinh sát điều tra rõ xem lần này khôi thành đến bao nhiêu người ách quái phất tài cắt ngang lời nam tử mũi ưng phân phó theo từng chỉ lệnh ách quái phát ra từng người xung quanh lĩnh mệnh rời đi rất nhanh chỉ còn lại nam tử mũi ưng ở lại chỗ này thành chủ sao không triệu tập người bốn thành khác tới đây cùng ngăn địch tuy số người bốn thành tới không nhiều nhưng đều là tinh anh chiến lược bất phàm nam tử mũi ương nhỏ giọng dò hỏi lúc này chiến cuộc chưa rõ tạm thời không cần điều động lực lượng của bọn họ ách quái lắc đầu trong mắt nam tử mũi ương hiện lên một tia nghi hoặc sau cũng không hỏi gì thêm ta có một số việc cần phải xử lý thiệu ưng nơi này giao cho ngươi nếu bên khôi thành có bất kỳ dị động nào ngươi biết nên làm gì không cần xin chỉ thị từ ta ách quái nhìn một cái về hướng đại quân khôi thành phía xa mở miệng nói thiệu ưng nghe vậy khẽ giật mình đang muốn hỏi ách quái đã quay người rời đi thân ảnh nhoáng một cái biến mất thiệu ưng bất đắc dĩ ngây người một cái sau đó đành phải quay người truyền lệnh của ách quái bóng đêm rất nhanh trùm xuống trận địa hai bên huyền thành và đại quân khôi thành đã sẵn sàng đón địch nhưng đều không phát động công kích cứ như vậy hai bên duy trì cục diện rằng co quỷ dị ánh trăng như nước dịu dàng chiếu lên nơi hoang dã cạnh huyền thành trên một ngọn núi thấp cách huyền thành hơn ngàn dặm một nữ tử quần trắng lẳng lặng đứng thẳng đang ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời trong miệng nhẹ giọng ngâm nga bài hát dao trên mặt nàng đeo một chiếc mạng che mặt màu đen không nhìn ra dung nhan nhưng dáng người uyển chuyển tản mát ra một cỗ cảm giác yêu mị không cách nào nói rõ đồng thời cho người ta một loại cảm giác ngây thơ chất phác thanh thuần hai loại khí chất hoàn toàn trái nhau đan vào cùng một chỗ khiến người ta chỉ nhìn theo một chút tâm thần đã muốn lâm vào trong đó huyền nữ mị của sa tâm đo hữu tiến nhanh thật là đáng mừng nhưng ở cạnh huyền thành ta đạo hữu lại dám rời khỏi đại quân một mình tới đây lá gan cũng không nhỏ à một thanh âm lạnh lùng truyền đến hư không cách nữ tử quần trắng mời trượng lóe lên một bóng người màu đen lăng không hiện ra đúng là ách quái nếu ách đạo hữu muốn động thủ xin cứ tự nhiên sa tâm chậm rãi xoay người lại dùng một loại ngữ khí lười biếng nói khí chất thanh thuần trên người nàng đột nhiên biến mất một cỗ lực lượng mị hoặc phô thiên cái địa tản ra từ trên người nàng ánh trăng và gió đêm xung quanh dường như cũng trở nên mềm mại hơn nhiều hư đồng tử ách quái hơi co lại hư lạnh một tiếng nhưng cũng không có động thủ ta biết mà ách đạo hữu phân rõ đúng sai nào có chuyện không phân tốt xấu ra tay với một nữ tử yếu ớt xa tâm cười cười một chút nói đừng có nói lời vô nghĩa ban ngày ngươi truyền âm hẹn ta ra đây có mục đích gì nói mau đi nếu muốn tiếp tục khơi mào đại chiến hai thành ách mộ tiếp là được ách quái thoáng như không thấy sự yêu mị của sa tâm lạnh lùng nói ách đạo hữu hiểu lầm lần này thiếp thân đến đây thực sự không phải muốn khơi mào cuộc chiến hai thành mà là có chuyện quan trọng khác muốn thương lượng với ách đạo hữu sa tâm cười một tiếng yếu ớt nói trong lúc nói chuyện khí tức trên người nàng lại đột nhiên biến đổi tất cả cảm giác mị hoặc đều biến mất trong nháy mắt dáng người huyền chuyển câu hồn đoạt phách cũng mất đi toàn bộ sự ý vị cả người nàng như biến thành một nữ tử bình thường không chút thu hút thương lượng chuyện quan trọng trong lòng ách quái lần nữa run lên nhíu mày hỏi nghiêm túc mà nói là muốn mời ách quái đạo hữu cùng làm một đại sự lông mày sa tâm khẽ cong cười nói sa tâm đo hữu có lời gì cứ nói thẳng đi không cần quanh co lòng vòng như vậy trong mắt ách quái mơ hồ hiện lên một tia dị sắc nhàn nhạt, nhạt nói ách đạo hữu cần gì phải ra bộ hồ đồ những năm gần đây hai người chúng ta chỉ tâm tâm niệm niệm có chỗ đó mà thôi mà nơi cổng vào kia khôi thành chúng ta cũng đã tìm được huyền thành đừng nên ăn mảnh thì hơn sa tâm chỉnh lại mái tóc rủ xuống thái dương lạnh nhạt nói ách quái nghe vậy sắc mặt cứng đờ thần sắc lần đầu xuất hiện biến hóa trong mắt ẩn hiện vẻ sắc bén ách đạo hữu cần gì phải dùng loại ánh mắt này nhìn thiếp thân vị trí cổng vào kia thực sự không phải là cố ý theo dõi các hạ mà tìm được là khôi thành ta tiêu phí vô số tâm tư và nhân lực thăm dò phát hiện ra từng chút một tuyệt đối là quang minh chính đại sa tâm thoải mái nói có thật là vậy không trong lòng sa đạo hữu hiểu rõ nhưng ngươi vừa nói ăn mảnh là ý gì nếu sa đạo hữu cũng phát hiện cổng vào chắc hẳn sớm đã biết tình huống bên trong chỗ đó hung hiểm như thế trong thời gian ngắn ách mỗ cũng không có ý định tiến vào ách quái hừ một tiếng lập tức bình tĩnh nói ách đạo hữu đây là ức hiếp thiếp thân là loại đàn bà con gái kiến thức nông cạn sao mặc dù gần đây ta mới phát hiện cổng vào kia nhưng cũng nhận ra rất nhiều rãnh trời nguy hiểm đang dần dần yếu bớt chắc hẳn thiên hiểm đó có chu kỳ biến hóa hiện giờ đang là thời kỳ yếu nhất mà lần này Huyền Thành các ngươi cử hành hội võ Nam Thành lại đưa ra trọng thưởng như vậy, chẳng lẽ không phải vì tuyển chọn nhân tài hữu dụng tiến vào chỗ đó trước cả? À? Sa Tâm cười cười, trong mắt đẹp lại mơ hồ nổi lên một tia vũ mị. Ách Quái nghe vậy, sắc mặt không thay đổi gì, nhưng trong mắt không khỏi hiện lên một tia lạnh ý. Ách đạo hữu, mặc dù chỗ cổng vào Thiên Hiểm đang suy yếu, nhưng uy lực của Thiên Hiểm vẫn không phải thứ nhân lực chúng ta có thể chống lại. Hồi Thành ta tự nghĩ vô lực tiến vào trong đó, mà chỉ dựa vào lực lượng một thành của Huyền Thành các ngươi hy vọng cũng gần như mong manh kế sách hiện nay chỉ có hai bên chúng ta hợp tác mới có một chút khả năng vì vậy thiếp thân mới không ngại cực khổ đến đây trao đổi việc này với đạo hữu mong ách đạo hữu có thể đưa ra một quyết định sáng suốt xa tâm trượt chuyển đề tài khuyên nếu ta không đáp ứng thì sao ánh mắt ách quái chớp động nói từng chữ từng câu vậy thiếp thân cũng không có cách nào đành phải bắt đầu tiến công huyền thành từ hôm nay thẳng đến khi thời kỳ yếu ớt của cổng và thiên hiểm trôi qua ai cũng đừng mong vào Sa tâm cười nhạt một tiếng, nói. Trong mắt ách quái hiện lên sự tàn khốc, một cỗ uy áp băng hàn đáng sợ theo đó bỗng bộc phát từ người ra, phù thiên cái địa đè ép về phía sa tâm. Hư không hơn mười dạm run rẩy ông ông, mặt đất cũng rung động ù, từng cỗ phong bạo lấy ách quái làm trung tâm, đánh về bốn phương tám hướng, khiến thiên địa biến sắc. Ánh mắt sa tâm bình tĩnh, lặng lặng đứng trong đó, không bị uy áp của ách quái ảnh hưởng chút nào. Bất kể phong bạo xung quanh nào sắp đụng tới thân thể nàng liền lập tức tách ra, đến góc áo của sa tâm cũng không động đậy chút nào ách quái hít sâu một hơi khí tức trên thân như thủy triều rút đi phong bạo xung quanh từ từ lặng xuống sa đạo hữu muốn hợp tác thế nào ách quái im lặng chốc lát mở miệng hỏi sa tâm nghe vậy đôi mắt đẹp khẽ cong khoái miệng hiện lên tia cười thời gian một đêm trôi qua rất nhanh vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người đại quân khôi thành đối chọi cả đêm cũng không tiến công ngược lại bắt đầu rút lui cũng không lâu lắm đại quân khôi thành liền biến mất vô tung không để lại bất kỳ dấu vết nào mà quân coi giữ trong ngoài huyền thành cũng theo lệnh ách quái lặng lẽ rút quân một hồi sắp đại chiến cứ như vậy tan thành mây khói dân chúng trong huyền thành còn có những người đến từ bên ngoài như hàn lập ngoài sự kinh ngạc còn có nhẹ thở phào dù sao nếu không bất đắc dĩ không ai muốn phát động một hồi chiến tranh với cường địch mấy ngày sau trong biệt uyển hàn lập ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong nhà mình tinh quang màu trắng lượn lờ trên thân hắn đang vận chuyển thiên sát chấn ngục công luyện hóa lực lượng của viên thú hạch thiên cấp bên trong thú hạch thiên cấp ẩn chứa lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ dù hắn có trưởng thiên bình tương trợ nhưng luyện hóa nhiều ngày vẫn không thể hấp thu toàn bộ một chỗ huyền khiếu mới tinh trên người hắn hiện lên tinh quang chớp động mơ hồ có dấu hiệu mở ra nhưng vẫn chưa mở hàn lập mở to mắt thần sắc cũng không có vẻ gì thất vọng đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài phủ thành chủ lúc này cách trận đại chiến hết sức căng thẳng kia đã qua năm sáu ngày sau khi đại quân khôi thành biến mất ngoài thành cũng không hề thấy xuất hiện lại nữa tựa như đã thật sự rút đi mặc dù khôi thành đã lui nhưng ách quái thành chủ không có ý tiếp tục mở hội võ nam thành những ngày qua người bốn thành khác cũng luôn ở lại biệt uyển không có ra ngoài đi đi lại lại nhưng sáng sớm hôm nay ách quái trượt triệu kiến bốn thành chủ như thần dương không biết vì sao vào lúc này một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài đôi lông mày hàn lập khẽ động kéo mở cửa phòng là một gã người hầu thanh dương thành người nọ thấy hàn lập đột nhiên đi ra kinh ngạc một chút lập tức cùng kính hành lễ nói lệ tiền bối thành chủ mời ngài qua đã biết hàn lập nhẹ gật đầu lại nhìn một cái về phía phủ thành chủ sau đó cất bước đi tới chỗ ở của thần dương sau một lát hắn đi vào nơi ở của thần dương nhưng đại môn nơi này đóng chặt hàn lập nhíu mày đang muốn đưa tay gõ cửa đại môn chợt tự mở ra lộ ra một khe hở lệ đạo hữu vào đi thanh âm thần dương truyền ra từ bên trong trong lòng hàn lập khẽ động cất bước đi vào đại môn sau lưng cạch một tiếng tự động đóng vào đồng thời trên cửa đá hiện lên một tầng bạch quang ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài trong lòng hàn lập khẽ động nhìn vào trong phòng lúc này trong phòng ngoại trừ thần dương còn có hai người khác là cốt thiên tầm và hiên viên hành giải đạo nhân vẫn mặt không biểu tình lẳng lặng đứng sau lưng thần dương trong lòng hàn lập kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng thần dương gọi hắn tới đây là nói rõ cho bọn hắn biết tình huống lúc này của huyền thành chưa từng nghĩ chỉ gọi ba người bọn hắn tới không biết là dụng ý gì lệ đạo hữu mời ngồi chúng ta chỉ còn đợi mình ngươi thôi thần dương mỉm cười nói với hàn lập vẻ mặt mơ hồ có chút hưng phấn hàn lập để ý nét mặt của thần dương không để lại dấu vết nhìn giải đạo nhân một cái tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh hai người cốt thiên tầm hôm nay gọi các ngươi tới đây chính là có đại cơ duyên muốn bàn bạc với ba vị thần dương đi thẳng vào vấn đề nói ra cơ duyên ba người hàn lập đều khẽ giật mình việc này có chút đường đột với ba vị chuyện thế này hôm nay ở sâu trong tích lân không cảnh có một bí cảnh xuất thế bên trong bí cảnh có vô số chân bào chính là đại cơ duyên hiếm có trăm vạn năm mới gặp một lần ách quái thành chủ quyết định dừng hội võ năm thành lại dẫn theo mười sáu người mạnh mẽ nhất tiến vào cùng nhau tìm kiếm thăm dò nơi này thần dương vừa cười vừa nói hàn lập nghe vậy nhíu mày những lời này quả thực rất bất ngờ đang yên đang lành tự dưng xuất hiện một cái bí cảnh thành chủ chuyện này là thật chỉ có điều trên mặt cốt thiên tầm và hiên viên hành đứng bên cạnh lại mơ hồ hiện ra vẻ kích động hỏi đương nhiên tất cả đều là thật thần dương cười nói thành chủ có thể nói rõ hơn một chút không hàn lập suy nghĩ một chút hỏi lệ đạo hữu đến tích lân không cảnh chưa lâu không hiểu về nơi này nhiều bên trong tích lân không cảnh vô cùng thần bí mặc dù huyền thành chúng ta đã ở nơi này vô số năm tháng nhưng cũng không thể dò xét rõ ràng nơi này hiểu biết về nó phi thường có hạn hư không ở sâu trong tích lân không cảnh biến ảo cất giấu rất nhiều bí mật còn có vô số thiên tài địa bảo những chân bảo đỉnh cấp lưu thông trong huyền thành chúng ta ví dụ phần thưởng hội võ lần này như thiên lân vẫn tinh lưu diễm huyết vân thật ra đều có được từ nơi ấy bí cảnh lần này hiện thế chính là cái lớn nhất trong gần trăm vạn năm qua cơ duyên thực sự hiếm có thần dương giải thích nói bạn đang xem phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất, youtube com phim viết liền không giấu nhé. Hàn lập nghe nói thế, trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành nghe vậy, vẻ kích động trên mặt càng đậm. A, à, nếu thế, quả đúng là một chỗ bảo địa, chỉ có điều có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, bên trong chắc hẳn vô cùng nguy hiểm a. À? Hàn lập suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Đương nhiên, bên trong bí cảnh bực này có đầy rẫy các loại nguy hiểm chưa biết vốn lợi ích và nguy hiểm luôn cùng tồn tại mà. Bởi vậy muốn ba vị suy nghĩ kỹ càng, nếu không muốn đi, sẽ không miễn cưỡng. Thần Dương gật gật đầu, còn nói thêm. Ba người nghe nói xong, trên mặt đều lộ vẻ do dự, im lặng không nói. Thần Dương cũng không có ý thúc giục, lặng lặng ngồi đó chờ đợi. Ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động, ánh mắt nhìn qua giải đạo nhân một cái. Giải đạo nhân đứng, mắt rủ xuống, lúc này vẻ mặt không biểu lộ chút nào, chỉ có điều khó ai có thể nhìn ra, một ngón tay ở bên hông giải đạo nhân điểm nhẹ một cái trong lòng hàn lập hơi động một chút bỗng nhiên mở miệng hỏi thành chủ ta còn có một chuyện muốn hỏi mấy ngày trước người khôi thành đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành giống như muốn tấn công trên quy mô lớn nhưng bây giờ đột nhiên rút lui cách hoạt động quỷ dị như vậy chẳng lẽ có liên quan với bí cảnh nơi này lệ đạo hữu đoán không sai lần này người khôi thành đột nhiên xuất hiện đúng là đến vì bí cảnh bọn chúng cũng sẽ phái người cùng tiến vào Thần Dương nhìn Hàn Lập một cái, nói ra. Thân thể cốt thiên tầm và hiên viên hành chấn động, lập tức lộ ra vẻ phức tạp, trầm mặc không nói. Khôi Thành chính là kẻ thù không đội trời chung với Huyền Thành, hai bên gặp nhau, bên trong bí cảnh, nhất định là không chết không thôi, có bọn chúng, nguy hiểm lại gia tăng lên gấp mấy lần. Nếu như thành chủ cảm thấy hứng thú với bí cảnh kia như vậy, lệ mỗ sẽ đi mở mang kiến thức một chút à, Hàn Lập chỉ suy xét đắn đo một phen, liền gật đầu nói. Tốt, cốt đạo hữu và hiên viên đạo hữu các người nghĩ như thế nào thần dương thấy hàn lập đồng ý đi trong lòng mừng thầm quay đầu nhìn về phía cốt thiên tầm cùng hiên viên hành có cơ duyên như vậy tại hạ đương nhiên không muốn bỏ qua hiên viên hành hít sâu một hơi vẻ trần trời trên mặt biến mất hết gật đầu nói nếu như lệ đạo hữu cùng hiên viên đạo hữu đều muốn đi cốt mẫu mặc dù là nữ giới cũng không muốn lui bước như vậy cốt thiên tầm chứng kiến hai người hàn lập cùng đáp ứng sự lưỡng lự trong lòng dường như cũng biến mất mặt giãn ra cười nói tốt ba vị đều đồng ý đi vậy chuyến thăm dò lần này thành dương thành ta nhất định sẽ không yếu thế hơn so với bốn thành khác trước mắt ba vị từng người đi về nghỉ ngơi đi ngày xuất phát chưa xác định đến lúc đó ta sẽ đích thân báo cho các người biết thần dương cười nói ba người hàn lập đáp ứng một tiếng đứng dậy cáo từ đúng rồi việc này trước mắt vẫn còn là bí mật các người biết là được không nên nói cho những người khác biết thần dương chuyển chủ đề dặn dò ba người khẽ giật mình lập tức đáp ứng một câu, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi ba người đi rồi, thần dương cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ở, đi về phía phủ thành chủ. Sau nửa tháng, vào một sáng sớm, trong phủ thành chủ trên một mảnh quảng trường đá trắng rộng rãi, tiếng người huyên náo, 16-17 người đang đứng ở đây. Từng người bọn hắn tập trung lại, mơ hồ chia làm năm chi đội ngũ. Trong đó, ngoài cùng bên trái là một đội ngũ đông người nhất. Tổng cộng có 5 người, trong đó đứng đầu là một đôi nam nữ mặc cốt giáp màu trắng đẹp đẽ không ai khác chính là huynh muội huyền thành chu tử nguyên và chu tử thanh lần này ra ngoài không giống những lần trước ngươi vốn cũng không phải là một trong 16 người mạnh nhất nghe ca khuyên một câu tốt nhất nên ở lại huyền thành chờ ta trở về chu tử nguyên cao mày nhìn muội muội bên cạnh nói ra ta mặc kệ dù sao ta cũng muốn ở cùng một chỗ với ca 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 ngươi đừng nghĩ bảo ta ở lại uống hồ thành chủ đại nhân cũng đã đáp ứng người phản đối cũng vô dụng chu tử thanh vừa cười vừa nói đối với ách quái thành chủ chu tử nguyên luôn luôn một mực tuân theo tuyệt đối không làm trái nửa lời nghe muội muội nói như vậy cũng chỉ biết thở dài một tiếng không mở miệng nói nữa ba người bên trái tiếp theo đó là đội ngũ bạch nham thành cầm đầu là thiếu niên mặt heo phương thiền trải qua trận thất bại lúc trước dường như gã không bị ảnh hưởng chút nào lúc này tay gã dính đầy dầu mỡ mang theo một khúc xương thú vừa thô vừa to cảm ăn bắp thịt được nướng đến vàng óng trên đó vẻ mặt tràn đầy vui vẻ phát ra từ đáy lòng đội ngũ huyền chỉ thành bên cạnh thì không cao hứng như vậy cầm đầu là phong vô trần sắc mặt y âm trầm như nước đứng nguyên tại chỗ không hề nói nửa câu nào với hai người bên cạnh chỉ là thỉnh thoảng dương mắt nhìn qua mấy người thanh dương thành phía bên phải trải qua nửa tháng tu dưỡng thương thế của y đã khôi phục không ít cánh tay phải đứt đi cũng không biết được chữa trị ra sao giống như đã được ghép một cánh tay hoàn toàn mới phía trước giống như đoạn thông quấn đầy băng vải màu trắng. Cách đấy không xa, chính là ba người thanh dương thành hàn lập, mà phía bên phải xa hơn một chút chính là ba người thông dư thành. Cốt đạo hữu, thành chủ phủ ngày hôm nay tập trung 16 người hội võ năm thành lại chỗ này, xem ra hôm nay sẽ xuất phát, chỉ là không biết cụ thể sẽ đi hướng nào, hàn lập hạ thấp giọng hỏi. Lần này, hội võ năm thành bị gián đoạn, vốn chính là sự kiện khác thường, lúc này huyền thành cùng khôi thành tạm thời kết thành đồng minh, hai phe lại, giữ bí mật về chuyện này nên ta cũng không có tin tức gì cốt thiên tầm hơi nhíu mày nói như thế quyền thành cùng khôi thành thù hận đối địch lẫn nhau đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi giờ hai bên lại có thể trở thành liên minh muốn liên thủ đi làm một chuyện đây là chuyện mà mọi người khó có thể tưởng tượng được dù sao trải qua bao nhiêu năm tháng hai bên thường xuyên giao chiến thương vong không kể được nợ máu ngày càng trồng chất có thể làm cho hai phe bỏ qua thù hận liên thủ đi đến chỗ đấy chỉ sợ không phải vùng đất tốt lành gì hiên viên hành lo lắng nói lúc trước thần dương thành chủ không phải đã nói sao yêu cầu thực lực đối với chuyến này có chút nghiêm ngặt cho nên mới lựa chọn 16 người mạnh mẽ đứng đầu hội võ nếu trong 16 người có người lo sợ cũng có thể tự ý rời khỏi đâu có cưỡng ép ai cốt thiên tầm cười nói mặc dù nói như vậy nhưng thành chủ cũng nói chuyến này mặc dù nguy hiểm rất lớn nhưng lợi ích thu được nhất định sẽ rất nhiều ai lại phí công từ bỏ đây nếu không như vậy ta cũng sẽ không xoắn suýt lo lắng đến thế hiên viên hành cười khổ một tiếng nói ra hàn lập cũng không để tâm những chuyện này cái hắn quan tâm là phương pháp phá giải hắc kiếp trùng như thế nào và thăm dò được tung tích thạch xuyên không cùng tử linh hội võ nam thành bị gián đoạn ước định lúc trước cùng lục hoa phu nhân tạm thời không có cách nào thực hiện được mà một khi rời khỏi huyền thành nếu còn muốn tìm hiểu tin tức thạch xuyên không đương nhiên cũng sẽ rất khó khăn đang lúc cân nhắc một bên quảng trường có tiếng bước chân truyền đến hàn lập rời mắt nhìn qua chỉ thấy một nhóm hơn 10 người đang đi tới bên này. Trong đó dẫn đầu, đương nhiên chính là huyền thành thành chủ ếch quái. Ở sau lưng, thần dương và ba vị thành chủ còn lại, cùng lục hoa phu nhân xếp thành một hàng, phía sau bọn họ còn có năm sáu người đi theo. Ánh mắt hàn lập đảo qua những người kia, chính là giải đạo nhân đi theo sau lưng thần dương, còn đi theo sau lưng lục hoa phu nhân là tên âm kiêu nam tử mũi ưng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn vừa đảo qua trên thân bốn người, thần sắc không khỏi hơi đổi chỉ thấy bên cạnh âm kiêu nam tử là một gã sáng người cao giáo sánh bước mà đi nam tử đang mặc trang phục màu đen che mặt từ giữa sống mũi xuống dưới được che bởi một khối mặt nạ bằng xương màu trắng chỉ có đôi mắt âm u màu tím lộ ở bên ngoài điều đặc biệt nhất chính là trên đầu gã là một đầu tóc ngắn màu trắng hơi quan xoắn dài đến tai bù xù phía sau đầu người nọ rõ ràng chính là thạch xuyên không trong lòng hàn lập mừng rỡ không thôi đang muốn truyền âm liên hệ thì thấy thần dương đang nhìn hắn khẽ lắc đầu ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lông mày hàn lập nhăn lại, trong lòng khẽ động, cẩn thận nhìn lại thạch xuyên không, liền phát hiện vẻ mặt gã hờ hững, đi về phía trước, với ánh mắt nhìn thẳng từ đầu tới cuối không lệch đi nửa điểm, thoạt nhìn rõ ràng có gì đó không đúng. Đây là có chuyện gì? Hàn lập cao mày, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Làm sao vậy? Cốt thiên tầm chú ý tới vẻ dị thường của hàn lập bên cạnh, mở miệng hỏi. Không có gì, đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân, nên có chút thất thần thôi. Hàn Lập nghe vậy cười cười, thần sắc khôi phục như thường, nói ra. Cốt thiên tầm nghe vậy, bán tín bán nghi nhìn qua thạch xuyên không phía bên kia, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhìn lại phía đám người ách quái. Ách quái mang theo mọi người đi lên đài cao phía trước quảng trường, ánh mắt đảo qua mọi người, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta tin rằng trước đây thành chủ các người đã tiết lộ qua một ít tin tức, lần này hội võ Nam Thành bị gián đoạn ngoài ý muốn cũng không phải là bởi vì người khôi thành xâm lấn mà là do ở đại khư hiện thế cần phải liên thủ hai thành huyền khôi thăm dò bí mật các ngươi là 16 người đứng đầu hội võ nam thành được chọn ra là lực lượng thám hiểm chính lần này đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào đại khư mọi người tại đây nghe vậy thần sắc đều hơi đổi trên mặt đều hiện ra một chút kinh hỉ trộn lẫn một chút lo lắng thần sắc phức tạp hàn lập thấy thế vẻ mặt hồ nghi truyền âm hỏi cốt đạo hữu không biết đại khư này là cái gì lệ đạo hữu người không biết đại khư đại khư này chính là một khu vực đặc thù nhất trong tích lân không cảnh là một chỗ cất giấu đại lượng bảo tàng bí ẩn trong truyền thuyết nghe nói huyền khôi hai thành đã tự mình tìm kiếm không biết bao nhiêu năm không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện cốt thiên tầm hiển nhiên cũng hết sức kinh ngạc truyền âm trả lời hàn lập ở một bên nghe vậy ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn thạch xuyên không một cái lần này đường xá xa xôi hung hiểm khó dò nếu có người tâm niệm không vững hiện tại vẫn có thể rời khỏi một khi đã ra khỏi thành sẽ không được giao động tinh thần nữa, nếu không liền theo quy tắc phản bội chạy trốn luận xử, ánh mắt ách quái quét qua đám người, mở miệng nói ra. Những người dưới đài, cơ hồ tất cả đều một bộ dạng quyết đi, không có một người nào rời khỏi. Rất tốt, xem ra chư vị đều là người có tâm trí kiên nghị, chuyến này tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Trước khi lên đường, ta còn có một chuyện nhắc nhở chư vị, hồi thành mặc dù tạm thời liên thủ với chúng ta, nhưng tâm phòng bị tuyệt đối không thể thiếu hy vọng chư vị có thể đoàn kết nhất trí hết sức hợp tác đồng mưu bí bảo ách quái cao giọng nói ra cần tuân dụ lệnh thành chủ đám người nghe vậy cùng hô to ước chừng một lúc lâu sau cổng chính tỏ vò cao lớn huyền thành từ từ mở ra một đội ngũ do mười mấy đầu lân thú to lớn tạo thành chậm rãi xuyên qua cổng tò vò đi ra ngoài thành lân thú cầm đầu cao hơn trăm trượng đầu như con người thân thể lại giống như cự ngạc trên lưng chở một tòa thạch điện màu đen trên cửa khắc hoa lại tô điểm tinh cốt, nhìn có chút hoa mỹ, chính là tòa hành cung của ách quái. Theo sát phía sau là mười mấy đầu ô lân tượng to lớn, trên lưng đồng dạng chờ từng tòa thạch điện màu đen, chỉ là tạo hình ngắn gọn, giản dị tự nhiên, không thể nào so sánh với tòa của ách quái. Trong đội ngũ, thần dương mang theo giải đạo nhân độc chiếm một tòa thạch điện, ba người hàn lập thì dùng chung một tòa. Diện tích trong thạch điện không nhỏ, ba người bọn họ đều chiếm một gian phòng ốc, nhưng vẫn còn rộng rãi. Lúc đội ngũ ra khỏi thành, hàn lập cũng không vội vã về trong điện nghỉ ngơi mà là đi ra ngoài điện đứng trên lưng ô lân tượng đưa mắt nhìn ra xa chỉ là tầm mắt của hắn không thể nào nhìn quá xa được do trước mắt bị chắn ngang bởi tòa trọng huyền sơn mạch to lớn kia qua ước chừng một khắc đồng hồ toàn bộ đội ngũ vượt qua một khe núi trong dãy núi lúc này ánh mắt rốt cuộc trở nên trống trải hơn hàn lập ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn lại không khỏi nhẹ a một tiếng chỉ thấy một bên sườn núi khác đang nằm sấp mười mấy đầu ô lân tượng từng con khoác lần giáp ngực khảm thú hạch bên miệng nhô ra hai cây trường màu sắc bén toàn thân trên dưới nhìn âm u đầy tử khí không có nửa điểm sinh cơ tất cả đều là khôi lỗi hàn lập trầm ngâm nói đúng lúc này trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một bóng người bay lượn đến lơ lửng phía trước mọi người trong lòng hàn lập hơi động ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy đó là một thanh niên tuấn mỹ phía sau lưng đeo hai cây đoàn kích làm bằng xương giao nhau trên người mặc một bộ áo giáp màu đen chân đạp hư không lơ lửng trên không trung cao trăm trượng trong tích lân không cảnh linh lực ma khí hoàn toàn không có không cách nào ngự không phi hành người này lại có thể đứng lơ lửng giữa không trung lập tức làm bên huyền thành rối loạn tưng bừng không ít người đều nhao nhao đi ra thạch điện nhìn xem bất quá mấy vị thành chủ lại không có bất cứ động tĩnh nào chu tử thanh và ca ca cùng đứng một chỗ một mặt si mê nhìn tên thanh niên kia nhỏ giọng thầm thì nói tiểu ca thật tuấn tú à nói vậy bạ gì đó đó là địch nhân huyền thành chúng ta đấy lông mày chu tử nguyên nhíu chặt cốc đầu nàng một cái nhắc nhở biết rồi chu tử thanh nhẹ gật đầu cũng không dám đùa giỡn nữa nói nghiêm túc hàn lập nhìn thanh niên tuấn mỹ một mặt ôn hòa ý cười kia trong lòng luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng ánh mắt của hắn nhìn lên một đường nhìn về phía tầng mây trên bầu trời mới phát hiện đám mây trên đỉnh đầu thanh niên kia rõ ràng hơi tối có chút không thích hợp chư vị thành chủ huyền thành cùng đồng đạo Sa tâm đại nhân muốn ta đến đây thông báo một tiếng, vì để tránh gây nên hiểu lầm, cùng xung đột không cần thiết. Đội ngũ hai thành chúng ta cùng đi, nhưng trên đường một trước một sau cách xa nhau một khoảng. Lúc này, thanh niên Tuấn Mỹ kia bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm của gã đúng là xen vào giữa nam nhân và nữ nhân, hết sức êm tai dễ nghe. Huyền thành bên này trầm mọc một lát, sau đó chu tử nguyên tựa như nhận được chỉ lệnh, mở miệng nói. Thỉnh cầu trở về thông báo một tiếng, ách quái đại nhân chúng ta cũng có ý này thanh niên tuấn mỹ kia thấy thế ánh mắt rơi vào trên thân chu tử nguyên mỉm cười ôm quyền quay người rời đi lúc này hàn lập mới nhìn đến chỗ sâu tầng mây trên bầu trời có một bóng hình màu đen di động theo hướng về đội ngũ khôi thành bên kia lúc này mới hiển lộ ra chân thân lại là một đầu rực lân điều to lớn ngay ngược con điều này đồng dạng có khảm thú hạch toàn thân tràn đầy tử khí nhìn tựa hồ cũng là khôi lỗi được tên thanh niên tuấn mỹ kia khống chế dùng một loại sợi huyền ti nào đó mắt thường khó thấy mang theo gã ngự không mà đi không bao lâu chỉ nghe trong đội ngũ khôi thành phía trước chuyển đến một tiếng kèn rõ to những lần thú khôi lỗi nằm ở trên sườn núi kia bắt đầu từng đầu đứng thẳng lên chậm rãi tiến lên phía trước khoảng cách hai bên được khoảng mấy trăm trượng nhân mã huyền thành cũng bắt đầu hành động đi theo đội ngũ khôi thành dẫn đường phía trước trời cao mây rộng cảnh tượng trên mặt đất nhìn không sót thứ gì trước mắt đều là một mảnh hoang vu hàn lập nhìn một lát liền cảm giác có chút nhàm chán, liền quay trở về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng điều tức. Trong đêm, Hàn Lập từ trong điều tức nhập định hồi tỉnh lại, ra gian phòng, đi tới thạch điện bên ngoài. Dưới một mảnh ánh trăng thanh minh, thân hình hắn nhảy lên, từ trên lưng ô lân tượng nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng một đầu ô lân tượng khác phía trước, cất bước đi vào thạch điện phía trước. Không đợi hắn mở miệng, trong điện đã vang lên thanh âm thần dương, lệ đạo hữu, ta biết người sẽ tới, chờ người đã lâu hàn lập nghe vậy trực tiếp đẩy thẳng đại môn thạch điện đi vào tiến vào đại điện hàn lập liền thấy giải đạo nhân đang khoanh tay đứng ở cạnh cửa thấy hắn tiến đến liền dẫn hắn đi vào trước cửa một gian phòng trong lúc đó trên mặt giải đạo nhân không có bao nhiêu biểu lộ cũng không có dư thừa hơi nói chuyện với hàn lập hàn lập đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện này đẩy cửa phòng ra đi vào mời ngồi thần dương tiến lên đón nói với hàn lập thần đạo hữu hôm nay hàn lập vừa mới mở miệng liền bị thần dương nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại lệ đạo hữu bây giờ thạch không đạo hữu chỉ sợ ngươi cũng đã biết đã không phải là cùng một người nữa thần dương thở dài một tiếng nói ra đến cùng là xảy ra chuyện gì hàn lập nhíu mày lại hỏi cái này năm đó đỗ thanh dương đưa thạch không đạo hữu đến huyền thành vốn chuyển đi rất bí ẩn ta cũng qua hồi lâu mới biết ở trong đó có chuyện gì ta căn bản không rõ lần này cũng là lần thứ nhất tại huyền thành nhìn thấy hắn cho ta cảm giác thật giống như một bộ khối lỗi thần dương có chút trần trờ nói hàn lập nghe nói lời ấy thần sắc hơi đổi lông mày càng nhíu chặt hơn bất quá lại có chút khác biệt cụ thể là cảm giác gì ta cũng không rõ tóm lại hiện tại thời gian này ngươi muốn tiếp cận hắn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt thần dương bỗng nói thêm ta nếu muốn hành động thiếu suy nghĩ giờ phút này sẽ không tới tìm ngươi thần sắc hàn lập hơi buông lòng chậm rãi nói ra trên mặt hắn nhìn như bình tĩnh trong lòng lại một đống hoài nghi năm đó trước khi tiến vào tích lân không cảnh tam hoàng tử thạch phá không từng cho mỗi người bọn họ một bộ ngọc quyết màu lá cây cái đó có thể xác định vị trí ấn ký bọn hắn là thứ bọn hắn dựa vào để thoát thân khỏi tích lân không cảnh trước đó hắn mấy lần gặp nạn cũng chưa từng sử dụng tới vật này là bởi vì hắn chưa tìm được tử linh không muốn liền như vậy phí công nhọc sức nhưng thạch xuyên không lại vì cái gì mà không sử dụng nếu thật đã đến mức bị xóa đi thần trí chế thành khôi lỗi vì sao gã không dùng vật này hàn lập không tin với thực lực của gã ngay cả cơ hội dùng vật này cũng không có đúng thế lệ đạo hữu luôn luôn suy nghĩ chu toàn sao là người lỗ mãng chứ thần dương cười nói ta bên này không tiện dò xét vậy chuyện này liền nhờ thần đạo hữu hao tổn tâm trí rồi hàn lập nghe vậy lập tức nói ra lệ đạo hữu yên tâm việc này ta chắc chắn lưu tâm phàm thám thính được bất kỳ tin tức gì ta đều sẽ thông báo cho ngươi thần sắc thần dương nghiêm lại trịnh trọng nói đa tạ hàn lập ôm quyền nói ra không cần đa lễ lần này đi đại khư đường xá xa xôi phía trước còn không biết tình trạng như thế nào lệ huynh cần hào hào tĩnh dưỡng phối hợp tác chiến là được thần dương khoát khoát tay cảm khái nói hai người nói chuyện với nhau một lát sau đó hàn lập liền cáo từ một tiếng rời đi trở lại gian phòng của mình hắn tĩnh tọa tự định giá một lát thu hồi tạp niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu yên lặng tu luyện thiên sát chấn ngục công thời gian nhoáng một cái, đã hơn một tháng. Hai đội ngũ lân thú một trước một sau, cách xa nhau ngàn trượng, chậm rãi xuyên qua một khe núi hẹp dài. Lúc đội ngũ phía trước còn chưa kịp ra khỏi khe núi, đội ngũ phía sau mới vừa vặn tiến vào bên trong, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng thú kêu rung trời, một đầu song đầu lân chuẩn to lớn vô cùng từ trên cao bay lượn qua. Thân hình nó to lớn, bên ngoài thân bao trùm dày đặc vải đen, lúc hai cánh vỗ, tựa như mây đen giữa trời ở phía dưới in ra một cái bóng màu đen to lớn cơ hồ che đậy toàn bộ khe núi chỉ là lúc nó bay lượn qua hai cánh bỗng nhiên vỗ mạnh một cái liền có hai đạo khí lưu màu trắng mắt thường có thể thấy được tuôn xuống đột nhiên đánh vào hai bên vách núi đá hai tiếng ầm ầm truyền đến hai bên vách núi sụp đổ ầm ầm khói bụi cuồn cuộn bay lên đầy trời lân thú ở phía dưới đi phía sau chấn kinh nhao nhao lui lại thối lui ra khỏi khe núi còn lân thú khôi lỗi phía trước vẫn không nhanh không chậm vượt qua khe núi phía trước Hàn Lập vốn đang tĩnh tọa tu luyện trong phòng, phát giác được động tĩnh, lúc vọt ra đúng lúc nhìn thấy tảng đá to lớn phía trước đang lan xuống, rất nhanh liền lấp kín toàn bộ khe núi. Bụi đất bay đầy trời che khuất bầu trời, khiến cho ánh mắt mọi người không cách nào thấy rõ. Đám người huyền thành bên này nhao nhao lướt ra, đứng trên lưng ô lân tượng, nhìn quanh phía trước. Đúng lúc này, trong khe núi phía trước chợt bộc phát ra một trận bạch quang lóa mắt, một cỗ lực lượng tinh thần cường đại từ đó xông ra, hóa thành một mảnh sóng ánh sáng hình cung từ chỗ khe núi vọt mạnh lên phía không trung ầm một tiếng vang thật lớn mảng lớn nham thạch đất cát bay tung tóe giống như núi lửa phun trào tràn vào không trung hóa thành một trận mưa cát đá vẩy xuống tứ phương một cỗ khí lưu cường đại hình xoán ốc cũng hiện lên từ trong khe núi tuôn trào ra đẩy lớp nham thạch đất cát trồng chất ra làm khe núi hẹp dài vốn bị ngăn chặn một lần nữa được quán thông sau khi các bụi rơi hết hàn lập liếc mắt liền thấy trước hẻm núi bên kia vốn bị loạn thạch vùi lấp Giờ lại có một đầu khôi lỗi Ô Lân Tượng đang ngẩng đầu lên, giờ vòi nhắm vào không trung. Ngay đầu vòi đang có một đạo bạch quang chậm rãi hạ xuống, ở trong tỏa ra cỗ chấn động lực lượng tinh thần, kéo dài không thôi. Hàn Lập không khỏi cảm khái, loại Ô Lân Tượng này sau khi được luyện chế thành khôi lỗi, không những chiến lực nó cường đại, mà ngược lại vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù người khôi thành về mặt tu luyện thân thể không thể so với huyền thành, nhưng tạo nghệ về khôi lỗi lại rất sâu, bởi vậy mới có thể trong hoàn cảnh ác liệt như tích lân không cảnh vẫn tồn tại nhiều năm như vậy cũng như sánh ngang hàng với huyền thành không ai thua ai một màn này rơi vào trong mắt đám người huyền thành làm sắc mặt cả đám biến đổi khác nhau ách quái cùng các thành chủ như thần dương thì trên mặt lại không có biểu hiện gì nhưng những người còn lại thì rối loạn một trận có ít người mặt lộ vẻ kinh hãi cũng có người trong miệng hùng hùng hồ hồ cho rằng là do khôi thành cố ý làm ra không đợi đám người huyền thành kinh ngạc xong két một tiếng nóc thạch điện trên lưng của đầu ô lân tượng nào đó phía trước bỗng nhiên mở ra một âm thanh nổ đùng to lớn phá không vang lên vèo chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen sáng lên một cây trường mô lớn bằng cánh tay người lớn bỗng nhiên nổ bắn ra lóe lên liền đuổi theo đầu xong đầu lân chuẩn đã bay xa trực tiếp xuyên vào bụng nó ngao đầu xong đầu lân chuẩn phát ra một tiếng hét dài cả người nặng nề rơi xuống dưới nhưng lại rất nhanh bay lên vỗ hai cánh bay về phía xa nhưng mà nó vừa mới bay ra hơn nghìn trượng thì bỗng nhiên trên người tỏa ra ánh sáng màu trắng rồi trực tiếp nổ tung ra giữa trời có thể nhận ra trường mâu lúc trước bắn vào cơ thể nó có khảm tính cốt bạo lân thú sư ba của khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua rất nhanh đội ngũ khôi thành lại tiếp tục lên đường đám người huyền thành cũng khống chế lân thú đuổi theo nửa năm sau trên sa mạc đá đen hoang vu gió bão quét qua gào thét rung trời cát bay đầy trời che lấp cả ánh nắng rõ ràng lúc này là giữa trưa nhưng cả trời đất mờ mịt phảng phất như đêm tối trên mặt đất không ngừng vang lên nầm ầm vô số khối đá lớn chừng cái đầu bị gió bão cuốn bay đi khắp nơi phát ra từng âm thanh va chạm vào nhau trên mặt đất bằng phẳng không có núi đá hai đội ngũ cách xa nhau trăm trượng tất cả lân thú cả hai đều trụng đầu vây quanh cùng một chỗ đuôi thì hướng ra bên ngoài riêng phần mình tạo thành hai cái vòng tròn thật lớn chống đỡ cơn bão cắt cùng đá bay đang tàn phá bừa bãi khắp trời đất bất ngờ đỉnh nóc thạch điện trên lưng của một đầu lân thú trong đó rầm rầm rung động bỗng nhiên bị nâng lên một nóc thạch điện thật lớn tốc lên không ngờ bị cơn gió bão cuốn bay giống như con diều bay đi ngay sau đó chỉ thấy một bóng người thật cao lớn hai chân đạp mạnh xuống đất cả người từ chỗ nóc thạch điện vừa bị cuốn bay đột nhiên bay ra xong vào bên trong cắt bụi huyền khiếu trên hai chân của hắn trở sáng lên cả người như đạp trên không mà đi thuận gió mà đuổi theo phiến đá chỉ qua mười mấy hơi thở sau, bóng người kia lại quay về, trên hai tay hắn kéo theo một phiến đá màu đen, còn mũi chân hắn thì liên tục dẫm trên hư không cùng với những khối đá bị bão cuốn bay. Lần nữa quay trở lại, hắn vội mang khối nóc thạch điện thật lớn kia, đậy lại vào chỗ cũ. Sau khi khép kín nóc thạch điện lại, người này đứng ở trong phòng, chậm rãi kéo vạt áo đang bao trùm ở trên mặt xuống, từ đó lộ ra một gương mặt bình thường, chính là Hàn Lập. Hắn gượng cười nhìn thoáng qua trong phòng, chỉ qua mười mấy hơi thở mà trong phòng đã phủ một tầng cắt bụi thật dày đến cả cái bàn đá chính giữa phòng cũng bị một khối đá nện vỡ làm hai nửa phong bạo cát đen này cũng đã kéo dài hơn hai tháng rồi không biết chừng nào mới kết thúc đây hàn lập thở dài một tiếng đưa tay phủi ống tay áo rồi quét cái bụi trên giường đá xuống tiếp đó mới khoang chân ngồi lên mặc dù lúc đầu gặp phải lân thú tập kích cả hai đội ngũ muốn ganh đua với nhau cả hai không muốn hạ thấp khí thế trước mặt đối phương nhưng dọc đường không ngừng tiến vào sâu hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt, đến mức cả hai cũng không thể không tạm thời bỏ qua hiểm khích mà hợp tác với nhau. Lộ trình xa đằng đẵng, thời gian cũng dần trôi qua, nhoáng một cái đã qua mấy năm. Trên mảnh đồng bằng rộng lớn bao la bát ngát, trượt vang lên một tiếng kèn thật to, đội ngũ khôi thành đang đi ở phía trước, bỗng nhiên ngừng lại. Theo sát phía sau, cách ngoài trăm trượng là đội ngũ lân thú huyền thành đã sớm ăn ý, cũng theo đó dừng lại. Trong thạch điện trên lưng một đầu ô lân tượng, ba người hàn lập đang ngồi vây quanh một cái bàn đá lại dừng nữa sao cốt thiên tầm nghe được tiếng kèn kia lông mày nhíu lại nói xem ra lại bị tập kích nữa rồi những năm qua càng đi sâu vào áp lực hư không trong trời đất càng lúc cường đại hơn nữa cũng gặp nhiều con lân thú mạnh mẽ tốc độ lên đường của chúng ta cũng càng ngày càng chậm dần hiên viên hành thở dài một tiếng nói ra lúc đầu cứ nghĩ có thể một đường bế quan tu hành hiện tại thì tốt rồi không những không tu hành được mà còn phải ra ngoài ứng phó đám lân thú tập kích quấy rối kia cũng may là giết một đầu lân thú có thể thu hoạch được một viên thú hạch xem như cũng không có lỗ gì hàn lập cười khổ nói đi thôi ra ngoài xem thử lần này lại có chuyện gì nữa cốt thiên tầm đứng dậy nói ra ba người vừa dứt lời cùng đứng lên đi ra ngoài thạch điện bước ra ngoài đứng trên lưng ô lân tượng mấy người hàn lập mới phát hiện tình cảnh có chút không giống như dự đoán của bọn hắn mặt đất trước mắt nhìn một cái là thấy hết phía trước cũng gió êm sóng lặng căn bản không có dấu hiệu nào bị lân thú đột kích hàn lập nhảy lên nóc thạch điện hai mắt híp lại nhìn về phía xa chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất cách đó trăm dặm rõ ràng không gian trở nên vạn vẹo vết nứt không gian hỗn loạn giống như gió bão đang tàn sát bừa bãi nơi đó rõ ràng ré rách cả hư không dưới khu vực vết nứt không gian dày đặc kia là một rãnh vực sâu không thấy đáy một mực kéo dài hai bên không thấy được điểm cuối trong vực sâu là một mảnh đen kịt dường như có từng sợi hắc vụ bay lên thường cứ cách một đoạn thì có thể thấy một vòng xoáy màu đen thật lớn khuấy động sương mù xoay tròn không ngừng nhìn giống từng con mắt ác mà vực sâu đang nhìn chằm chằm đó là thứ gì vậy hai người cốt thiên tầm cũng tới sát người hàn lập thì thảo nói ra cũng không rõ là cái gì chỉ biết là bên trong đó ẩn chứa lực lượng không gian vô cùng cuồng bão rõ ràng xa như vậy mà còn thể cảm nhận được từng đợt nhàn nhạt lực lượng xé rách hy vọng chỗ đại khư chúng ta muốn tìm không phải là nơi đó hàn lập lắc đầu nói ra. Ba người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, thì thấy thần dương mang theo giải đạo nhân bay tới, hạ xuống trước ba người bọn hắn. Thành chủ, hiên viên hành liền ôm quyền đầu trước, nói ra. Hai người hàn lập cũng thi lễ theo. Không cần đa lễ, vực sâu tràn ngập hắc vụ mà các ngươi đều thấy trước mặt đó, đại khư, nơi mà chúng ta muốn tìm kiếm, chính là ngay phía trước. Thần dương cười khoát tay áo, nói ra. Hiên viên hành cùng cốt thiên tầm nghe vậy, đồng thời nhìn hàn lập một cái, đúng là sợ thứ gì sẽ gặp ngay thứ ấy. Thế bây giờ có cách nào để vượt qua đạo rãnh trời kia không? Hàn Lập dò hỏi. Ta cũng không biết nữa. Ách Quái Thành Chủ đã đi gặp mặt Sa Tâm rồi. Đại khái đợi bọn hắn thương nghị xong mới có thể biết được kết quả. Thần Dương lắc đầu nói ra. Hắc Nguyên hung hiểm như vậy, thật không biết có cách gì mới có thể vượt qua an toàn đây. Hiên Viên hành lo lắng nói. Trước đó ta nghe Ách Thành Chủ nói qua, phong bạo của Hắc Nguyên này đang trong thời kỳ yếu nhất trong trăm vạn năm gần đây cho dù trăm năm trước vùng không gian vết nứt bao phủ khắp nơi cũng đã rộng hơn lúc này chừng mấy trăm dặm chính ngay mảnh đất mà chúng ta đang đứng dưới chân chúng ta cũng không cách nào có thể đến gần được thần dương thở dài một tiếng nói ra đã như vậy sao không chờ thêm nữa có lẽ qua tiếp trăm năm phong bạo trong hắc uyên này liền không đáng phải lo nữa sao cốt thiên tầm trần chờ nói hai thành huyền khôi cùng giám sát dò xét nơi này đã không biết bao nhiêu năm cả hai đều sợ đối phương đi trước một bước tiến vào đại khư nên biết một bước chậm chính là cả quá trình chậm lúc đầu ách quái thành chủ tổ chức năm thành hội võ lần này cũng chính là tuyển chọn nhân tài để tiến vào đại khư không nghĩ ra vậy mà khôi thành lại chủ động tìm tới cửa trước yêu cầu hợp tác ngược lại làm cho kế hoạch của ách thành chủ không thể không sớm tiến hành trước thời hạn thần dương ngẫm nghĩ nói ra vậy xem ra khôi thành chủ động tìm chúng ta hợp tác hơn phân nửa cũng là hành động bất đắc dĩ hắc quyền trước mắt này chỉ sợ sức một mình bọn hắn căn bản không cách nào vượt qua được Cốt thiên tầm trầm ngâm nói. Ta thì lại không nghĩ như vậy, bọn hắn không dám tự đi thăm dò, hơn phân nửa cũng sợ trong thành bỏ không, liền bị huyền thành cắt mất đường lui. Hàn lập khẽ lắc đầu nói ra. Thời gian lệ đạo hữu vào huyền thành chúng ta không dài, mà ngược lại cũng biết một chút ít về tình thế chúng ta nơi đây à. Thần Dương nghe vậy, vừa cười vừa nói. Bạn đang xem Phạm nhân tu tiên chi tiên giới thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé đúng lúc đó đột nhiên có một bóng người từ trong đội ngũ khôi thành lao ra lướt qua trăm trượng trên không trung rồi hạ xuống ở bên này sáng người này trung bình nhưng khí thế trên người lại hùng hồn không gì sánh bằng chính là ách quái ngay khi sắp rơi xuống đất hai tay lão trở xòe ra năm ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái ở trong hư không khí thế cả người lão hạ xuống cũng lập tức chậm dần cả người lão nhẹ như lông hồng rơi xuống trên đầu của con lân thú đầu trâu. Mọi người huyền thành nghe lệnh, tiếp tục đi dọc theo Hắc Uyên về phía đông, dọc đường hãy chú ý vết nứt không gian, tránh để bị cuốn vào trong đó. Một giọng nói vang dội phát ra, kèm theo một cỗ lực lượng lai động tâm thần, xuyên vào trong lòng mọi người. Lên đường thôi, thần dương nói một tiếng, liền dẫn giải đạo nhân rời đi. Sau đó, hai đội ngũ một trước một sau lại lần nữa lên đường, từ từ đi về hướng đông. Một đường kéo dài về hướng đông dọc theo Hắc Quyên, dọc đường cũng không giống nhau. Có nhiều chỗ hơi rộng rãi, nhưng phạm vi vết nứt không gian bao phủ phía trước cũng lại rộng hơn một chút. Trên đường ngẫu nhiên có thể thấy một vài lân thú chạy nhầm vào trong phạm vi không gian vết nứt, lập tức bị không gian vết nứt cuốn vào trong đó, trực tiếp xé nát thành bụi phấn, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Có một vài con lân thú giỏi về phi hành cũng trong quá trình bị kẻ thù đuổi bắt mà bay qua bầu trời Hắc Quyên cuối cùng cũng bị lực hấp dẫn cường đại từ vòng xoáy khổng lồ trong vực sâu, cuốn vào trong vòng xoáy, rồi bị xé nát. Chính tận mắt Hàn Lập thấy qua, một con tứ dực lân ưng dương cánh bay cao ngàn trượng trên không trung, uốn lượn từ trong tầng mây bay ra, bốn cánh vung vẩy như muốn vượt qua hắc nguyên. Kết quả, nó vừa mới bay lên trên không vực sâu, liền tựa như bị một cây lang nha cự bồng đập vào lưng, đột nhiên cả thân thể của nó gập vào chính giữa, mau chóng lao xuống, trực tiếp cuốn vào trong vòng xoáy màu đen thời gian nhoáng một cái đã qua hơn nửa năm trạng vạng tối ánh chiều tà nghiêng chiếu xuống mặt đất làm cả phiến bình nguyên đổ thành một mảnh mờ nhạt bên trên bình nguyên có hai đội ngũ lân thú vẫn như cụ giữ một đoạn khoảng cách không xa không gần đi dọc theo địa thế dần dần lên cao chậm rãi đi đến một dãy núi cổ quái cực lớn ở phía xa ở phía sau đội ngũ lân thú hàn lập trong bộ áo đen khoanh chân ngồi trên nóc tòa thạch điện màu đen nhìn về phía xa chỉ thấy ngọn núi phía xa phần nửa được nắng chiều chiếu rọi hiện ra một mảnh kim hồng, một nửa khác lại hào quang ảm đạm, hiện ra màu u lam cổ quái. Xem chốc lát, lông mày hàn lập không khỏi hơi nhíu lại, từ trong ngọn núi kia đã nhận ra một ít chấn động cổ quái, mà khi không ngừng tới gần, loại chấn động cổ quái này càng lúc càng rõ ràng, một cỗ khí rét lạnh cũng bắt đầu ùn ùn kéo đến. Càng lúc càng nhiều người đã nhận ra sự cổ quái này, nhào nhào ra khỏi thạch điện, đứng bên ngoài dò xét. Khoảng cách này nhìn như không xa, nhưng hai đội ngũ vẫn phải bỏ ra trọn vẹn 7 ngày đến sáng ngày thứ 9 mới đi đến được dưới chân sơn mạch. Lúc này, đội ngũ khôi thành không tiếp tục đi tới nữa, mà dừng ở chỗ chân núi, đợi đám người huyền thành đến. Hai người Hàn Lập cùng cốt thiên tầm kề vai sát cánh đứng trên lưng ô lân tượng, nhìn dãy núi phía trước, liền thấy hắc uyên kia một mực kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm tới đây, thông vào trong tòa núi này, tựa hồ xuyên suốt qua dãy núi này. Mà dãy núi trước mắt, phần nửa xanh óng ánh, phần nửa lại đỏ thẫm chính giữa lộ ra khí tức cổ quái nơi này thật sự là tù túng cổ quái lấy khí lực chúng ta mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương cốt thiên tầm khe khẽ xoa đôi bàn tay và cánh tay mở miệng nói nửa sơn mạch bên này thì nham thạch băng hàn như xương thoạt nhìn giống như băng tinh từ trong thân núi tản ra nhẹ nhẹ từng sợi hàn khí mà nửa sơn mạch bên kia nham thạch lại hừng hực khí thế thì cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên như thế tại tích lân không cảnh này đúng là hiếm thấy Hiên viên hành chỉ sơn mạch bên kia nói ra Hàn Lập một mực yên lặng không nói lời nào, lông mày nhíu chặt. Lúc này, một hồi kèn lệnh cùng chuông đồng đồng thời vang lên. Ba người Hàn Lập liếc mắt nhìn nhau, phi thân lướt lên, đáp xuống hai chi đội ngũ phía trước. Rất nhanh, những người còn lại cũng đều chạy tới, tập hợp lại phía trước. Cách xa hơn 10 bước phía trước, đám người Khôi Thành cũng đã tập hợp lại với nhau. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thanh niên tuấn mỹ mang đoàn kích ngày đó thao túng cánh lân điểu treo trên bầu trời đến, đang đứng đầu đội ngũ phía trước bên trái gã đứng đấy một gã cao hơn hai trượng thân hình vạm vỡ một nửa đầu chọc trên đỉnh đầu dựng thẳng một bím tóc cao lên trời thoạt nhìn có chút buồn cười nửa thân y thể cười trần từng khối cơ bắp nổi lên như tinh cương điêu khắc phía trên có thể thấy được từng đám gân xanh mạch máu vạn vẹo nổi lên thoạt nhìn tràn đầy sức mạnh bạo tạc mà bên phải thanh niên tuấn mỹ lại đứng đấy một gã nam tử lùn thân cao chưa tới bốn thước sung mạo tuấn tú không kém bao nhiêu so với thanh niên tuấn tú mang đoàn kích kia gã mặc trên người một bộ cốt giáp trắng như tuyết, đứng nghiêm, thoạt nhìn có chút khí thế. Phía sau lưng ba người có hơn 10 người, phần lớn đều là nữ tử đường cong lả lướt, quần áo và trang sức trên người chỉnh tề, phần lớn đều là sa éo đen, trên mặt đều mang một tấm lộ mỏng. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên người bọn họ, cuối cùng rơi vào trên thân ba người ở cuối đội ngũ. Ba người kia tuy trên người đều mặc áo đen, nhưng mà cảm giác của hắn lại không giống với những người khác. Ngay lúc Hàn Lập định tra xét rõ ràng một phen, hai đạo nhân ảnh lại từ trên cao bay xuống, đi tới hai chi đội ngũ phía trước. Một người trong đó có dáng người trung bình, dùng mạo bình thường, chính là thành chủ huyền thành ách quái. Mà người còn lại mặc quần lụa mỏng màu, màu trắng, trên mặt đeo lụa mỏng, thân thể huyền chuyển, dáng người lung linh, thời điểm đáp xuống tựa như phi vũ rơi xuống đất, nhẹ nhàng vô cùng, giơ tay nhấc chân, từng động tác rất nhỏ, đều làm lòng người rung động. Ngay cả một nữ tử như cốt thiên tầm, cũng không khỏi cảm thấy có chút ngây dại rõ ràng chưa thi triển bất luận mỹ thuật gì đã có một cỗ mị thái tự nhiên khó cưỡng lại như vậy hàn lập lẩm bẩm nói nhưng trong lòng không khỏi nhớ đến hình dáng tử linh trong lòng của hắn biết rõ nữ tử trước mắt này đương nhiên không thể nào là tử linh bởi vì nàng chính là khôi thành thành chủ sa tâm chư vị đại khu mà chúng ta khổ tâm tìm kiếm ngay tại bên kia hắc uyên mà đường xá đi xuyên qua hắc uyên lại có băng hỏa sen giữa núi non ta biết rõ giữa hai thành huyền khôi chúng ta đã xảy ra quá nhiều xung đột Cả hai bên đều có người thân chết trên tay đối phương. Sa tâm mở miệng trước, chậm rãi nói ra. Người hai thành nghe vậy, thần sắc đều có chút mất tự nhiên, lúc nhìn nhau, trong mắt rõ ràng hiện lên hận ý. Loại cưu hận này, không cách nào tiêu trừ, cũng không cần tiêu trừ. Sa tâm vừa nói ra, hai chi đội ngũ đều một hồi xôn xao, không ít người cổ tay chuyển một cái, đã nhao nhao nắm tinh khí sau lưng và bên hông, sát ý trong mắt đậm lên. Chư vị bình tĩnh một chút, chớ vội ách quái vẫn bộ dáng ôn hòa như xưa vừa cười vừa nói đám người huyền thành sau khi nghe xong lúc này mới nhao nhao thu tay về chỉ là vẻ cảnh giác trong mắt không giảm chút nào mặc kệ chư vị cứu hận khắc sâu đến cỡ nào ta chỉ hy vọng lúc này bên trong băng hỏa cực mạch này có thể tạm thời bông bỏ thần sắc xa tâm tự nhiên đảo qua mọi người tiếp tục nói băng hỏa chi mạch cực hiểm vượt xa tưởng tượng của các ngươi điểm này không cần hoài nghi bên trong vùng núi này chúng ta không được phân tán hành động như trước nhất định phải ở cùng một chỗ, cẩn thận đi về phía trước. Vì vậy, chư vị cần phải tạm thời bỏ qua ân oán cá nhân, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Ách quái tiếp tục câu chuyện, nói ra. Mọi người trầm mọc một lát, sau đó tôn đồ mở miệng đầu tiên, nói ra, cần tuân dụ lệnh thành chủ. Vì được nhiều người ủng hộ, mọi người nhao nhao hô lên. Kế tiếp, chúng ta đi qua một bên hàn băng sơn mạch vào núi, vì phòng ngừa phát sinh vấn đề, sau khi tiến vào sơn khẩu, đội ngũ hai thành sẽ trộn lẫn với nhau, giữ khoảng cách tiến lên lông mày sa tâm hơi nhăn lại mở miệng nói ra tuân mệnh mọi người không chần chờ nữa mở miệng hộ xuất phát ách quái ra lệnh một tiếng mọi người nhao nhao trở về lân thú của mình bắt đầu tiến lên lúc hàn lập quay đầu lại nhìn xem ba người ở cuối đội ngũ khôi thành đã không thấy bóng dáng họ nữa lân thú của ách quái cùng sa tâm đi song song tuốt ở đằng trước dẫn đầu đi vào thung lũng ngọn núi kia theo sát phía sau một đầu khôi lỗi lân thú chở người khôi thành đi vào trong đó theo sát phía sau là lân thú chở người huyền thành. Hai chi đội ngũ sen kẽ nhau, một đội đi trước một đội theo sau tiến vào trong sơn cốc. Mới vào trong sơn cốc, một hồi thanh âm, gió núi tựa như nữ tử nước nở nghẹn ngào vang lên từ bốn phía. Trong cốc tuy rằng không thấy băng tuyết, nhưng có nhẹ nhẹ hàn ý bao phủ, làm khắp cả người cảm thấy không khỏe. Lông mày hàn lập cao lại, nhìn đường núi gập ghềnh trong sơn cốc, suy nghĩ chốc lát, sau đó trở về phòng mình, tiếp tục bế quan tu luyện liên tiếp trải qua hơn một ngày lặn lội theo mọi người không ngừng xâm nhập sâu vào trong sơn mạch màu xanh óng ánh của nham thạch càng trở nên sâu đậm hơn chính giữa cảng phát ra hàn ý dày đặc hàn lập ngay từ đầu còn có thể tự tu luyện không bị quấy nhiễu nhưng đến mấy ngày gần đây dù là hắn lúc này cũng bị băng hàn trí này bao phủ khiến cho tâm thần không cách nào an ổn thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại đương nhiên cũng không cách nào tiếp tục bế quan tu luyện nữa một ngày này trong đêm hắn lần nữa từ trong tu hành nhập định tỉnh lại liền đứng dậy đi ra ngoài thạch điện đêm khuya trăng sáng sao thưa nhằm thạch trong sơn cốc phản xạ ánh trăng phát sáng lành lạnh ngược lại chiếu rọi đường núi vô cùng rõ ràng lại tương hợp cùng nhiệt độ trong cốc càng phát ra lạnh lạnh thêm lúc hàn lập ngửa đầu nhìn ánh trăng cốt thiên tầm cũng đã đi ra sau lưng hắn quay đầu nhìn lại phát hiện mới mấy ngày không thấy cốt thiên tầm đã đổi một bộ quần áo hoàn toàn mới trên vai khoác một kiện da thú lớn khá dày thoạt nhìn có vẻ mập mạp nhưng nhiều thêm vài phần dáng vẻ ngây thơ chân thành đáng yêu Lệ đạo hữu, ngươi đang nhìn gì đấy? Cốt thiên tầm bị hàn lập nhìn, có chút kỳ quái, thích thú mở miệng hỏi. Bộ áo da thú lớn này là từ đâu ra vậy? Hàn lập có chút lúng túng hỏi. Ngày hôm trước đội ngũ bị một đám yêu thú toàn thân không vẩy lại nhiều lông vây công, ta ra tay giết vài đầu, lột ra một đầu trong đó liền làm ra bộ áo này. Làm sao? Chuyện đã xảy ra hôm trước ngươi lại không biết. Cốt thiên tầm nhìn hàn lập một cái, hỏi. Nghe được tiếng động, bất quá khi đó ta đang lúc tu hành mấu chốt, nên không để ý đến hắn lập lưỡng lựa một chút nói ra lúc ấy hắn vừa vạn đả thông một chỗ huyền khiếu vì vậy biết là có địch tập kích nhưng vẫn không có ra tay trách không được chỉ có điều lại nói tiếp định lực của lệ đạo hữu ngươi thật đúng là bất phàm gần đây trong núi độ nóng đã hạ thấp đến trình độ như vậy trong đội ngũ có mấy người da thịt đều bị đóng băng nứt nẻ căn bản không dám ngồi yên một chỗ người lại có thể ngồi một mình bế quan giỏi lắm cốt thiên tầm tán thán cốt đạo hữu khen chật rồi đúng rồi ngày hôm trước yêu thú đột kích có thực lực ra sao hàn lập cố ý chuyển chủ đề hỏi rất mạnh so với mấy con gặp trên đường lúc trước thì mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần trong đó bình thường nhất đều là yêu thú huyền giai hơn nữa số lượng rất nhiều trong huyền thành có một tu sĩ do khinh thường bị một đầu yêu thú thiên giai cầm đầu cắn trúng bắp chân cuối cùng kéo rơi xuống lưng ô lân tượng chịu khổ bị phân thân làm thức ăn cốt thiên tầm trầm ngâm một lát nói ra không thể tưởng được lại xảy ra việc này lông mày hàn lập cau lại nói vì vậy gần đây tất cả mọi người đều tập trung tinh thần sợ những thứ yêu thú kia lại lần nữa đột kích cốt thiên tầm gật gật đầu hàn lập nhíu mày nhìn về nơi xa chỉ thấy đội ngũ phía trước đã đi lên một chỗ dốc đứng bắt đầu leo dọc theo một vách núi tựa hồ muốn đi qua một triển núi cao ngất phía trước đường phía trước càng ngày càng khó đi rồi hàn lập thu hồi ánh mắt không khỏi cảm thán nói không dễ đi cũng phải tiếp tục đi đã đến nơi này rồi đương nhiên cũng phải tìm ra thứ cuối cùng nhìn xem đại khư trong truyền thuyết này cuối cùng cất dấu kỳ chân dị bảo gì ánh mắt cốt thiên tầm chớp lên nói chỉ mong đừng để cho chúng ta thất vọng cũng đừng như kỳ danh thật sự là một tòa phế tích mới tốt hàn lập cười cười nói mỏ quạ đen cốt thiên tầm chừng hàn lập một cái quay người đi vào trong thạch điện hàn lập thu hồi vẻ tươi cười nhìn qua hướng thâm sâu tối tam phía trước ánh mắt chớp động mấy cái cũng không biết đang suy nghĩ gì kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.